Vạn cổ đệ nhất thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 16. Đây có lẽ là Lý Thị Thánh tộc sau cùng nghịch thiên cải mệnh người. Thứ Tư Tông lão thượng quan Tĩnh Thù cau mày nói. Có khả năng này, nhưng, hắn sinh không phải lúc a, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Đúng, hiện tại Lý Thị Thánh tộc, chỉ có một cái đáng thương thánh chi cảnh giới. Tại cái này, cảnh vực chi chiến, quan trọng điểm mấu chốt, hắn xuất hiện, Vũ Văn Thái Cực căn bản sẽ không buông tha hắn. Cũng không biết, Diệp gia bảo hộ quyết tâm của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nói thật, chúng ta muốn là ra mặt, hắn chỉ cần mình cẩn thận, trưởng thành vấn đề không lớn. Nhưng mấu chốt là, một khi bảo vệ cho hắn, cũng là đứng tại Vũ Văn Thái Cực mặt đối lập, vạn nhất bọn họ cầm tới Đông Hoàng Kiếm, như vậy Hoàng Phủ, Thượng Quan hai nhà đều phải xong đời. Thượng Quan Tĩnh Thù lo lắng. Bọn họ đoán chừng Vũ Văn Thần Đô cơ hội không đến 3 phần. Có thể coi là không đến 3 phần, đầy đủ để bọn hắn khó chịu. Kéo đi, kéo tới cảnh vực chi chiến kết quả công bố. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Có đạo lý, trước lúc này, chúng ta thì công chính điểm đi, song lại còn có Diệp gia tại trèo trống. Vũ Văn Thái Cực tinh lực cũng chủ yếu tại cảnh vực chi chiến phía trên. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Đúng vậy a, quá lâu, ngay cả ta đều có chút hiếu kỳ, nếu quả như thật có thể thuận lợi trưởng thành. Cái này năm kiếp luân hồi chi thể Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, đến cùng có thể trưởng thành tới trình độ nào? Hoàng Phủ Phong Vân giận dữ nói. Nếu như hắn thật chỉ tu luyện nửa năm, như vậy, có thể xưng nghịch thiên. Cái gì thánh thiên tử, thái nhất đệ tử, đều không cách nào so. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Bọn họ, đều là biết được chân chính Lý Thị Thánh tộc, đến cùng có người khủng bố cỡ nào. Thái nhất tranh phong kết thúc, cũng là cảnh vực chi chiến. Cảnh vực chi chiến. Vũ Văn Thái Cực cả nhà khẳng định sẽ đi theo, tiến về Thánh Thiên Phủ. Như vậy, thì nhìn cái này Lý Thiên Mệnh, có thể hay không sống qua Thái Nhất Tháp tranh phong. Vũ Văn gia, còn có cái Vũ Văn Chấn Tinh đi, tuổi còn nhỏ, nghe nói ngoại trừ lịch luyện, giết hơn 900 người. Vũ Văn Thái Cực chuyên môn bồi dưỡng hắn làm chính mình nhi tử sát thủ. Hắn cảnh giới gì? Quy nhất cảnh, tầng thứ 8, thậm chí, có thể so với quy nhất cảnh tầng thứ 9. Vậy thì phải nhìn xem cái này Lý Thiên Mệnh, có thể hay không so Lý Vô Địch thông minh. Dù sao, chúng ta đừng xuất thủ. Đúng. Hai cái lão giả liếc nhau một cái. Tương lai đường làm sao chạy, bọn họ đã xác định. Giống như chúng ta lập trường, càng ngày càng ít. Đúng vậy a, Tô gia một môn tam tông lão, liền thứ 2 tông lão, Tô Vân Chỉ, đều cam nguyện bái phục Vũ Văn Thái Cực, còn có thứ 10 tông lão Tô Cửu Đạo, thứ 18 tông lão Tô Trấn. Trừ bọn họ Tô gia tam tông lão, còn có thứ 7 tông lão, Trần Nam Thiên. Thứ 13 tông lão Công Tôn Thắng chính mình, thứ 21 tông lão Tần Vu Liệt. Những người này, đều là Vũ Văn gia tộc tử trung minh hữu, toàn lực đến đỡ Vũ Văn gia tộc độc bá Đông Hoàng Tông. Những người này con cháu, thì có không ít tham chiến Thái Nhất Tháp tranh phong, tỷ như Thái Nhất đệ tử, Tô Vô Ưu, muội muội Tô Y Nhiên, còn có Trần Kiêu Ký, Công Tôn Xí bọn người, lại thêm Vũ Văn Chấn Tinh. Thái Nhất Tháp khảo nghiệm, là bọn họ thiết kế a. Cái này Lý Thiên Mệnh, xác thực vô cùng phiền phức, hắn tốt nhất, không muốn thông qua vòng tiếp theo chiến đấu, thu hoạch được tiến Thái Nhất Tháp cơ hội. Muốn không, chúng ta nhắc nhở một chút Diệp gia, để Lý Thiên Mệnh xuống tràng nhận thua. Được rồi, vừa không phải đã nói sao, bảo trì công chính, không nói, chỉ nhìn. Chỉ có thể dạng này. Sau khi nói xong, Phong Vân Thần Sơn Đại Điện, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mà bên ngoài trên chiến trường, chiến đấu mới, không ngừng tiến hành. Lý Khinh Ngữ tại thứ 5 chiến xuất chiến, đối thủ của nàng là một cái tên là Tô Y Nhiên, nữ tử. Tô Y Nhiên quy nhất cảnh đệ thất trọng, người không phải là đối thủ, nhận thua đi, không hề đối quyết ý nghĩa. Diệp Thiếu Khanh trực tiếp đối Lý Khinh Ngữ nói. Đúng, Tô Y Nhiên có 3 cái tông lão chỉ dẫn lớn lên, cao người 2 trọng rất bình thường, nhưng là Khinh Ngữ, tiếp qua 1 năm, người tuyệt đối vượt qua nàng. Lý Cảnh Du tràn ngập lòng tin nói. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, cái kia gọi là Tô Y Nhiên nữ tử đã bước vào giữa sân. Xem ra, là cái kiểu mỹ dung động lòng người, phong tình vạn chủng nữ tử đây. Rất mềm, rất nhu. Nhưng là, nhu cốt bên trong, vô ý ở giữa, hiển lộ ra một tia âm hiểm. Lý Khinh Ngữ, xuống tới nha, ta sẽ không đả thương ngươi. Nàng thanh âm mềm nhũn, hấp dẫn rất nhiều thiếu niên chú ý lực. Ta nhận thua, bỏ quyền, Lý Khinh Ngữ trước mặt mọi người nói.
chơi không vui, Tô Y Nhiên khẽ hừ một tiếng, rõ ràng không cao hứng. Nhưng, nhận thua cử đi nàng tấn cấp, nàng cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Chỉ tiếc, không thể cho Thánh Thành đệ đệ, chút cơn giận. Phải biết, xuống thời điểm, nàng thế nhưng là đánh cam đoan, muốn đem Lý Khinh Ngữ cho đánh thành tàn phế. Cứ như vậy, Thanh Long kiếm phong chiến đấu thì kết thúc. Diệp Thiếu Khanh đứng lên, trực tiếp dẫn bọn hắn rời đi. Vòng tiếp theo, nửa tháng sau. Thời gian rất ngắn, nhìn ngươi tạo hóa, thiên mệnh. Diệp Thiếu Khanh mỉm cười nói. Không có vấn đề, sư tôn. Lý Thiên Mệnh nhìn qua cái này lớn như vậy đông hoàng đệ nhất chiến trường, trầm tĩnh nói. Hắn thấy được. Dưới chiến trường, sóng ngầm thì máu me đầy đầu tanh cự thú, gào thét mà qua. Nói không chừng, sẽ chết không ít người. Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thiếu Khanh, Lý Khinh Ngữ cùng một chỗ trở lại hồi Thanh Long kiếm phong. Vòng thứ nhất chiến đấu đã kết thúc, vòng thứ hai chiến đấu nửa tháng sau tiến hành, nửa tháng này, đảo mắt liền sẽ không có. Sư tôn, đang suy nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đang nghĩ, ngươi nửa tháng sau, còn muốn tiếp tục hay không? Diệp Thiếu Khanh cau mày nói. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu. Không phải để cho mình vì 3 năm sau trở thành thái nhất đệ tử mà ma luyện sao? Tạm thời giảng không hiểu, liền sợ ngươi tiến thái nhất tháp gặp nguy hiểm. Diệp Thiếu Khanh nói. Vũ Văn Thái Cực còn dám giết người. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn rõ ràng cảm giác được, hôm nay đánh bại Vũ Văn Thánh Thành về sau, toàn bộ Đông Hoàng Tông bầu không khí giống như không đồng dạng. Cái này là mình lần thứ nhất tại Đông Hoàng Tông đại trường hợp lộ diện. Hắn sẽ không, hắn mới lười nhác nhìn ngươi. Nhưng thái nhất tháp tranh phong đệ tử có thể sẽ, chỉ cần ngươi tiến vào thái nhất tháp tầng thứ 3, ta rất khó bảo hộ đến ngươi. Nếu như chỉ là đệ tử, sư tôn liền yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết mình đi tại trên mũi đao, nhưng là không có lựa chọn. Hắn chỉ có 2-3 năm, không tại sinh tử một đường ở giữa chém giết, thì đấu không lại chính mình. Tại sinh tử gặp trắc trở bên trong, xem xét thời thế, trưởng thành thiên tài, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Ta như không đối phó được còn lại cạnh tranh đệ tử mà lựa chọn trốn tránh, tương lai cũng có những người khác giết ta. Lý Thiên Mệnh nói. Thật là gan, cha ngươi năm đó cũng to gan lớn mật, nhưng hắn tính cách quá khô, không có ngươi tâm tư kín đáo, dễ dàng ăn thiệt thòi. Diệp Thiếu Khanh cảm khái nói. Sau cùng, xác thực bị thua thiệt. Ăn một lần, thì hủy đi cả một đời. Vừa mới dứt lời nơi này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác có chút khó chịu. Đây là một loại khiến người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Lòng bàn chân cũng nhịn không được phát lạnh. Hắn nhìn đến, Diệp Thiếu Khanh nhìn về phía hắn sau lưng, ánh mắt trong nháy mắt thì ngưng trọng rất nhiều. Đó là hùng sư đụng tới mãnh hổ ánh mắt. Có người đến. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Tại cái kia giây phút đầu tiên, hắn thấy rõ ràng người tới. Đó là một người mặc trường bào màu trắng thanh niên, hắn ở ngực miêu tả lấy một cái cổ lão âm dương ngư đồ án. Xem ra 30 tuổi trở xuống. Bắt mắt nhất chính là ánh mắt của hắn, một đen một trắng, đều cực sự lạnh lùng, màu trắng như một trương tái nhợt giấy, màu đen thì như mực nước. Người này khí thế cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên không tính thô bạo, nhưng là hắn đôi mắt nhìn qua thời điểm, luôn có một loại xuyên tim cảm giác. Loại này siêu phàm nhập thánh giống như thần uy, để Lý Thiên Mệnh theo bản năng lùi lại một bước. Đây là ta tại Đông Hoàng Tông, thấy qua đáng sợ nhất một người. Trong lòng của hắn cấp tốc hạ định nghĩa. Hắn rất vững tin. Đương nhiên, đối phương thì nhìn hắn một cái, hắn hắc con mắt màu trắng, càng nhiều là tìm đến phía Lý Khinh Ngữ trên thân. Chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua, nhân tiện nói. Khinh Ngữ, ngươi trưởng thành, cùng nàng càng ngày càng tương tự. Nàng, sợ là Mộc Hà đi. Lý Khinh Ngữ nhìn thấy hắn một khắc này, hốc mắt đã đỏ lên. Hơn 10 năm cừu hận cùng lửa giận, tại lúc này hoàn toàn bạo phát. Nàng có chút khống chế không nổi chính mình. Ngươi im miệng, ngươi không có tư cách nói nàng. Lý Khinh Ngữ ánh mắt, thậm chí dần dần biến thành màu xanh nhạt. Vũ Văn Thái Cực, loại lời này đừng nói là. Diệp Thiếu Khanh lặng yên ở giữa đứng ở huynh muội bọn họ trước mắt. Sau đó, nói khẽ với Lý Thiên Mệnh nói. Hắn tới tìm ta, ngươi mang Khinh Ngữ đi trước. Ừm, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói thật, theo hắn xuất hiện đệ nhất cái nháy mắt. Lý Thiên Mệnh liền biết hắn là ai, thứ 9 tông lão Vũ Văn Thái Cực. Chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên không tầm thường. Hắn hôm nay tìm đến Diệp Thiếu Khanh, hiển nhiên là bởi vì Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ sự tình.
nhưng người này xác thực lòng dạ rất sâu, từ đầu đến cuối, chỉ nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Khinh ngữ, chúng ta đi trước. Đây là Diệp Thiếu Khanh giao cho Lý Thiên Mệnh nhiệm vụ. Bọn họ ở lại đây, không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm cách Lý Khinh Ngữ tăng thêm cửu hận. Lý Khinh Ngữ không quá cam tâm, chỉ là tại Lý Thiên Mệnh dưới con mắt, nàng chỉ có thể lựa chọn trước tiên rời đi. Lúc này thời điểm, chỉ có thể tin tưởng Diệp Thiếu Khanh. Chờ bọn hắn đi về sau, Vũ Văn Thái Cực mới híp mắt, nói. Đây không phải Lý Vô Địch nhi tử, người từ nơi nào nhặt về. Người dựa vào cái gì xác định hắn đúng không? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đừng nói bực này không có ý nghĩa lời nói, người ai cũng có thể lừa gạt, cũng là không lừa được ta. Vũ Văn Thái Cực trầm giọng nói. Tùy tiện ngươi, phản chính là ta đệ tử, không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Thiếu Khanh ánh mắt phong mang nói. Đệ tử, Diệp Thiếu Khanh, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm tông lão, bành trướng thật sao? Vũ Văn quá dõi mắt quang thâm thúy hỏi. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi? Diệp Thiếu Khanh nói. Ta đã nhìn ra, người muốn ngăn cản ta bước chân tiến tới. Chỉ tiếc, liền dựa vào một đứa bé, người có thể làm cái gì? Chờ hắn trở thành cường giả, cái kia đến trên 10 năm, có thể ta muốn đoạt đến Đông Hoàng Kiếm, chỉ cần 2 tháng. Đến lúc đó, chớ nói một người trẻ tuổi, người Diệp gia không nghe lời, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Vũ Văn Thái Cực câu nói này, đã là thật sâu uy hiếp. Thần đô muốn mang cho ngươi hồi Đông Hoàng Kiếm. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đúng. Vậy thì chờ cảnh vực chi chiến sau lại xem đi, ngươi nếu là Đông Hoàng Kiếm chi chủ, ta thì phục tùng ngươi. Diệp Thiếu Khanh nói. Không được, ở trước đó, ngươi đến nói cho ta biết, ngươi làm ra như thế một đứa bé, đến cùng muốn làm cái gì? Vũ Văn quá cực cường thế hỏi. Mới nói, hắn là Lý Vô Địch chi tử, ta nhớ tình cũ, giúp hắn dạy nhi tử. Diệp Thiếu Khanh nói. Vũ Văn Thái cực cười. Diệp Thiếu Khanh. Ngươi hẳn phải biết, con người của ta, nhận chuẩn một việc, sẽ có như thế nào quyết tâm đi hoàn thành. Ta không cho phép một chút xíu tì vết tồn tại. 2 tháng này, để bảo đảm Đông Hoàng Kiếm không có sơ hở nào, ngươi tuyệt đối đừng bước ta, nếu không, ta khả năng cái gì cũng biết làm đi ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Thu đồ đệ không quan trọng, lấy Lý Thiên Mệnh thực lực, sóng gió gì đều không nổi lên được tới. Chờ hắn cầm quyền, muốn giết mấy cái thiếu tông chủ. Thì giết mấy cái, Diệp Thiếu Khanh cũng bảo hộ không được. Nhưng, hắn không cho phép trong 2 tháng này, Diệp gia bên này, lại xuất hiện ngăn cản hắn tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm sự tình. Nếu không, đó chính là hao phí hết thảy chu sát, không coi trọng bất luận cái gì thể diện. Tại Vũ Văn Thái cực bá đạo như vậy ngôn ngữ chi dưới, Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nói. Ngươi có lợi hại như vậy sao? Ta rất hiếu kỳ. Vũ Văn Thái cực nao nao. Sau đó nhịn cười không được. Hắn hướng nơi xa nhất chỉ, nói. Có chút năm không có giáo huấn ngươi, xem ra, ngươi đã quên khiêu khích kết quả của ta, cho nên không chút kiêng kỵ. Đã như vậy, Trầm Uyên chiến trường đi một chuyến. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Khanh liếc một chút, chắp tay sau lưng cánh tay, vượt qua mà qua. Diệp Thiếu Khanh ánh mắt như kiếm phong, hắn không nói 2 lời, liền đuổi theo. Nhìn ra được. Hắn cũng là cao ngạo người. 2 người đều là trẻ tuổi nhất tông lão, Lý Vô Địch hoang phế, 2 người bọn họ một đường cạnh tranh, cho đến hôm nay. Thật lâu không có chiến. Diệp Thiếu Khanh, đã không có như vậy chịu phục. Vậy ta để ta xem một chút, 4 năm về sau, ngươi có bản lãnh gì, có thể xứng với ngươi hiện tại lòng lang dạ thú. Diệp Thiếu Khanh cười lạnh nói. Ngươi sai, cái này gọi hùng tâm tráng trí. Trở lại Thanh Long Kiếm Cung về sau. Lý Thiên Mệnh đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Lý Khinh Ngữ thì tại nội điện bên trong ngồi đấy, thần sắc bất an. Ca ca, người sư tôn không có chuyện gì, bản thân hắn rất cường đại, hơn nữa còn là tông lão, thân phận cùng người kia tương đương. Khương Phi Linh an ủi. Khẳng định không có việc gì, nhưng, nhất định sẽ bị uy hiếp. Vũ Văn Thái cực hiển nhiên rất nghi hoặc, hắn vì sao muốn che chở ta. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật, ta cũng nghi hoặc. Lấy hiện tại Đông Hoàng Tông cục thế đến xem, hành động này, cùng Vũ Văn gia tộc đối nghịch, cần rất đại dũng khí. Khương Phi Linh nói, lúc trước thu đồ đệ thời điểm, Lý Thiên Mệnh đều không muốn nhiều như vậy. Nhưng, sư tôn tâm lý cũng không sợ hãi. Dạng này người có cốt khí, 10 phần gọi người kính nể. Bọn họ vừa nói đến đây,
liền gặp nơi xa có một cái bạch y nam tử trở về, chính là Diệp Thiếu Khanh. Nhưng là Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, trên thân còn có không ít vết máu, liền bờ môi đều không có gì huyết sắc. Đây hết thảy đều đang nói rõ, hắn cùng Vũ Văn Thái Cực chiến đấu. Sư tôn, Lý Thiên Mệnh nghênh đón đi lên, nhìn đến Diệp Thiếu Khanh vì mình, vậy mà cùng Vũ Văn Thái Cực chiến một trận, trong lòng của hắn làm sao không chấn động. Khác nhiều nghĩ lung tung, cũng là nhìn hắn khó chịu, cho nên thử một lần hắn hiện tại bản sự. Diệp Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt bên trong, toát ra mỉm cười. Kết quả đây, hắn xác thực thẳng có bản lĩnh, nhưng là ngươi sư tôn cũng không kém. Diệp Thiếu Khanh hời hợt nói. Nhưng Lý Thiên Mệnh không phải đần độn, hắn rõ ràng nhìn ra được, Diệp Thiếu Khanh trạng thái tương đối kém. Hắn con mắt rất tinh, một chút liền thấy, Diệp Thiếu Khanh tay phải ngón tay có vết máu. Hắn đầu ngón tay gãy mất, bị tận gốc chặt đứt. Diệp Thiếu Khanh dùng kiếm, đầu ngón tay dạng này gãy mất, dạng này muốn khôi phục căn bản không có khả năng. Mặc dù là một ngón tay, nhưng đối với hắn chưa để chiến đấu, khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Cái này không giống như là trong chiến đấu tạo thành thương thế. Càng giống là một loại bị đối phương đánh tan sau một loại trừng trị. Ngón tay của ngươi. Không có việc gì, bốn ngón tay cũng có thể sử dụng kiếm, nói không chừng có thể sử dụng càng tốt hơn. Yên tâm đi, hắn cũng không có chiếm tiện nghi gì. Sư tôn cũng không có ném Thanh Long kiếm phong mặt mũi. Diệp Thiếu Khanh tiêu sái cười nói. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Nhưng hắn lại thế nào không hiểu. Diệp Thiếu Khanh chiến bại. Hơn nữa còn bị gãy mất nhất chỉ, đây càng giống là một loại cảnh cáo. Đây cũng là một trận tự mình chiến đấu. Nói thật, hắn rất kính trọng, ưa thích người sư tôn này. Vốn là đối cái kia Vũ Văn Thái Cực khó chịu, bây giờ, nghĩa phụ cùng sư tôn, đều bị người này áp bách, đối phương bá đạo vô tình, tăng thêm hắn nhi tử Vũ Văn Thánh Thành hung hăng càn quấy. Thù này, kết quả triệt để kết. Vũ Văn Thái Cực. Cái này đoạn chỉ mối thù, Diệp Thiếu Khanh sẽ không quên, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không quên. Ánh mắt của hắn, nhìn lấy Đông Hoàng đệ nhất chiến trường phương hướng, mắt lộ ra ra hung quang. Thiên Mệnh, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, dựa theo kế hoạch của ngươi, cái kia chiến đấu, nên đi Thái Nhất Tháp liền đi Thái Nhất Tháp. Ngươi một mực chính mình, còn lại sư tôn cho ngươi chống đỡ. Diệp Thiếu Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói. Nhưng ánh mắt của hắn rất nóng rực. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn chỉ có thể nói, hết thảy còn sớm. Chờ xem. Qua tu hành đi, thực lực ngươi bây giờ, không đủ tại Thái Nhất Tháp bảo mệnh, để ta xem một chút cái này 45 ngày, ngươi có thể trưởng thành tới trình độ nào. Diệp Thiếu Khanh nói. Lần này, Lý Thiên Mệnh không có lại nói mạnh miệng. Hắn chỉ muốn làm qua Diệp Thiếu Khanh nhìn. Sau đó cả đời. Tuyệt đối không cô phụ Diệp Thiếu Khanh đoạn chỉ tri ân. Đông Hoàng Tông trời mưa. Thanh Long kiếm ngoài cung, mưa rào xối xả, vô số giọt mưa ào 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 rơi xuống. Diệp Thiếu Khanh xếp bằng ở Thanh Long kiếm cung lớn nhất trên nhà cao tầng, chính vận chuyển công lực, đem trên người, hắc bạch nhị khí cho cưỡng ép bước đi ra. Làm một số màu đen cùng màu trắng lăn lộn cùng một chỗ, giống như rắn độc khí thể, theo trong thân thể của hắn đi ra. Sắc mặt của hắn mới khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Đáng tiếc là, hắn lấy tay phải một tay cầm kiếm, huy vũ vài cái, thiếu khuyết đầu ngón tay, tựa hồ có chút giảm bớt đi nhiều. Lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Vũ Văn Thái Cực, đoạn chỉ nhục nhã, lại có thể như ban ngày một dạng, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt giả bộ như không quan trọng, hời hợt. Siêu, trường kiếm cắm vào trên trụ đá, nửa ngôi đại điện đều đang run rẩy. Đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người kia lơ lửng giữa không trung, tựa như là từ trên trời trong mây đen buông xuống. Diệp Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, tại góc độ của hắn, duy nhất có thể nhìn thấy là, bóng người kia tóc máu bay trên trời, dường như có vài chục mét chiều dài. Một tiếng ầm vang sấm vang, một cỗ vô cùng dữ tợn, máu tanh khí tức, theo bóng người này, bao phủ Thanh Long kiếm cung. Người điên rồi, nhanh đi về, còn kém một bước cuối cùng, không phải thất bại trong gang tấc. Diệp Thiếu Khanh vội vàng nói. Đoạn ngươi nhất chỉ, gọi ta làm sao có thể nhẫn. Cái kia tóc máu nam tử gầm nhẹ nói. 14 năm ngươi đều có thể chịu, ngươi đây không thể nhịn nhịn. Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc nói. Ta chỉ là quá phẫn nộ, huynh đệ, ta cảm tạ ngươi. Tóc máu nam tử cắn răng nói. Khác khách khí với ta, nhàm chán,
cút nhanh lên hồi ổ chó của ngươi đi thôi, đừng đi ra vướng bận. Diệp Thiếu Khanh ghét bỏ nói. Ngươi lại cho ta một chút thời gian, đến lúc đó, thù mới hận cũ, toàn bộ cùng tính một lượt. Tóc máu nam tử nói. Thành, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể lợi hại tới trình độ nào. Mặt khác, ta hôm nay chính là cho ngươi đo một chút thực lực của hắn, ta chỉ có thể nói, lấy cảnh giới của ta, vẫn cảm thấy hắn thâm bất khả chắc. Vũ Văn Thần Đô muốn là cầm tới Đông Hoàng Kiếm, hắn tuyệt đối càng mạnh. Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc nói. Đông Hoàng Kiếm, tóc máu nam tử thanh âm, rõ ràng trầm thấp rất nhiều, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ. Nhưng, hắn vẫn là trầm giọng nói. Đó là ta Lý Thị Thánh tộc chi vật, chớ nói hắn lấy không được, coi như cầm tới, ta đều có thể gọi hắn, chết không toàn thây. Được, khác thổi, Đông Hoàng Kiếm muốn là dễ dàng đối phó như vậy. Hắn Vũ Văn nhất tộc liền sẽ không tha thiết ước mơ, ta có thể toàn trông cậy vào ngươi. Ngươi cũng đừng hố ta, Diệp Thiếu Khanh nói. Rửa mắt mà đợi đi, mây đen bắt đầu tiêu tán, ngoài cửa sổ đầy trời tóc máu, bắt đầu thu nạp. Đúng rồi, người cái này tiện nghi nhi tử thực là không tồi, giải quyết khinh ngữ hôn ước, để ngươi có thể an tâm đi một bước cuối cùng, ta thích hắn tinh khí. Diệp Thiếu Khanh nhớ tới Lý Thiên Mệnh, khóe miệng không khỏi toát ra nụ cười tới. Hắn là cái kỳ tích, tương lai của hắn, người vô pháp tưởng tượng. Thanh Long Kiếm Cung bên trong, quanh quẩn cái kia tóc máu nam tử thanh âm. Lại thổi, Diệp Thiếu Khanh cười một tiếng. Không phải ta thổi, không tin ngươi dạy hắn ngươi, nghịch thần kiếm ý. Ngươi xem một chút, thiên tư của hắn đến cùng phải hay không, năm kiếp luân hồi chi thể. Nói xong lời cuối cùng, cái kia tóc máu nam tử rốt cục biến mất. Bên trong thiên địa, bỗng nhiên cấp tốc chuyển trời trong xanh. Vô sỉ, đây không phải tìm kiếm nghĩ cách, lừa bịp ta dậy, nghịch thần kiếm ý, sao? Diệp Thiếu Khanh cười. Nhưng nói thật, hắn động tâm. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh cực hạn, đến cùng ở nơi nào? Hắn biết, Lý Thiên Mệnh hiện tại Lý Thị Tổ Địa cùng Thanh Long Kiếm Phong đi tới đi lui, trên cơ bản buổi tối tại Tổ Địa, ban ngày tại Thanh Long Kiếm Phong. Ngày mai bắt đầu, liền để ngươi tu tập nghịch thần kiếm ý. Tiểu tử này là cái nghịch thiên cải mệnh loại, vậy liền để ta xem một chút, trong lòng ngươi, nghịch, chi tinh thần, đến cùng có bao nhiêu nồng đậm. Hiện tại, cũng chỉ có thể đánh bạc Vũ Văn Thần Đô, lấy không được Đông Hoàng Kiếm. Không phải vậy, khẳng định rất phiền phức. Vân Chỉ Phong cao ngất như mây, rộng lượng to lớn, liền mây mù đều có thể ngăn cản, cố hữu Vân Chỉ Phong danh tiếng. Thứ hai tông lão, Tô Vân Chỉ tính danh, cùng cái này một ngọn núi. Dường như thiên nhiên xứng đôi. Vân Chỉ Phong chính là Đông Hoàng Tông thứ hai thần phong, gần với Phong Vân Thần Sơn. Hôm nay Vân Chỉ Phong phá lệ náo nhiệt, bởi vì Tô Vân Chỉ dòng chính cháu gái, thái nhất đệ tử, Tô Vô Ưu, tại Vô Ưu Cung, thiết lập yến hội, tổ chức Vô Ưu Minh hội nghị. Vô Ưu Minh nòng cốt thành viên cùng đệ tử khác liên minh nhân vật mấu chốt, đều có tham dự. Nói là hội nghị, nhưng thật ra là một trận tụ hội. Chính sự vừa mới nói xong, những người trẻ tuổi kia liền tại cái này lớn như vậy Vô Ưu Cung chơi đùa lên. Có người vừa múa vừa hát, có người trong góc kề đầu gối nói chuyện lâu, có người tại phẩm vị mỹ thực mỹ tửu, có người vui cười đùa giỡn. Tuổi trẻ hoạt bát, yêu kiều cười đáng yêu thiếu nữ, chiếm cứ 9 phần 10, từng cái đều có khiến người ta hâm mộ ra thế cùng dung mạo, hợp thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Tại Đông Hoàng Tông, phàm là Vô Ưu Minh thành viên muốn tổ đội lịch luyện, đệ tử khác liên minh, cơ hồ đều sẽ chen chúc mà tới. Cảnh ban đêm buông xuống, Vô Ưu Cung vẫn ca múa không ngừng, hoàn thành thiếu ngữ không ngừng. Được phong làm Đông Hoàng Tông lớn nhất một đời mới đệ nhất mỹ nhân Tô Vô Ưu, uốn lượn lấy thon dài mà thẳng tắp hai chân, ngồi tại vị trí cao nhất ngồi vào phía trên. Mái tóc dài của nàng vung tại sau lưng, chiều dài đến eo, tản mát ra, như là màu đen thác nước, một cỗ thanh tịnh mùi tóc, gọi người lưu luyến quên về. Cái kia một đôi sáng ngời đôi mắt, như là hồ nước nước trong. Chính nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt các thiếu nữ, dưới bóng đêm, nàng mũi ngọc tinh xảo mày liễu, mắt ngọc mày ngài, tăng thêm một thân màu trắng lụa mỏng, càng lộ ra khuynh thành tuyệt thế. Nàng dáng người thon dài, so với thường nhân nữ tử đều cao hơn một số, eo thon như rắn, hồn nhiên có lực, gọi người chống đỡ không được. Người này mỹ cốt trời sinh, nhưng cũng không phải là tục mỹ, nàng phong tình cực kỳ nội liếm, chỉ có tại lơ đãng nhìn quanh ở giữa, sẽ hiện ra làm cho người thần say vẻ đẹp. Vũ Văn Thánh Thành ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh nàng, có chút thất thần nhìn lấy nữ tử này. Hắn cảm thấy, Tô
Tô Vô Ưu xác thực không hổ có Đông Hoàng tộc danh xưng đệ nhất mỹ nhân, tuy nhiên đời đời đều có đệ nhất mỹ nhân, có thể Tô Vô Ưu là trẻ tuổi nhất một cái. Nhưng, Vũ Văn Thánh Thành không dám đối nàng có bất kỳ ý tưởng gì. Đó là bởi vì, Tô Vô Ưu không thích ưa thích hắn, nàng ưa thích người là Vũ Văn Thần Đô, theo 5 năm trước bắt đầu, nàng thì chủ động truy cầu Vũ Văn Thần Đô. Tại Đông Hoàng Tông đại đa số người trong mắt, hai người bọn họ đều là thái nhất đệ tử, trai tài gái sắc, chính là ông trời tác hợp cho. Bọn họ vốn nên sớm thì tiến tới cùng nhau, nhưng là cũng không có. 5 năm này Vũ Văn Thần Đô cũng không có phản ứng qua nàng, truy cứu nguyên nhân, khả năng ngoại nhân đều không hiểu, cho rằng Vũ Văn Thần Đô không hiểu phong tình. Nhưng Vũ Văn Thánh Thành cùng Tô Vô Ưu đều biết, không phải như vậy. Hết thảy đơn giản là, Vũ Văn Thần Đô mục tiêu là Đông Hoàng Kiếm, thành công trước đó, hắn không có cái gì phân tâm tư cách. Tô Vô Ưu liền đang chờ. Thái nhất tháp tranh phong kết thúc, chính là cảnh vực chi chiến. Nàng biết. Đối phương cũng không phải là đối với mình không có ý, chỉ cần hắn nhất chiều công thành, nhất định sẽ cùng chính mình song túc song tê, thành tựu một đoạn giai thoại. Thánh Thành, người phải dũng cảm một số, không dùng lo lắng, ca ca ngươi cùng ta, về sau đều có thể trợ giúp ngươi. Tô Vô Ưu thương tiếc nhìn lấy hắn nói. Vô Ưu tỷ, Vũ Văn Thánh Thành cúi đầu xuống, nhớ tới vài ngày trước cái kia một trận thảm bại, còn có phụ thân cho trừng trị, hắn trong hốc mắt đều có biển máu lăn lộn. Vũ Văn Chấn Tinh nói với ta, cái này là cha ngươi cho khảo nghiệm của ngươi, chuyện này ngươi không cần chú ý. Ngươi chỉ cần nỗ lực, chứng minh cho ngươi cha nhìn, 3 năm sau, hết thảy liền có thể khổ tận cam lai. Tô Vô Ưu cẩn thận an ủi. Ta biết, Chấn Tinh ca nói với ta, hắn cũng cùng ta thân như huynh đệ. Vũ Văn Thánh Thành nói. Đúng, mà lại cha ngươi cũng an bài để hắn cho ngươi báo thủ nhiệm vụ, cái kia thiếu tông chủ, đến đón lấy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cần gì phải sầu lo? Chẳng lẽ, ngươi là tiếc nuối mình không thể tự mình động thủ? Tô Vô Ưu hỏi. Vũ Văn Thánh Thành nhẹ gật đầu. Thái nhất tháp là một cơ hội, ngày thường muốn giết Thanh Long Kiếm Phong đệ tử, thì hơi rắc rối rồi. Bằng không, còn thật có thể để ngươi đi kết quả hắn. Bất quá ta cảm thấy, chỉ cần thiếu tông chủ trả giá đắt, kỳ thật ngươi không cần chú ý, dù sao ngươi tuổi trẻ tiểu, chiến bại không tính là gì. Tô Vô Ưu tiếp tục an ủi. Tốt a, Chấn Tinh ca nói với ta, hắn nhất định sẽ làm cho cái kia Lý Thiên Mệnh, lấy thảm nhất phương thức, rời đi cái thế giới này. Vũ Văn Thánh Thành nói. Cái kia không phải, vui vẻ lên chút, Tô Vô Ưu mỉm cười nói. Nàng xem ra, thật đúng là điên đảo chúng sinh. Được, Vũ Văn Thánh Thành trọng trọng gật đầu. Hắn cô dám hé miệng, bên trong trong miệng không có hàm răng, như cái tiểu lão đầu. Nhưng là, Tô Vô Ưu vẫn là phát hiện, hắn vẫn cao hứng không nổi. Vô Ưu tỷ, Lý Khinh Ngữ là người Vô Ưu minh người. Vũ Văn Thánh Thành bỗng nhiên cắn răng hỏi. Đúng vậy a, nàng tốt chút thời gian không có tới, ta đều chuẩn bị khai trừ nàng. Tô Vô Ưu nói. Mở ra cái khác trừ đi. Vũ Văn Thánh Thành nói. Chẳng lẽ Thánh Thành coi trọng nàng, có cần hay không Vô Ưu tỷ cho ngươi chế tạo một cái cơ hội, đem nàng đơn độc ước đi ra. Tô Vô Ưu mỉm cười hỏi. Vũ Văn Thánh Thành suy nghĩ một chút, lắc đầu. Nhưng là ánh mắt của hắn lấp lóe, rõ ràng đang tự hỏi một kiện để hắn xoắn suýt nhưng là khát vọng sự tình. Chấm, chờ ngươi cần thời điểm, tùy thời cùng ta nói. Tô Vô Ưu vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đứng lên. Dáng người của nàng có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, thon dài mà mềm mại, trong lúc hành tẩu, dáng người lắc lư, tóc dài phất phới, tấm lưng kia hình dáng, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Lý Khinh Ngữ. Đợi nàng đi về sau. Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt như máu. Tô Vô Ưu sau khi đi, Vô Ưu cung vẫn náo nhiệt, đó là bởi vì muội muội của nàng Tô Y Nhiên, còn tại ấm tràng đây. Các nàng một đám bối cảnh hùng hậu đệ tử, hợp thành một ngoại nhân vào không được vòng quan hệ, qua khiến người ta hâm mộ sinh hoạt. Tô Y Nhiên chơi mệt rồi, mang theo một cái bầu rượu, hai cái ly rượu, đi vào một cái chỗ hắc ám. Tại cái kia chỗ hắc ám, một cái cao lớn khôi ngô bóng người ngồi ở chỗ đó. Như cùng một đầu gấu to. Trên đầu của hắn rất ánh sáng, rõ ràng không có tóc, lại thêm cái này 2 mét trở lên thân thể, bình thường tới nói sẽ rất hung hãn. Nhưng, bóng mờ phía dưới người này, tựa hồ mi thanh mục tú, cũng không xấu xí. Chỉ là, đồng tử của hắn có chút tinh hồng sắc, giống như là chỗ hắc ám dã thú, một nửa tôn quý, một nửa dữ tợn. Tô Y Nhiên tướng mạo cùng Tô Vô Ưu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu.
nhưng là nàng lại đem Tô Vô Ưu nội liếm mị cốt, hoàn toàn phóng thích ra ngoài, cho nên nàng càng mềm mại, vòng eo càng mạnh mẽ hơn, càng giống là một con rắn. Trấn Tinh ca ca, nàng đi vào trong bóng râm, ngồi ở kia nam tử trên đùi, đem hai cái ly rượu rót đầy. Làm, thanh âm nam tử trầm thấp, sau khi cụng chén, uống một hơi cạn sạch. Cái kia rộng lớn tay cầm, đặt ở Tô Y Nhiên trên bờ eo. Chúc mừng Trấn Tinh ca ca, thu hoạch được tông lão hội nhất trí tốt bình luận, lấy mạnh nhất đệ tử thân phận, nhảy qua vòng thứ hai, trực tiếp cầm tới tiến thái nhất tháp danh ngạch. Tô Y Nhiên tựa ở nam tử kia trên thân, giọng dịu dàng cười nói. Cái này không có ý nghĩa gì, coi như không luân không, ta cũng tùy tiện vào thái nhất tháp. Nam tử trầm giọng nói. Nhưng nghe có mặt mũi nha, mà lại, điều này nói rõ các trưởng thượng đều cho rằng, ngươi là lần này thái nhất tháp tranh phong mạnh nhất đệ tử, duy nhất có cơ hội trở thành thái nhất đệ tử người. Tô Y Nhiên ôm lấy cổ của hắn, ngữ khí ngọt ngào nói. Vậy cũng đúng. Trấn Tinh ca ca chuẩn bị xử lý như thế nào thiếu tông chủ đây? Thái nhất tháp tranh phong, tông lão cũng không thể đi vào, đến lúc đó, ta chậm rãi chơi, cho ta huynh đệ chút cơn giận. Cũng vì ta vũ văn thế gia, trừ rơi một con ruồi. Nam tử trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là giết người như ngoé ánh mắt. Vậy hắn nhưng là thê thảm nha, Tô Y Nhiên cười nói. Ha ha, nam tử nở nụ cười gằn. Thế nhưng là Trấn Tinh ca ca, người không thấy vòng thứ hai đối chiến hàng ngũ đi. Tô Y Nhiên bỗng nhiên cười khanh khách nói. Có vấn đề. Vòng thứ hai đối chiến hàng ngũ, là đệ nhất tông lão cùng thứ tư tông lão cái kia hai cái lão bất tử chế định, người đoán xem cái kia thiếu tông chủ đối thủ là người nào. Hắn nha, có thể không nhất định, có thể đi vào thái nhất tháp, để ngươi báo thù. Tô Y Nhiên ôm lấy cổ của hắn nói. Chẳng lẽ là ngươi hay sao? Nam tử hỏi. Lợi hại, để ngươi đoán đúng nữa nha, ngươi chính là thông minh. Tô Y Nhiên ôn nhu cười nói. Nam tử trầm ngâm một chút, nói. Vậy thì thật là tốt, ngươi làm bộ chiến bại, để hắn tiến thái nhất tháp, dù sao ngươi vào không được cuối cùng tranh phong. Ai nói ta vào không được, vậy cũng không được, ta muốn là thua bởi hắn, nhiều mất mặt a, người ta cũng không thuận. Tô Y Nhiên chật lên làm nũng nói. Cái này kiều mị bộ dáng, xác thực gọi người khí huyết kéo lên. Đừng làm rộn, người nào không biết người cái này cái đầu nhỏ đang suy nghĩ gì, muốn cái gì chỗ tốt, cùng ta nói thẳng đi. Nam tử cười nói. Vẫn là Trấn Tinh ca ca hiểu ta. Tô Y Nhiên cười khúc khích, sau đó đôi mắt lóe lên, nói. Người ta muốn thái nhất tháp tầng thứ nhất bảo bối kia, thượng phẩm địa cấp thần nguyên. Người thật là lòng tham a. Nam tử líu lưỡi nói. Nào có a, Trấn Tinh ca ca ngươi cộng sinh thú, đã là tam giai thánh thú. Thượng phẩm địa cấp thần nguyên ngươi không dùng được, mà lại, tầng thứ hai bảo bối, mới chính thức thích hợp ngươi, mà ngươi dễ như trở bàn tay. Tô Y Nhiên chu mỏ nói. Thế nhưng là ta muốn cho thánh thành giữ lấy. Cái này cũng không thành, người đại bá sẽ không đáp ứng, hắn đối thánh thành khẳng định chính mình có sắp xếp, thánh thành chính là phải tiếp nhận ma luyện thời điểm, ngươi cho ngon ngọt, cũng không phải cùng ngươi đại bá đối nghịch. Tô Y Nhiên nói. Có đạo lý, nam tử nhẹ gật đầu. Cho ta nha, Trấn Tinh ca ca, cùng lắm thì người ta lại hầu hạ ngươi nha. Tô Y Nhiên làm nũng nói. Thành, thì tối nay. Nam tử cười. Không muốn, chờ ngươi cho ta lại nói, ai biết ngươi có thể hay không lừa phỉnh ta. Ta mới không mắc mưu đây. Tô Y Nhiên ngượng ngập nói. Ha ha, tốt, tiểu yêu tinh. Trấn Tinh ca ca, cha ta đối ngươi rất hài lòng, hắn khả năng qua chút thời gian, sẽ tìm cha ngươi thương lượng hôn kỳ. Tô Y Nhiên nói. Ta để cho ta cha chủ động đi, nhưng là có thể muốn tại cảnh vực chi chiến về sau, y nguyên, người biết một trận chiến này đối hai nhà chúng ta, trọng yếu bao nhiêu a? Nói nhảm, khẳng định biết rồi. Đến lúc đó, Đông Hoàng Tông, chính là chúng ta hai nhà. Những cái kia đáng ghét lão gia hỏa, đều đi chết đi. Chúng ta có thể đã hẹn a, đến lúc đó, người cố ý thua cho cái kia thiếu tông chủ, nhưng, tuyệt đối đừng quá giả, bằng không hắn cũng không dám tiến thái nhất tháp. Yên tâm, diễn xuất, ta có thể tương đương am hiểu, cam đoan để hắn lòng tự tin bạo dạp. Nghênh ngang bước vào thái nhất tháp, Tô Y Nhiên chắc chắn nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thái Cực Phong. Lý Huyễn Thần, Vũ Văn Thánh Thành hướng về phía đang tu luyện thiếu niên vẫy tay. Lý Huyễn Thần đứng dậy, vội vàng cùng Vũ Văn Thánh Thành lóe nhập trong một gian mật thất. Nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này,
Lý Huyễn Thần ánh mắt có chút phức tạp. Hắn vốn cho rằng, Vũ Văn Thánh Thành đã có thể nghiền ép hắn cùng Lý Thiên Mệnh, kết quả lại là, Vũ Văn Thánh Thành bị Lý Thiên Mệnh đánh cho gọi là một cái thê thảm a. Đến bây giờ, trên mặt của hắn còn có vết máu, cả người thần sắc đều có chút uể oải, mà lại đi tới chỗ nào, đều có ánh mắt khác thường. Thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh danh thiên tài, giờ phút này đã uy chấn Đông Hoàng dãy núi. Ra ngoài sau khi nghe ngóng, đều đang cười Vũ Văn Thánh Thành đây. Liền Lý Thị Thánh tộc bên kia, hiện tại cũng không ai không phục Lý Thiên Mệnh. Thánh Thành, có chuyện gì? Lý Huyễn Thần hỏi. Còn nhớ rõ ngươi lần trước nói lời sao? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Liên quan tới Lý Khinh Ngữ chuyện kia, yên tâm, ta tại chuẩn bị cho ngươi một kế hoạch kín đáo, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lý Huyễn Thần nói. Hắn không cam lòng từ bỏ Côn Bằng Thánh Ấn. Ngươi gió đông, thế nhưng là một cái đem Lý Khinh Ngữ mang ra cơ hội. Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Đúng, mang rời khỏi Đông Hoàng Tông cơ hội, Lý Huyễn Thần nói. Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt sáng lên, sau đó đem hôm qua Tô Vô Ưu cùng lời hắn nói cho Lý Huyễn Thần. Thỏa, Lý Huyễn Thần ánh mắt sáng lên. Nói thế nào? Ta trong mấy ngày qua nghe qua, Lý Khinh Ngữ tại Vô Ưu Minh, chỉ có một cái quan hệ coi như có thể đồng bọn, tên là Quách Tiểu Phù. Đây là một cái ngoại môn đệ tử thăng đi lên nội tông đệ tử, không quyền không thế không bối cảnh. Trước đây các nàng đã từng cùng đi ra chấp hành qua nhiệm vụ. Lý Huyễn Thần kích động nói. Sau đó thì sao? Lý Khinh Ngữ đã thật lâu không có chấp hành Vô Ưu Minh nhiệm vụ, chúng ta có thể cho Vô Ưu tỷ giúp đỡ, để cho nàng thao tác một chút, đồng thời giải quyết cái này Quách Tiểu Phù, để cho nàng ước Lý Khinh Ngữ ra ngoài. Lý Khinh Ngữ coi như tín nhiệm nàng, chỉ cần Lý Khinh Ngữ rời đi Đông Hoàng Tông, liền là của ngươi ra tay thời điểm. Lý Huyễn Thần nói. Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt sáng rực. Nếu như Vô Ưu tỷ có thể giúp đỡ, chúng ta lại lấy uy bức lợi dụ, giải quyết cái này Quách Tiểu Phù, nói không chừng thật có thể thành công. Dù sao, khoảng cách tiến thái nhất tháp còn rất dài thời gian, Lý Khinh Ngữ chưa hẳn sẽ không ra đi. Hiện tại chú ý lực đều tại Lý Thiên Mệnh trên thân, không ai sẽ chú ý nàng. Vũ Văn Thánh Thành càng nghĩ càng có hy vọng. Có thể thử một lần, nói thật, Lý Huyễn Thần nói. Chuyện này sao làm sao bây giờ? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Vậy phải xem ta chuẩn bị cho ngươi đồ tốt, Lý Huyễn Thần cười nói. Vật gì tốt? Không lo quả, nắm giữ màu xanh lam thiên văn, bỏ ra ta tốt lớn một khoản tiền sai người mua. Có thể để người ta quên ngắn ngủi trí nhớ, lượng lớn một chút, sẽ cháy hỏng não tử, khiến người ta biến thành ngu ngốc. Vũ Văn Thánh Thành một chút liền biết, hắn là có ý gì. Cho nên, ta tại xong việc sau, có thể không dùng giết nàng, để cho nàng biến thành ngu ngốc, ở bên ngoài tìm một chỗ, nhốt lại, để cho nàng trở thành ta độc chiếm, người nào cũng không tìm tới nàng. Đúng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng thanh danh của ngươi, cũng sẽ không cho ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì, lại đem cái kia Quách Tiểu Phù giết, các nàng chẳng khác nào mất tích. Lý Huyễn Thần nói, hắn biết Vũ Văn Thế Gia đã muốn tại Thái Nhất Tháp tru sát Lý Thiên Mệnh. Nhưng không quan hệ, hắn trợ giúp Vũ Văn Thánh Thành ra cái này một ngụm ác khí, hắn cùng Vũ Văn Thế Gia quan hệ chỉ sẽ tốt hơn. Như thế, Côn Bằng Thánh Ấn cũng càng có khả năng rơi xuống trên người hắn. Mà không phải bị Vũ Văn Thế Gia trực tiếp hủy đi. Mà lại hắn trước đây cũng đánh qua cam đoan, hiện tại cũng không dám nuốt lời. Dù sao hắn biết rõ, Vũ Văn Thánh Thành trả thù tâm tình, đến cùng mạnh đến mức nào. Hắn tuyệt đối không vừa lòng để Vũ Văn Chấn Tinh tru sát Lý Thiên Mệnh. Hắn càng nghĩ, hơn tự mình trả thù huynh muội bọn họ. Chẳng những là Lý Thiên Mệnh, còn có Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ, có không lo quả, người về sau coi như người ngu ngốc. Muốn chết cũng khó khăn. Trong mật thất, Vũ Văn Thánh Thành hai mắt, hình dáng như dã thú. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh theo Lý Thị Tổ Địa tu luyện được, đi vào Thanh Long Kiếm Phong. Lý Khinh Ngữ tại kiếm cửa cung, cầm trong tay của nàng một thanh mới binh khí. Đó cũng là một thanh tế đao, nhưng là so Minh Nguyệt Nhận dài hơn, mỏng hơn, tổng thể khuynh hướng màu đen, xa xa xem xét, thì có một loại gọi người cảm giác ra đầu tê dại. Cái này ở đâu ra? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sư tôn tặng, gọi là Nguyệt Ma Trảm Đao, là cấp 7 thú binh. Lý Khinh Ngữ tâm tình vô cùng tốt, cầm lấy binh khí trong tay yêu thích không buông tay. Nàng Minh Nguyệt nhận, là Lý Cảnh Du tặng lễ vật, dùng thật lâu rồi. Hâm mộ a, cái này lão Diệp không công bằng a, chỉ đưa ngươi không tiễn ta, không được, ta phải tìm hắn đòi hỏi đi. Lý Thiên Mệnh cười nói.
Ca, ta đoán sư tôn cũng chuẩn bị cho ngươi, hắn hai ngày này đang dạy ta một loại siêu phàm quy nhất chiến quyết, tên là Ngân Hà Lạc Nguyệt Đao Pháp, ta cảm giác rất lợi hại. Lý Khinh Ngữ nói, có sư tôn chỉ dẫn cảm giác như thế nào? Chỉ có thể nói, như hổ thêm cánh. Ha ha, chiến quyết học được như thế nào? Sư tôn nói ta là tuyệt thế kỳ tài, kỳ thật, ta đã che giấu 4/5, không sai biệt lắm hoàn toàn học xong. Mà lại, ta đoán chừng sau đó không lâu, liền có thể bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 6. Lý Khinh Ngữ còn có chút không thích ứng, chính mình nắm giữ tháng năm giữa trời mệnh kiếp về sau siêu việt thiên phú. Lợi hại a người trẻ tuổi, ca chờ ngươi về sau nghịch thiên cường giả, đến lúc đó nhớ đến bảo bọc ta. Lý Thiên Mệnh nói, không có vấn đề, ta cam đoan sẽ trơ mắt nhìn lấy, người khác đem người đánh gào gào kêu. Lý Khinh Ngữ cười khúc khích nói, tàn nhẫn, người này không có thân tình. Nhanh lên đi a, sư tôn chờ ngươi đã lâu. Lý Khinh Ngữ đẩy hắn một thanh. Chờ hắn đi vào Thanh Long Kiếm Cung, Lý Khinh Ngữ mới cắn cắn môi đỏ, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười, sau đó tại trong núi rừng, tiếp tục ma luyện nàng binh khí mới. Kỳ thật, ta có dự cảm. Đời này, chỉ cần đuổi theo hắn, tận lực không rơi xuống, cái kia sự thành tựu của ta, nhất định sẽ không kém. Nguyệt ma chảm đao sở hướng, ánh trăng bao phủ, đao quang tàn phá bừa bãi. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh bước vào Thanh Long Kiếm Cung, trước mắt một người nam tử đưa lưng về phía hắn, đứng bất động. Sư tôn, người đây là đùa nghịch sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Không nghĩ tới, đột nhiên ở giữa, Diệp Thiếu Khanh đột nhiên quay đầu. Đinh! Hắn chỉ một ngón tay, trong một chớp mắt, Lý Thiên Mệnh nhìn đến một đạo kinh khủng kiếm khí, lao vút mà đến. Cái kia một cỗ kiếm ý, ý chí nghịch thiên, rồi rào mãnh liệt, có một cỗ toái diệt hết thảy, nghịch loạn thiên địa ý chí. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đều sắp bị nhất kích tất sát. Cỗ kiếm ý này, thật là đáng sợ. Hắn rất khó miêu tả loại kia cảm giác, chỉ có thể nói, cái này một đạo kiếm quang sở hướng chỗ, đẳng cấp, tôn ti, quyền thế, hết thảy đều sẽ phá nát. Một kiếm này, đủ để nghịch loạn thần tiêu. Thẳng đến cỗ kiếm ý này, kém chút diệt sát Lý Thiên Mệnh thời điểm, Diệp Thiếu Khanh mới dừng. Sau đó, bên trong thiên địa, một mảnh thanh tịnh. Lý Thiên Mệnh trên đầu đã có mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi, cảm nhận được sao? Diệp Thiếu Khanh ngón tay giữa nhọn thả ở trước mắt, nhẹ nhàng thổi một cái. Cảm nhận được, người muốn mưu sát thân đồ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngu dốt, ta là hỏi ngươi, nhưng có cảm nhận được ta cái này, nghịch thần kiếm ý chỗ cường đại. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Cũng là bình thường đi. Làm sao, ngươi dự định truyền thụ cho ta? Nói thật, hắn chỗ cảm thụ cái kia cỗ kiếm ý, là tương đương đáng sợ, chỉ ít chỉ là vừa mới một kiếm kia nội dung, đã vượt qua thiên địa nhân tam sát kiếm tiêu tan. Thậm chí có thể nói, không ở cùng một cấp bậc. Tuy nhiên tiêu tan xác thực rất mạnh, nhưng vừa mới một kiếm kia ý chí, còn có siêu thoát. Không, đã ngươi chướng mắt, dừng ở đây. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Khác a, mặc dù bình thường, ta vẫn là có thể đối phó một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Đối phó một chút, ngươi muốn là một tháng, có thể luyện thành ta cái này nghịch thần kiếm ý đệ nhất kiếm, về sau ta là ngươi đồ đệ. Diệp Thiếu Khanh ngạo kiều nói. Ngươi nói thật chứ, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Ngươi còn thật muốn thử xem. Đến a, ai sợ ai? Ha ha, ta gặp quá nhiều ngươi loại này vô tri thế hệ, nhận là thiên ý trở lên chiến quyết không khó, đến sau cùng, đều ở trước mặt ta lưu lại ngu xuẩn nước mắt. Diệp Thiếu Khanh nói. Có thể ta đã chuẩn bị tốt thu tông lão làm đồ đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Chờ xem. Diệp Thiếu Khanh còn không tin. Đi, ra ngoài, đi đồi núi, dòng sông phía trên, ta cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính nghịch thần kiếm ý. Hắn bá khí nói. Ngươi có thể hay không bởi vì lo lắng bại bởi ta, cho nên cố ý tùy tiện chỉ đạo. Đánh rắm, ta còn sợ ngươi. Chuyện cười lớn, Diệp Thiếu Khanh xem thường cười một tiếng. Bọn họ đi vào Thanh Long Kiếm Phong chân núi. Dọc theo đường có gặp Thanh Long Kiếm Phong đệ tử, hoàng sư, ào ào cho Diệp Thiếu Khanh hành lễ. Xem ra hắn đã hoàn toàn chấp trưởng Thanh Long Kiếm Phong. Nhìn kỹ, Diệp Thiếu Khanh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Nghịch thần kiếm ý, bản thân là siêu việt thiên ý chiến quyết, ta trước mắt cũng đang sử dụng. Hôm nay biểu diễn cho ngươi, muốn đi rơi một nửa thiên ý chiến quyết hàm ý, cho ngươi đi cảm thụ một kiếm này ảo diệu. Ta gặp qua kiếm pháp của ngươi, vì ngươi giản hóa kiếm pháp người, là cái kỳ tài,
bởi vì muốn đem thiên ý chiến quyết hóa thành nguyên cấp chiến quyết, độ khó khăn rất cao, ta làm không được. Cho nên ta làm giản hóa rất ít, cái này mang ý nghĩa, ta nghịch thần kiếm ý, lại so với kiếm pháp của ngươi, độ khó khăn tăng lên gấp 5 lần trở lên, thậm chí không thôi. Bản thân nó chính là thánh cấp chiến quyết, so thiên ý chiến quyết còn mạnh hơn, ngươi nếu là có thể tu thành, chí ít so siêu phàm quy nhất chiến quyết mạnh hơn rất nhiều. Như thế huyền ảo kiếm quyết, ngươi còn dám cùng ta đánh cược, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Diệp Thiếu Khanh tay cầm cái kia trường kiếm màu đen, chỉ hướng về phía trước đồi núi, sông lớn. Lý Thiên Mệnh chú ý tới thanh kiếm này. Đó là một thanh trường kiếm màu đen, chuôi kiếm là màu đen đầu rồng, long nhãn vì đỏ như máu, lấy long nhãn làm trung tâm, hết thảy có mấy trăm điều tơ máu lan tràn cả thanh kiếm. Cái này khiến thanh này trường kiếm màu đen xem ra, tựa như là chân thật huyết nhục, bên trong mạch máu trải rộng, thậm chí lấy long nhãn làm, trái tim, có máu tươi tại thanh kiếm này thượng lưu chuyển. Cái này hắc kiếm phía trên huyết, xâm nghiêm, bá đạo, rộng rãi, khủng bố, hẳn là một loại kinh khủng cự thú chi huyết. Trên đó cầm giữ có rất nhiều tử sắc thiên văn, điều này nói rõ cái này là một thanh cấp 7 thú binh, rất hiển nhiên, Diệp Thiếu Khanh bình thường sử dụng không phải cấp 7 thú binh, hiển nhiên là thánh thú binh. Hắn đã lấy ra, khẳng định có đạo lý riêng. Liên tưởng đến hắn vừa cho Lý Khinh Ngữ đưa một thanh, Nguyệt Ma Trảm Đao, tự nhiên có thể liên tưởng, thanh này trường kiếm màu đen tương lai khả năng thuộc về mình. Lý Thiên Mệnh quả thực nhìn ra, thanh kiếm này tuyệt đối uy lực nổ tung. Bất quá, Diệp Thiếu Khanh không có sách, hắn liền không có chủ động hỏi thăm, bởi vì bọn hắn sư đồ bây giờ chú ý lực, đều tại Diệp Thiếu Khanh kiếm ý phía trên. Nghịch thần kiếm ý huyền ảo, ở chỗ một cái, nghịch chữ. Nghịch, là một loại ý chí, là không ăn vào ý, là nghịch phản chi ý, là đánh vỡ quy tắc chi ý, càng là nghịch thiên cải mệnh chi ý. Nói thật, cái này nghịch thần kiếm ý, chính là ngươi Lý Thị Thánh tộc tổ tiên sáng tạo, ngươi có tiểu mệnh kiếp huyết mạch, có thể dễ hiểu hơn loại kia ý chí. Ngươi phải thật tốt đi ấp ủ tâm cảm giác, tùy tâm xuất phát, nói ngắn gọn, chính là, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Nhân gian, thế giới, vạn vật, thậm chí thượng thần, lấn ta áp ta, ta tự lòng cao hơn trời, lấy sinh tử ma luyện, nghịch thiên cải mệnh. Nghịch, cũng là không phục, cũng là chiến đấu, cũng là dũng cảm tiến tới, cũng là tâm không sợ hãi, cũng là đánh vỡ quy tắc. Diệp Thiếu Khanh một bên nói, trên tay kiếm, cũng đang nổi lên cái kia nghịch thần kiếm ý khí thế. Lý Thiên Mệnh rất nghiêm túc đang nhìn, cặp mắt của hắn bên trong, hoàn toàn chỉ có thanh kiếm kia, còn có Diệp Thiếu Khanh nói từng chữ. Nói thật, hắn rất dễ hiểu loại kia cảm giác, bởi vì Diệp Thiếu Khanh đang lúc nói, hắn toàn thân thiên thu vạn đại tổ tiên chi huyết, dung hội tại huyết dịch của mình bên trong, cũng đang sôi trào. Trên vai của hắn, tiểu hoàng gà mắt sáng lên, biểu lộ cuồng nhiệt. Nó hai ngày trước còn đang suy nghĩ sinh tử tiên pháp, nhưng là cái này mới kiếm pháp, lần nữa khơi gợi lên nó đấu trí. Ta hiểu loại này tâm cảnh, cái kia chính là, quản ngươi là ai, mặc kệ là cường giả, là thiên địa, vẫn là thần ma, chỉ cần ngươi ức hiếp ta, ta liền muốn làm chết ngươi. Tiểu hoàng gà nói. Diệp Thiếu Khanh đờ đẫn nhìn thoáng qua cái này gà. Tám cái điểm sao không sai a? Nhưng là loại này trực tiếp tìm đến điểm mấu chốt năng lực, ở đâu là cộng sinh thú bản sự. Khụ khụ, chúng ta tiếp tục. Diệp Thiếu Khanh nhìn lấy bọn hắn một người một gà, bỗng nhiên có chút hoảng. Muốn là một tháng, để Lý Thiên Mệnh tu luyện thành đệ nhất kiếm, vậy liền lúng túng a. Nghe cho kỹ, nghịch thần kiếm ý, hết thảy có bốn kiếm. Cái này bốn kiếm, kỳ thật cũng coi như một kiếm, bởi vì từ đầu tới đuôi, chỉ có một cái ý chí, cái kia chính là nghịch thần ý chí. Nhưng, hắn mỗi một kiếm kiếm ý, đều là tại giống nhau trên cơ sở tăng lên. Tương đương cũng là một con đường đi đến cơ sở, một kiếm so một kiếm tàn nhẫn. Lĩnh ngộ một kiếm, lại không thể nào quên một kiếm này, càng không thể cực hạn một kiếm này, còn muốn tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Thẳng đến ngươi nghịch thần ý chí, càng ngày càng mạnh, kiếm của ngươi lực sát thương, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lý Thiên Mệnh nghe được rõ ràng. Thiên địa nhân tam sát kiếm, hết thảy có 7 loại ý chí, hoàn toàn khác biệt. Nhưng nghịch thần kiếm ý chỉ có một loại. Nhưng, Lý Thiên Mệnh xác thực cảm thấy cái sau càng khó, bởi vì một con đường đi đến cơ sở, so với lĩnh ngộ 7 loại đều muốn khó rất nhiều. Tại hắn nóng rực trong tầm mắt, Diệp Thiếu Khanh híp mắt, nhìn về phía trước Sơn Hà. Đệ nhất kiếm, tên là, kiếm nghịch Sơn Hà. Đệ nhị kiếm, tên là, trảm lạc tinh thần. Đệ tam kiếm,
tên là Toái Diệt Càn Khôn. Kiếm thứ tư, chính là cuối cùng một kiếm, là nghịch thần kiếm ý đại thành chi kiếm, đây mới thực là thánh cảnh chiến quyết. Kỳ danh là Vạn Kiếm Độc Tôn. Lý Thiên Mệnh đều nhớ kỹ. Hắn có chút ý nghĩ. Theo Sơn Hà đến tinh thần, lại đến Toái Diệt Càn Khôn, sau cùng phá nát hết thảy, Vạn Kiếm Độc Tôn. Đây là một cái quá trình lớn lên, muốn phản kháng, muốn chiến đấu đối thủ, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Mà nghịch thần kiếm ý, ý chí ngập trời, lấy phàm nhân chi khu, nghịch thiên cải mệnh, coi nhẹ sinh tử, không sợ chiến đấu. Thiên địa nhân tam sát kiếm, cuối cùng là tưởng tượng thượng thương thẩm phán, mà cái này nghịch thần kiếm ý vừa vặn ngược lại, chính là lấy phàm nhân chi khu, khiêu chiến Sơn Hà, tinh thần, càn khôn, thần ma. Diễm đô quyết chiến, Lý Thiên Mệnh ngay lúc đó tâm cảnh, phù hợp thiên địa nhân tam sát kiếm ý chí. Nhưng là hiện tại, đi vào Đông Hoàng Tông bắt đầu lại từ đầu, tiểu mệnh kiếp kiếp nạn bạo phát, vận mệnh đã thẩm phán, chỉ có 3 năm quyết định sinh tử. Không hề nghi ngờ, tại dạng này điều kiện tiên quyết, thân là Lý Thị Thánh tộc con cháu, đối mặt cái này tổ tiên sáng tạo nghịch thiên cải mệnh chi kiếm pháp, hắn hiển nhiên càng có thể gây nên huyết mạch mãnh liệt cộng minh. Ong ong ong, Diệp Thiếu Khanh còn không có xuất kiếm, Lý Thiên Mệnh đã nhiệt huyết sôi trào. Nhìn kỹ, đúng vào lúc này, Diệp Thiếu Khanh hét lớn một tiếng. Sau đó, chém xuống một kiếm. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch Sơn Hà. Một kiếm kia đột nhiên bạo phát, để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được ra đầu tê dại, không phải kiếm uy lực, mà chính là kiếm ý chí. Ầm ầm, kinh thiên nhất kiếm dưới, đồi núi run rẩy, dòng sông nghịch chuyển, một kiếm đi qua, Sơn Hà rung động. Ông, kiếm thế thoáng qua một cái, thiên địa vạn vật tĩnh mịch. Mấu chốt là một kiếm này bạo phát thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhìn đến phong bạo bên trong Diệp Thiếu Khanh, đó là một cái lực lượng của phàm nhân, lại tại khiêu chiến Sơn Hà. Đây chỉ là nghịch thần kiếm ý đơn giản nhất một kiếm, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được loại kia, phàm nhân lấy nhỏ bé thân thể, khiêu chiến thiên địa vạn vật, khao khát chứng minh tinh thần của mình. Đây là cùng thiên địa nhân tam sát kiếm, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Theo thượng thương lưu lạc làm phàm nhân, lấy phàm nhân ý chí đúng đúng kháng lệnh vận, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, ngược lại mạnh hơn. Dù sao, hắn tại thiên địa nhân tam sát kiếm, chỉ là tưởng tượng thượng thương ý chí, tưởng tượng thần nộ thiên kiếp, mà trên thực tế, phàm nhân chi khu, càng thích hợp bản thân. Cho nên, một kiếm này đã tạo thành hình ảnh, ở tại trong đầu, không ngừng quanh quẩn. Thấy rõ ràng chưa, ta chỉ phô bày một lần, Diệp Thiếu Khanh nói. Hắn cho Lý Thiên Mệnh một bản nghịch thần kiếm ý chiến quyết. Người tiếp đó, một bên nhìn, vừa tưởng tượng ta vừa mới một kiếm kia. Theo kiếm ý trước vào tay. Càng quan trọng hơn là, cảm thụ tổ tiên của ngươi huyết mạch, cảm ngộ ngươi Lý Thị Thánh tộc bất khuất chi hồn. Hắn ngữ khí nghiêm túc rất nhiều. Bởi vì rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh tình cảnh so trước kia nguy hiểm rất nhiều. Hắn cần thực lực mạnh hơn. Diệp Thiếu Khanh gặp qua Vũ Văn Thái Cực. Biết hắn gần nhất đến cỡ nào nóng nảy, cho nên, hắn có chút muốn cho Lý Thiên Mệnh đình chỉ tham dự Thái Nhất Tháp tranh phong. Chỉ bất quá, hắn thấy được thiếu niên này trong mắt ý chí, hắn chỉ sợ sẽ không nhận thua. Chí ít Đông Hoàng đệ nhất chiến trường vòng thứ hai chiến đấu, Lý Thiên Mệnh sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đến mức đằng sau, thực sự không được, tiến Thái Nhất Tháp trước, còn có thể bỏ quyền. Đứa nhỏ này, đấu chí quá mạnh, nếu như hắn có thể vượt qua vòng thứ hai. Đoán chừng bất kể nói thế nào, đều sẽ muốn đi Thái Nhất Tháp thử một chút. Nếu như hắn có thể tại tiến Thái Nhất Tháp trước đó, học hội cái này nghịch thần kiếm ý, lại có cảnh giới nhất định tăng lên, có lẽ, còn có lực đánh một trận. Ngay tại Diệp Thiếu Khanh còn đang suy tư thời điểm, đột nhiên. Lý Thiên Mệnh chém ra một kiếm. Một khắc này, đồi núi run rẩy, sông lớn ngược dòng. Thì một kiếm này, Diệp Thiếu Khanh trong nháy mắt ngốc trệ. Đồng tử biến lớn, đờ đẫn nhìn lấy thiếu niên này. Đến, bái sư. Lý Thiên Mệnh, cười ra tiếng âm. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Diệp Thiếu Khanh trừng to mắt, đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn hồi lâu. Sư tôn, vì sao nhìn như vậy lấy ta, chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù đam mê? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thảo, Diệp Thiếu Khanh lắc lắc đầu, nhịn không được mắng ra một câu thô tục. Khác a, ta đối trung niên nam nhân không hứng thú. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bái sư đi, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta không tin, ngươi một lần nữa, Diệp Thiếu Khanh run rẩy nói. Hắn thì biểu diễn một lần a. Lý Thiên Mệnh,
duy nhất một lần liền đem nghịch thần kiếm ý kiếm nghịch sơn hà phát huy ra. Đây là gặp quỷ đi. Lại đến mấy lần, không đều là dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh yên lặng cười một tiếng, sau đó biểu lộ biến đến nghiêm túc. Hắn nhắm mắt lại, đi cảm thụ thân thể huyết mạch cái kia một cỗ ý chí, đó là tổ tiên chi hồn. Nghịch thần kiếm ý, là Lý Thị Thánh tộc căn bản ý chí. Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng lĩnh hội tới loại ý chí này, bởi vì, tổ tiên huyết mạch cộng minh, chính là không gì sánh được đường tắt. Những cái kia huyết mạch, đủ để cho hắn ở trong chớp mắt, thì có đối nghịch thần kiếm ý căn bản thấu triệt lĩnh hội. Có lẽ Diệp Thiếu Khanh chỉ là diễn luyện một lần. Nhưng là huyết mạch bên trong tổ tiên, lại vì Lý Thiên Mệnh, diễn luyện ngàn ngàn vạn vạn lần. Lý Thiên Mệnh tu luyện bất luận một loại nào chiến quyết, đều khó có khả năng một chiêu thì dung hội quán thông, nhưng là cái này nghịch thần kiếm ý, chính là vì hắn mà sinh. Vận mệnh long đong, thượng thiên hạo kiếp, làm phàm phu tục tử, chỉ có nghịch thiên cải mệnh, mới có thể thủ hộ, mới có tôn nghiêm. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh lĩnh hội 10 phần sâu sắc. Kiếm nghịch sơn hà, hắn lần nữa chạm xuống một kiếm này uy lực, tuy nhiên kém xa Diệp Thiếu Khanh, nhưng ý chí phương diện, đã ra dáng. Có thể được xưng là, tiểu thành. Một kiếm này, dãy núi run rẩy, sông lớn ngược dòng, một cỗ ngút trời ý chí, phá vỡ sơn hà trấn áp. Lý Thiên Mệnh xuất kiếm, thu kiếm, một mạch mà thành. Có côn bằng thánh ấn, một kiếm này uy lực, tựa hồ còn có thể càng mạnh. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, xuất kiếm thời khắc, các vị tổ tiên dường như đứng ở phía sau, chống đỡ lấy chính mình. Ý chí của bọn hắn, đồng dạng trở thành Lý Thiên Mệnh ý chí. Có lẽ đối thủ của hắn, sẽ tiếp nhận nghịch thần kiếm ý cái kia vô số tổ tiên ý chí chân áp. Lần nữa xem hết một kiếm, Diệp Thiếu Khanh lùi lại ba bước, cả người triệt để mộng. Hắn đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, sau đó đi tới, ở trên người hắn rút một lần. Ngươi làm gì? Không muốn ép buộc, khó càng thêm khó a. Lý Thiên Mệnh cảnh giác nói. Ta nhìn ngươi đến cùng là người, còn là quái vật. Diệp Thiếu Khanh đều điên rồi. Hắn cũng là lớn nhất gần một chút năm, mới ma luyện cái này nghịch thần kiếm ý, hao phí bao nhiêu công phu hắn chính mình rất rõ ràng. Vô số cái ban đêm trầm tư suy nghĩ a. Lý Thiên Mệnh một chiêu học thành, cái này sao có thể là người a? Người đây là không muốn bái sư, cho nên tìm lý do. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Ngươi im miệng, ta có nói qua bái sư sao? Diệp Thiếu Khanh ngụy biện nói. Không nghĩ tới, lớn tuổi như vậy, còn có thể dạng này không biết xấu hổ chơi xấu. Dày vò một đoạn thời gian, Diệp Thiếu Khanh sau cùng mới tiếp nhận sự thật này. Thiên tài a, hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói, trong mắt lộ ra tâm tình, vừa vui vừa giận. Vui chính là vì Lý Thị Thánh tộc cao hứng, giận là ghen ghét Lý Thiên Mệnh a. Chính mình năm đó cũng là thái nhất đệ tử, dựa vào cái gì chính mình bước vào thánh cảnh, còn cần ma luyện lâu như vậy, tiểu tử này nhẹ nhàng như vậy a. Cái gì gọi là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt? Coi như trên người ngươi có côn bằng thánh ấn, so người khác lại càng dễ lĩnh hội loại này nghịch thần kiếm ý, vậy cũng quá dọa người. Diệp Thiếu Khanh nói. Sư tôn, về sau thói quen liền tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Thiếu Khanh hận không thể bóp chết hắn. Luyện, cho ta luyện. Một ngày luyện 1000 kiếm, ngươi bây giờ cũng liền ra dáng, còn không tính chính thức đại thành, cho ta luyện đến đại thành đến. Chính thức thông hiểu đạo lý thời điểm, ngươi mới có thể mở ra tu luyện chiêu thứ hai, chảm lạc tinh thần, cửa lớn. Ngươi là luyện được nhanh, nhưng là không thể kiêu ngạo tự mãn, minh bạch. Diệp Thiếu Khanh nghiêm khắc nói. Sư tôn, ngươi cái này cuồng loạn dáng vẻ, xem ra làm sao giống như là đang ghen tị tài hoa của ta. Có sao, khụ khụ. Người suy nghĩ nhiều. Diệp Thiếu Khanh chỉnh sửa lại một chút quần áo, chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, quay người rời đi, ngoài miệng còn nói. Cho ta tiếp tục luyện. Lý Thiên Mệnh cười tiễn hắn rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không kiêu ngạo, nghịch thần kiếm ý thuộc về đúng lúc đụng phải, bình thường tới nói, đâu có thể nào như thế nghịch thiên. Đinh! Bỗng nhiên, có một thanh trường kiếm màu đen, đột nhiên cắm ở Lý Thiên Mệnh dưới chân. Chính là Diệp Thiếu Khanh trước đó nắm cái kia thanh trường kiếm màu đen. Đưa cho ngươi, cấp 7 thú binh, Hắc Minh Long Kiếm. Thanh kiếm này, cũng không có gì đặc thù, linh quạng linh tai đều là tử sắc thiên văn tài liệu. Duy nhất lợi hại một chút, trên đó có tam giai thánh ma thú, Hắc Minh Ma Long chi huyết. Tam giai thánh ma thú, ta muốn chém giết đều rất tốn sức.
Ngươi nếu là có thể khai quật ra Hắc Minh Ma Long chi huyết uy lực đến, thanh kiếm này chỗ tốt, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cộng sinh thú siêu phàm nhập thánh, trực tiếp gọi là thánh thú. Hung thú siêu phàm nhập thánh, thì làm thánh ma thú. Thánh thú chiến hồn, kỳ thật đều là thánh ma thú thú hồn. Lý Thiên Mệnh nắm chặt đầu rồng chuôi kiếm, rút ra thanh kiếm kia. Ông! Một khắc này, hắn cảm giác được thanh kiếm này, tựa như là một cái vật sống. Đó là một đầu to lớn thần long, tràn đầy bàng bạc lực lượng, muốn hàng phục nó còn không dễ dàng. Trên chuôi kiếm long nhãn, chính là huyết mạch hội tụ chi địa. Lý Thiên Mệnh ngón cái ấn tại cái này địa phương, trong một chớp mắt, hắn cảm giác được cái kia Hắc Minh Ma Long chi huyết, dường như đâm vào thân thể của mình. Nó đại khái là muốn xé rách Lý Thiên Mệnh, chỉ là gặp vĩnh hằng luyện ngục thể cùng thái sơ hỗn độn thể, cái này Hắc Minh Ma Long lưu lại ý chí, trực tiếp bị hàng phục. Sau đó, kiếm kia nhận bên trong lưu chuyển Hắc Minh Ma Long chi huyết, lập tức sôi trào, cái này khiến cái kia Hắc Minh Long kiếm đột nhiên bộc phát ra kinh thiên uy lực đến. Đinh! Lý Thiên Mệnh quét ngang một kiếm, làm luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên hai loại sức mạnh hội tụ bạo phát, một đạo đỏ thẫm giao nhau kiếm khí thô bạo phóng thích, so đại lôi diệt kiếm còn cường hãn hơn mấy lần. Đó là Hắc Minh Ma Long kiếm khí. Nắm giữ thanh kiếm này, Lý Thiên Mệnh chiến lực càng mạnh. Đa tạ sư tôn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nhìn lấy thanh kiếm này, hắn thích vô cùng lễ vật này. Sau đó, tay cầm Ma Long, giết hết thiên hạ. Thảo. Diệp Thiếu Khanh bất đắc dĩ, lại mắng một câu. Bởi vì hắn nhìn ra, Lý Thiên Mệnh đã triệt để khai quật ra Hắc Minh Long kiếm uy lực. Hắn năm đó hao phí bao nhiêu tinh lực, mới nắm giữ một bước này. Thật là quái vật. Nguyên lai năm kiếp luân hồi chi thể, đáng sợ đến loại trình độ này. Trách không được cái kia Lý Thị Thánh tộc đệ nhất tổ tiên, có thể thành tựu cổ chi thánh cảnh. Còn có thể thời cổ thần quốc, lập xuống uy danh hiển hách. Đứa nhỏ này, chỉ cần bất tử. Thật đúng là sớm muộn nghịch thiên a. Chỉ tiếc, muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải chịu đựng sinh tử khảo nghiệm. Diệp Thiếu Khanh chỉ có thể nói, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, giúp lần này. Lý Thị Tổ Địa, Lý Thần Tiêu Chi mộ dưới, một cái thiếu niên tóc trắng ngồi xếp bằng bên cạnh, 81 điều thánh thiên văn, ở trên người hắn cùng mộ bia ở giữa lưu truyền. Vô tận thiên địa linh khí, hội tụ trong thân thể. Tại trên đỉnh đầu của hắn, nằm sấp một cái tiểu hoàng gà, mà ở tại trong ngực, lại có một cái tiểu mèo đen. Ba cái ở giữa, hình thành một cái luân hồi, thiên địa linh khí không ngừng trên người bọn hắn lưu chuyển, hội tụ tại hai cái luyện ngục chi nguyên cùng hai cái hỗn độn lôi nguyên bên trong. Quy nhất khí chàng bao phủ ra về sau, chiếm cứ gần phân nửa đỉnh núi. Lý Vô Địch không có cách nào tại cái này tiếp tục chờ đợi, sau đó thì hùng hùng hổ hổ, chạy đến sườn núi vị trí, lăn tại hắn thái hư côn bằng trên thân. Nằm ngáy o o. Dầm dầm dầm. Theo thời gian trôi qua, quy nhất khí chàng dung hội càng xâm nhập thêm, 81 điều thánh thiên văn giống là vật sống, phóng thích ra vô tận thiên địa lực lượng. Mặc kệ là quy nhất khí chàng vẫn là linh nguyên thú nguyên, đều đang không ngừng biến đến càng càng hùng hậu. Ban ngày, Lý Thiên Mệnh tại Thanh Long Kiếm Phong, cùng Lý Khinh Ngữ cùng một chỗ luyện kiếm. Buổi tối, Khương Phi Linh lưu tại Lý Khinh Ngữ bên kia, nàng thích xem sách. Các loại ly kỳ cổ quái đều nhìn, Thanh Long kiếm cung thư khố, vô cùng thỏa mãn nhu cầu của nàng. Trước mắt mà nói, nàng làm Lý Thiên Mệnh bách khoa toàn thư đều không có vấn đề. Nàng luôn luôn nghĩ hết biện pháp, muốn càng có thể trợ giúp Lý Thiên Mệnh một số. Nhưng đối Lý Thiên Mệnh tới nói, bọn họ là một cái thể cộng đồng, là giúp đỡ cho nhau. Loại quan hệ này, giống như Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu là chiến đấu đồng bọn quan hệ một dạng, hắn cùng Khương Phi Linh. Cũng có một tầng chiến đấu đồng bọn quan hệ. Bốn người bọn họ, hợp thành một cái đoàn thể chiến đấu. Khương Phi Linh, là trong đó không thể thiếu nhất hoàn. Nhất là bây giờ thời gian cấp bách tình huống dưới, nàng tồn tại nhất là trọng yếu. Ngoại trừ tại Lý Thần Tiêu chi mộ trước, Lý Thiên Mệnh còn có không ít thời gian, lưu tại vô thường ác quỷ chi mộ bên kia. Trong khoảng thời gian này, hắn thuộc về cảnh giới, sinh tử tiên pháp, nghịch thần kiếm ý kể vai sát cánh. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường trận thứ hai chiến đấu, lặng yên đến. Đột phá, quy nhất cảnh tầng thứ ba. Kinh lịch lần trước quyết đấu Lý Huyễn Thần không thuận lợi, nửa tháng này, Lý Thiên Mệnh thế như trẻ tre, các phương diện đều 10 phần thuận lợi. Sinh tử tiên pháp câu hồn, đã lô hỏa thuần thanh, thậm chí bắt đầu suy nghĩ tác mệnh. Nghịch thần kiếm ý kiếm nghịch sơn hà,
đang thi triển hơn 10.000 kiếm về sau, hoàn toàn thông hiểu đạo lý, đạt đến để Diệp Thiếu Khanh đều nhìn mà than thở trình độ. Trọng yếu nhất chính là, nửa tháng tại Lý Thần Tiêu chi mộ trước khổ tu, rốt cục cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng một chỗ, đem cảnh giới đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 3. Kể từ đó, công pháp, chiến quyết hai phương diện đều có cự đại đột phá. Lại thêm tà ma cùng Hắc Minh Long Kiếm, bây giờ Lý Thiên Mệnh, Lặng Yên ở giữa, đã thiên tài quật khởi. Trên thực tế, Đông Hoàng Tông đã không người không cho rằng, hắn là có thể so với Lý Thị Thánh tộc đệ nhất tổ tiên vạn năm kỳ tài. Đáng tiếc duy nhất, chính là khuyết thiếu thời gian tu hành. Thế mà, sinh tử chi lộ, nhưng không chờ người. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. 100.000 ngồi vào đầy ắp, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lít nha lít nhít đầu người. Bên trong chiến trường, Tô Chấn Tông lão tọa chấn, trên tay hắn có hoàn chỉnh đối chiến bảng danh sách. Tại sắp xếp của hắn dưới, trừ ra Vũ Văn Chấn Tinh bên ngoài 32 người, liên tiếp vào tràng, quyết ra còn lại 16 cái tiến thái nhất tháp danh ngạch. Chiến đấu kịch liệt, không không làm cho vạn chúng ồn ào, tiếng người huyên náo. Giờ khắc này, toàn trường nóng nảy. Lý Thiên Mệnh đứng tại Thanh Long Kiếm Phong, đại điện bên cửa sổ phía trên cơ bản mỗi một cái đối thủ, hắn đều có cẩn thận quan sát. Hắn quyết định phải vào thái nhất tháp phấn đấu một lần, Diệp Thiếu Khanh đều không có cách nào. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống hồ hắn muốn vào cái kia thần bí thái nhất tháp tầng thứ 3 nhìn xem, đó là Lý Thị Thánh tộc các vị tổ tiên sáng tạo kỳ diệu không gian. Diệp Thiếu Khanh nguyên ý là để huynh muội bọn họ cảm thụ một chút thái nhất tháp tranh phong bầu không khí, 3 năm sau lại đến, nhưng kiến thức Lý Thiên Mệnh thiên phú về sau, hắn lựa chọn để Lý Thiên Mệnh nếm thử một lần. Dù sao, còn một tháng nữa mới quyết chiến. Ai biết, một tháng này, Lý Thiên Mệnh có thể thu tới trình độ nào? Ngoại trừ Vũ Văn Chấn Tinh, sư tôn để cho ta cường điệu giới thiệu cho ngươi hai cái này đối thủ. Lý Khinh Ngữ đứng tại bên cạnh nói. Giác tỉnh thiên phú về sau, khí chất của nàng càng ngày càng tốt, tựa hồ càng đẹp mắt, có điểm giống là nguyệt quang nữ thần cảm giác. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, rơi trên chiến trường một thiếu niên trên thân. Thiếu niên kia người mặc cẩn trọng áo giáp màu xanh lam, bao trùm toàn thân, đầu khôi, tỏa giáp, sắt giày đều vô cùng kiên cường, nghiêm chỉnh một cái kỵ binh cách ăn mặc. Một bộ này áo giáp màu xanh lam, rõ ràng là cấp 7 thú binh, so binh khí loại hình muốn quý giá rất nhiều. Trên tay của hắn, còn nắm giữ lấy một cây tinh thần trường thương. Trường thương này có chút cùng loại thần thánh đã từng sử dụng tới cái chủng loại kia, thon dài mà chói lọi, mũi thương bén nhọn, cương khí nổ tung. Làm người khác chú ý nhất, chính là hắn dưới hông tuấn mã. Đó là một thớt nắm giữ vảy màu xanh lam tuấn mã, hình thể cao lớn, toàn thân cương mãnh có lực, một đôi nhan sắc ánh mắt như là tinh thần. Kinh người nhất chính là trên đỉnh đầu có một cái bén nhọn độc giác, dài đến 1 mét, quả thực so cấp 7 thú binh còn muốn sắc bén. Người này tên là Trần Kiêu Ký, chính là thứ 7 tông lão Trần Nam Thiên trưởng tôn, cảnh giới vì quy nhất cảnh tầng thứ 8. Hắn cộng sinh thú, chính là cấp 2 thánh thú, tên là Lam Lân độc giác thú. Trần Nam Thiên tông lão, là Vũ Văn Thái cực tử trung minh hiếu, Trần Kiêu Ký cùng Vũ Văn Thần Đô bọn hắn quan hệ cũng không tệ, nếu là ca ngươi có thể đi vào thái nhất tháp, cũng phải cẩn thận cái này Trần Kiêu Ký. Hắn cùng Vũ Văn Chấn Tinh là bạn bè không tốt, một cùng tiến lùi. Tại Lý Khinh Ngữ lúc giới thiệu, Lý Thiên Mệnh đại khái thấy rõ ràng cái này Trần Kiêu Ký thủ đoạn. Không thể không nói, quy nhất cảnh tầng thứ 8, lại còn nắm giữ cấp 2 thánh thú, hắn chỗ bộc phát ra chiến đấu lực, không phải Vũ Văn Thánh Thành có thể so sánh. Dù sao, Trần Kiêu Ký so Vũ Văn Thánh Thành lớn hơn mấy tuổi. Cái này, mới là bọn họ cái tuổi này, Đông Hoàng Tông đỉnh cấp thiên tài, đệ tử thân truyền bên trong đứng đầu nhất nhân vật, gần với thái nhất đệ tử. Tô Lê, Công Tôn Du các loại kiều sinh quán dưỡng tông lão con cháu, càng không thể so. Trần Kiêu Ký rất mạnh, xuất thủ của hắn gây nên từng trận kinh hô. Tại vạn chúng mang theo kính nể trong ánh mắt, hắn khống chế Lam Lân độc giác thú, một lần xông vào, thì đánh tan đối thủ. Trần Kiêu Ký, thắng, một tháng sau, có thể tiến thái nhất tháp. Tô Chấn Tông lão tuyên cáo. Trần Kiêu Ký xuống ngựa, rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua Thanh Long Kiếm Phong phương hướng, lạnh nở nụ cười gằn. Không biết, cái này có phải trùng hợp hay không? Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ hắn. Tiếp qua mấy vòng, còn có một cái xuất chiến thiếu niên, đưa tới Lý Thiên Mệnh chú ý. Hắn cũng là Lý Khinh Ngữ cường điệu giới thiệu đối tượng.
Đó là một cái nắm giữ đỏ mái tóc dài màu đỏ thiếu niên, dáng người cao gầy lại gầy yếu, có điểm giống là cây trúc, hắn hai mắt như lửa, xem ra có chút dữ tợn. Càng dữ tợn là, bên cạnh hắn có một cái to lớn châu chấu. Cái kia châu chấu giống như là một tòa núi nhỏ, thân thể 9 phần 10 đều là cái bụng, cái kia lớn như vậy cái bụng để Lý Thiên Mệnh nhớ tới mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, huyết minh mẫu hoàng. Lúc này, chính có vô số đốt hỏa diễm thiêu đốt, có chừng ngón cái to châu chấu, theo cái kia đại châu chấu trong bụng bay ra ngoài, số lượng có 100.000 trở lên. Những ngọn lửa này châu chấu bay ở trên trời, lít nha lít nhít, cá giết sang sông, đốt cháy hết thảy, ăn hết hết thảy. Cái này khiến thiếu niên này lộ ra cực kỳ đáng sợ. Người này tên là Công Tôn Xí, đến từ Công Tôn gia tộc. Công Tôn gia tộc tông lão, Công Tôn Thắng Kỷ, đồng dạng là Vũ Văn Thái Cực minh hữu, Công Tôn Xí cũng là Vũ Văn Thần Đô phạm vi thiên tài. Hắn cộng sinh thú, chính là hỏa diễm mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, cấp 2 thánh thú, tên là Phần Thiên Đế Hoàng, đại khái có thể sinh ra 100.000 phần thiên châu chấu. Loại này cộng sinh thú tương đương khó đối phó. Nếu là gặp phải hắn, người nhất định muốn cẩn thận. Cảnh giới của người nọ, đồng dạng là quy nhất cảnh tầng thứ 8. Về phần hắn đến cỡ nào khó chơi, người lập tức liền có thể thấy được. Lý Khinh Ngữ lúc giới thiệu, Công Tôn Xí cùng Phần Thiên Đế Hoàng đã bắt đầu chiến đấu. Đối thủ của hắn là quy nhất cảnh đệ thất trọng, nhưng trên cơ bản không có lực hoàn thủ gì, cái kia 100.000 phần thiên châu chấu giết đi lên, hỏa diễm tràn ngập, hắn chỉ có thể nhận thua. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Trần Kiêu Ký, Công Tôn Xí, Vũ Văn Chấn Tinh, ba người này đều có thể muốn giết ngươi, một cái so một cái khó đối phó. Ca, ngươi muốn vào Thái Nhất Tháp, thật cần khảo đo một cái. Lý Khinh Ngữ đề nghị. Bây giờ nói những thứ này quá sớm, ta muốn là vòng thứ hai đều qua không được, không cần tiên quyết bình tĩnh Thái Nhất Tháp sự tình. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhưng nói thật, thì ba người này, còn dọa không được hắn. Càng ngăn không được, hắn muốn tranh đoạt tầng thứ nhất, tầng thứ hai chí bảo, còn có đi tầng thứ ba tìm tòi hư thực quyết tâm. Khinh Ngữ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ca ngươi. Khương Phi Linh lặng lẽ nói. Đó là tự nhiên, có Linh Nhi tại, ta mới yên tâm rất nhiều. Lý Khinh Ngữ nói. Khinh Ngữ cũng tốt tốt, các ngươi sư tôn có thể luôn khích lệ ngươi đây. Khương Phi Linh nói. Lại bắt đầu bản thân lẫn nhau thổi. Lý Thiên Mệnh tâm thần trầm tĩnh. Đang quan sát những đối thủ của hắn. Trong đó có mấy người ra sân, xác thực thực tương đương có nhân khí, chiến lực cũng xác thực rất kinh người. Nhất là Trần Kiêu Ký, Công Tôn Xí bọn người, rất nhiều đệ tử đều tương đương kính sợ bọn họ. Ca, người biết người hôm nay đối thủ là người nào a? Lý Khinh Ngữ hỏi. Biết, Tô Y Nhiên, người lần trước đối thủ. Nàng và Vũ Văn Chấn Tinh là người yêu, quy nhất cảnh đệ thất trọng. Người yêu. Lý Thiên Mệnh biết, Đông Hoàng trong tông có một cái Tô gia, mấy ngàn năm trước cùng Diệp gia quy mô tương đương, hiện tại một môn tam tông lão, Tô Trấn chỉ là một cái trong số đó. Lấy thứ hai tông lão Tô Vân chỉ cầm đầu, bọn họ Tô gia, là Vũ Văn thế gia to lớn nhất kẻ ủng hộ. Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên, đều là Tô gia dòng chính cháu gái. Dù sao đều là cùng một bọn, đều là địch nhân, không cần khách khí. Thiếu tông chủ danh thiên tài, đã danh chấn Đông Hoàng tông. Lấy Vũ Văn Thế ra cầm đầu một đám thế lực thiên tài đệ tử, đều muốn nghiền ép thậm chí giết chết hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn nhìn một chút, bọn họ là có hay không có thế lực, chống đỡ được chính mình quật khởi bước chân. Đây không phải kiêu ngạo. Đây là đối với mình rõ ràng nhận biết. Siêu việt chính mình, mới có thể đánh tan địch nhân. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn bảng danh sách, trận tiếp theo thì đến phiên chính mình. Quả nhiên, đến đón lấy Tô Trấn Tông Lão tuyên cáo. Tiếp đó, chín đạo ngọn núi Tô Y Nhiên, quyết đấu Thanh Long Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, chính là chúng ta Đông Hoàng Tông Thiếu Tông Chủ, các vị, chờ mong a. Nói thật, cái họ này tên vừa ra, toàn trường xôi trào, so Công Tôn Xí bọn họ ra sân đưa tới chấn động còn muốn đại. Thiếu Tông Chủ lộ diện quá ít, có quá nhiều người, muốn lần nữa nhìn xem cái này mới mẻ nhân vật. Sau đó, tại vạn chúng chú mục bên trong, Lý Thiên Mệnh không chút nào dây dưa dài dòng. Từ trên trời giáng xuống, bước vào giữa sân. Hắn quất ra Hắc Minh Long Kiếm, cắm ở trước mắt trên tảng đá, hai tay chống, chờ đợi lấy đối thủ của hắn. Quy nhất cảnh đệ thất trọng, Tô Y Nhiên. Là cái không tệ luyện kiếm đối thủ. Hắc Minh Long Kiếm cái này vừa ra, liền để toàn trường càng thêm chấn động,
rất nhiều nội tông đệ tử trừng to mắt, không muốn bỏ qua thiếu tông chủ biểu hiện. Thiếu tông chủ thực lực, đại khái so quy nhất cảnh tầng thứ 6 Vũ Văn Thánh thành cường một số. Hắn muốn đối quyết Tô Y Nhiên, chỉ sợ còn thiếu một chút. Cũng không biết, lấy thiên tư của hắn, tiến bộ bao nhiêu. Nếu có chỗ tiến bộ, hôm nay nói không chừng có một trận chiến cơ hội. Nhìn xuống liền biết. Nói thật, ta vẫn là bội phục thiếu tông chủ đảm lược, dám cùng Vũ Văn Thần Đô bọn họ cái vòng kia người chính diện giao phong người, thật sự là không có mấy cái. Đệ nhất thứ tư tông lão con cháu của bọn họ, đều không có can đảm này. Nghe nói thiếu tông chủ đem Vũ Văn Thánh Thành đánh rất thảm, ta đoán hôm nay Tô Y Nhiên sẽ vì Vũ Văn Thánh Thành ra mặt. Một trận chiến này, vậy là tốt rồi nhìn. Tô Y Nhiên ra sân. Tại mọi người tầm mắt hội tụ chỗ, một người mặc màu đỏ rực váy dài xinh đẹp thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào một mặt hồ nước phía trên. Nàng môi đỏ như liệt diễm, một đôi hẹp dài hai mắt hiển thị rõ vẻ quyến rũ, cái kia thon dài mà thân thủ mềm mại, như là như rắn nước vòng eo, hành tẩu vặn vẹo ở giữa, gọi miệng lưỡi khô không khốc. Rất khó tưởng tượng, dạng này tư thái quấn ở chính mình trên lưng, cái kia được bao nhiêu muốn mạng, đây cũng không phải là tầm thường nam tử có thể tiếp nhận. Thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Tô Y Nhiên mị nhãn quét qua, liền nhìn đến cái kia hai tay án lấy Hắc Minh Long kiếm thiếu niên. Gió nhẹ phía dưới, hắn tóc trắng hơi hơi phấn khởi, tay trái cái kia phủ đầy lân giáp cánh tay màu đen, trắng kiện mà hung mãnh, có đáng sợ đánh vào thị giác lực. Nàng không thể không nói, dạng này Lý Thiên Mệnh, có một loại đặc thù mị lực, đây không phải đẹp trai có khả năng khái quát. Ánh mắt của hắn, thần thái của hắn, đều có chút khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ là vừa nghĩ tới cảnh giới của hắn, Tô Y Nhiên coi như có lòng tin. Đau đầu, còn phải làm bộ thua với hắn, hơn nữa còn muốn không cho hắn phát hiện. Ta trước thi triển bảy thành chiến lực khảo nghiệm hắn một chút, lại thích hợp yếu thế tốt. Nhất định muốn diễn, ta thật so với hắn yếu như thế, mới có thể để cho hắn tiến thái nhất tháp đây. Làm ra quyết định về sau, nàng cộng sinh thú, đã theo cộng sinh không gian bên trong đi ra, quấn quanh ở hắn bên người. Đây là một loại hung tàn trình độ, không thua gì thao thiết cộng sinh thú. Đông Hoàng Tông Tô gia, ngươi là đằng xà nhất tộc, mặc dù là xà, nhưng trời sinh có vũ dực. Tô Y Nhiên cộng sinh thú, cũng là một đằng xà thô to mà thon dài, bộ dáng dữ tợn, trọng yếu nhất chính là một cặp cánh chim màu đỏ ngòm, lúc này ngay tại đốt cháy liệt diễm. Đằng xà nhất tộc, đại đa số đều là hỏa diễm kịch độc song hệ cộng sinh thú. Tô Y Nhiên đằng xà. So tầm thường đằng xà còn đáng sợ hơn, bởi vì hắn thon dài trong thân thể, mặc kệ là đầu rắn, thân rắn vẫn là đuôi rắn, vậy mà tổng cộng có 100 cái ánh mắt tồn tại. Vậy cũng là huyết con mắt màu đỏ, trên đó hỏa diễm đốt cháy, còn có kịch độc lưu chuyển. Đây là cấp 2 thánh thú bách nhãn đằng xà. Ngoại trừ hỏa diễm cùng phim độc thuộc tính, thậm chí còn có một chút thuộc tính. Lý Thiên Mệnh mở mắt xem xét. Cái này bách nhãn đằng xà ngọn lửa trên người vũ dực cùng 100 cái con mắt màu đỏ ngòm, đều có được khiến người ta kính uy áp bách lực. Cái này đồng dạng là một loại tương đương hung hãn cộng sinh thú. Thao thiết, đằng xà, đều hung hãn như vậy dữ tợn, làm nó khóa chặt Lý Thiên Mệnh thời khắc, sát cơ đã lan tràn mà đến. Tô Y Nhiên mũi chân điểm nhẹ, cùng bách nhãn đằng xà kề vai sát cánh, tay nàng nắm một thanh cấp 7 thú binh xích linh xà kiếm, đó là một thanh giống như rắn uốn lượn trường kiếm. Đồng dạng mỏng như cánh ve, thế gian vạn vật, sợ là đều có thể nhẹ nhõm cắt đứt. Đinh! Xích linh xà kiếm chấn động, Tô Y Nhiên cười duyên một tiếng, thi triển quy nhất chiến quyết, quỷ hỏa phần tâm kiếm thuật. Một kiếm ra, huyết hỏa tràn ngập, phủ đầu đánh tới. Thiếu tông chủ, ta nói ngươi là cái nhiệt huyết lên não, không biết sống chết làm càn làm bậy, ngươi chịu phục sao? Tô Y Nhiên giọng dịu dàng cười, mềm mại đáng yêu thanh âm, truyền khắp Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Người không thể xem bề ngoài. Vũ Văn Chấn Tinh dáng người khôi ngô cao lớn, thoạt nhìn là cái mãng phu, nhưng kỳ thật khác ý nghĩ kín đáo, đọc đủ thứ thi thư. Lý Thiên Mệnh xem ra rất có tu dưỡng, mi thanh mục tú, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lại là một cái không biết sống chết mãng phu. Loại người như ngươi, bình thường sống không lâu. Nàng câu nói này ngược lại là nói đúng, Lý Thiên Mệnh xác thực sống không lâu. Nàng và Bách Nhãn Đằng Xà tâm linh giao hội. Cái kia bách nhãn đằng xà đánh thẳng tới, tại thanh thế to lớn thời khắc, nó 100 cái ánh mắt, đột nhiên phun ra mãnh liệt hỏa diễm. Hỏa diễm chính là huyết sắc, ẩn chứa hỏa diễm kịch độc, bị bỏng là một chuyện, kịch độc quấn thân càng thêm đáng sợ.
Đây là linh nguyên thần thông, phần tâm độc diễm. Tại phần tâm độc diễm bao phủ phía dưới, Tô Y Nhiên cười duyên một tiếng, tràn đầy tự tin, một chiêu, nộ hỏa thần kiếm, phủ đầu chặt chém. Ta liền sử dụng bảy thành thực lực, sẽ không phải một chút thì giết chết a. Xuất thủ thời điểm, nàng còn ở lại chỗ này dạng nghĩ. Ngay tại cái này đột nhiên, mắt thấy Lý Thiên Mệnh muốn bị phần tâm độc diễm chìm ngập, hắn lúc này mới động. Quất ra Hắc Minh Long kiếm, ngón tay đặt tại cái kia long nhãn phía trên, trong lúc nhất thời, long huyết sôi trào, kiếm khí trùng thiên. Lý Thiên Mệnh một chiêu kiếm quyết, quả là nhanh chuẩn hung ác. Một tay rút kiếm, bước ra một bước, hai tay cầm kiếm, một kiếm chặt chém, một mạch mà thành. Xem ra đơn giản, nhưng khi một kiếm kia bạo phát thời khắc, trực tiếp gây nên vạn chúng ồn ào. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch Sơn Hà. Tô Y Nhiên, chính là trước mắt hắn Sơn Hà. Cho nên một kiếm này, Tô Y Nhiên cái thứ nhất cảm nhận được, chính là Lý Thiên Mệnh cái kia như là kiếm mang giống như sắc bén ý chí. Cái kia hung hãn, nghịch loạn, bất tử bất khuất cường hãn ý chí lực, hình thành kinh khủng trùng kích, tại giây phút đầu tiên, thì trấn trụ Tô Y Nhiên. Ông, một đạo dài trăm thước Hắc Minh Ma Long kiếm khí như cùng một đầu thần long, hung mãnh xông ra. Làm, một kiếm này thần uy, quả thực dung chuyển toàn trường. Một kiếm giao phong, mọi người nhìn tận mắt Tô Y Nhiên trường kiếm tại chỗ bị đánh bay. Chẳng những trường kiếm bay ra, nàng cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện tại thiên văn kết giới phía trên, nện đến đầu váng mắt hoa, sau đó đập xuống đất, đầy người bùn nhão. Thì một kiếm, Tô Y Nhiên tại chỗ tan tác, muốn nhiều chật vật, thì có bao nhiêu chật vật. Lúc bò dậy, đã là một cái thổ huyết người bùn. Yếu như vậy, Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ tới, chính mình một kiếm này mạnh đến loại trình độ này. Đây chính là nghịch thần kiếm ý. Hắn kỳ thật không biết, Tô Y Nhiên căn bản không có dùng ra toàn lực. Nếu không, mặc dù sẽ chiến bại, nhưng cũng không thể bị một kiếm đánh tan, đâm đến đầu rơi máu chảy. Bảy thành công lực, thuần túy là hố chính mình. Lý Thiên Mệnh căn bản không có dừng lại, bởi vì cái kia bách nhãn đằng xà đã đi tới trước mắt. Oanh! Nó há miệng phun một cái, vô số độc dịch vậy mà dung hội thành dung nham, hình thành bàng bạc thủy triều, hướng về Lý Thiên Mệnh đập tới. Đó là linh nguyên thần thông, địa hỏa độc lưu. Chẳng những là hỏa diễm dung nham, còn có kịch độc, muốn là lóe tránh không được, một chút bị nhiễm, quả thực liền có thể muốn mạng. Nhưng, nó vừa vặn đụng phải Lý Thiên Mệnh nghịch thần kiếm ý. Hắn tại mười mấy ngày nay, luyện được hơn vạn kiếm, mỗi ngày 1000 kiếm. Trên cơ bản đều là một kiếm tiếp lấy một kiếm. Thậm chí, càng ngày càng mạnh. Làm Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh bay Tô Y Nhiên về sau, lại lần nữa một kiếm, kiếm khí trùng thiên. Kiếm nghịch Sơn Hà. Trước mắt địa hỏa độc lưu, tựa như là dòng sông thác nước, hướng về chính mình thân thể đập vào mà đến. Đinh! Kiếm khí kia bạo phát, như là ma long ngút trời, trực tiếp xé mở địa hỏa độc lưu, đem cái này dung nham mở thành hai nửa. Phốc phốc! Xé rách địa hỏa độc lưu về sau, cái kia nghịch thiên kiếm khí trực tiếp chặt chém tại bách nhãn đằng đầu rắn phía trên. Một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết máu, bỗng nhiên xuất hiện. Bách nhãn đằng xà kêu thảm một tiếng, địa hỏa độc lưu phun tung tóe, nhưng đều không trúng đích Lý Thiên Mệnh, dù sao Lý Thiên Mệnh trên thân còn có luyện ngục thuẫn giáp. Tiểu hoàng gà chiến ý ngút trời, đi ra xem xét, không dùng được chính mình, phun ra một cái địa ngục thuẫn giáp thì đi thẳng về. Lưu lại Lý Thiên Mệnh. Lấy thiên chi rực bay trên trời, lần nữa một kiếm chém vào cái kia bách nhãn đằng xà thân rắn. Phốc phốc, lại là một đạo cự đại vết máu. Bách nhãn đằng xà máu me đầm đìa, thụ trọng thương, trực tiếp đập xuống đất. Thế mà, lúc này thời điểm Tô Y Nhiên vừa mới đứng lên, cái kia bách nhãn đằng xà thân thể to lớn, đúng lúc nện chúng ở gáy của nàng phía trên. Nàng tại chỗ xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, cả người bị nện đến khí huyết quay cuồng. Một ngụm muộn huyết phun ra, cả người đã trọng thương. Nàng giãy giụa lấy đẩy ra bách nhãn đằng xà, cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi! Nàng vậy mà không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hận ý ngút trời nhìn lấy hắn. Mà Lý Thiên Mệnh lặng yên rơi trên mặt đất, trên thân không nhuốm bụi trần, giống như đều không trải qua trận chiến đấu này. Ta thế nào, ngươi nơi nào có quy nhất cảnh đệ thất trọng thực lực, cũng không phải là muốn nhường a. Lý Thiên Mệnh quỷ dị cười một tiếng, để Tô Y Nhiên tê cả da đầu. Hắn vậy mà nhìn ra bản thân nhường. Bất quá, nàng khó chịu là, bản thân thì thực lực không đủ, còn không thi triển toàn lực,
đây mới thật sự là chê cười. Hiện tại cổng sinh thú tại trên mặt đất đau đến lăn lộn, nàng mấy cục xương đều bị đập gãy, bò đều không đứng dậy được, cái kia đau đớn kịch liệt, kém chút để cho nàng ngất đi. Nàng chưa từng nhận qua thống khổ như vậy. Một khắc này, nhục nhã tăng thêm khuất nhục, cả người lên cơn giận dữ. Loại người như ngươi, sắp chết đến nơi còn ở nơi này đắc ý, hôm nay ta nhận thua, nhưng là ngươi chờ, tiếp đó, ngươi nhất định phải chết. Tô Y Nhiên ánh mắt phun lửa. Nghe ý của ngươi là, các ngươi muốn tại Thái Nhất Tháp, chuyên môn đối phó ta. Đa tạ ngươi nhắc nhở, Thái Nhất Tháp ta không tiến vào. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tô Y Nhiên khẽ giật mình. Nàng khó chịu a, cái này chẳng phải sai mất cơ hội sao? Các loại Thái Nhất Tháp tranh phong kết thúc, các trưởng bối liền muốn đi cảnh vực chi chiến, người nào đến giải quyết Lý Thiên Mệnh. Mà lại, xáo trộn Vũ Văn Chấn Tinh kế hoạch, vẫn là chính nàng. Nếu không phải mình ôm hận phía dưới lắm miệng, sẽ đem những này nói đến rõ ràng như thế sao? Lý Thiên Mệnh, đừng tưởng rằng ngươi thoát khỏi, hôm nay là ta đại ý ta nhận thua, đừng để ta bắt được cơ hội, ta để cả nhà ngươi chết sạch. Tô Y Nhiên tức giận đến đều nhanh hít thở không thông, nàng chật vật đứng lên, hai mắt huyết hồng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi muốn để cả nhà của ta chết sạch. Lý Thiên Mệnh đã sớm biết, tương lai cũng là không chết không thôi. Theo Vũ Văn Thái Cực chặt đứt Diệp Thiếu Khanh một đầu ngón tay bắt đầu, là hắn biết, tương lai cục diện, sợ rằng sẽ càng ngày càng khó khăn. Nhưng là, vì có nhiều thứ, hắn thật không sợ chết. Nam tử Hán Đại Trượng Phu, làm địch nhân áp bách đến đỉnh đầu phía trên thời điểm, không phản kháng, chẳng lẽ muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Đúng, triệt để diệt đi ngươi Lý Thị Thánh tộc cái gọi là chí tôn huyết mạch. Ngươi chờ đó cho ta, Tô Y Nhiên hung ác nói. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười gằn. Đột nhiên ở giữa, ngón tay của hắn đâm ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia nhanh đến mức hung mãnh, cùng Diệp Thiếu Khanh lần thứ nhất ở trước mặt mình thi triển nghịch thần kiếm ý gần như giống nhau. Tô Y Nhiên hoàn toàn không có kịp phản ứng, cái kia một đạo kiếm khí, thì theo trên tay phải lướt qua đi. Phốc phốc, Tô Y Nhiên sắc mặt nhăn nhó, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cúi đầu xem xét, nàng đầu ngón tay trực tiếp bị kiếm khí vỡ nát. Hoàn toàn vỡ nát. Xích linh xà kiếm, lần nữa rơi trên mặt đất. Giờ khắc này, nước mắt cùng nước mũi ào 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 chảy xuống, sắc mặt của nàng triệt để trắng bệch. Thật là đau, thật là đau oa. Nàng đau đến run rẩy, liên tục kêu đau đớn, toàn thân run rẩy, lời nói đều nói không rõ ràng. Tô Y Nhiên, trở về nói cho Vũ Văn Chấn Tinh, ta biết hắn đang nhìn. Ngươi nói với hắn, một tháng Thái Nhất Tháp. Ta muốn chặt rơi tay của hắn. Tại Tô Y Nhiên thê thảm khóc giống thời điểm, Lý Thiên Mệnh lại nói ra một câu để cho nàng đờ đẫn lời nói. Hắn ý tứ là, dù là biết muốn chết, một tháng sau Thái Nhất Tháp, hắn chả muốn tham chiến. Khi nàng ngẩng đầu thời điểm, thiếu niên tóc trắng kia đã quay người rời đi, trong nháy mắt, rời đi chiến trường. Lý Thiên Mệnh có ý tứ gì? Coi như Tô Y Nhiên một chút phản ứng không kịp, nhưng là toàn trường nhân vật, đều rõ ràng. Cái kia chính là, hắn coi như biết, có rất nhiều đệ tử muốn tại Thái Nhất Tháp giải quyết hắn, nhưng là, hắn chả muốn tham chiến. Cái này là bực nào dũng khí, hạng gì bá lực. Coi như đây là cả gan làm loạn đi chịu chết, bực này đảm lượng cùng khí phách, cũng đầy đủ làm cho lòng người sinh khâm phục. Đến mức Tô Y Nhiên đang đau nhức bên trong kinh hãi lúc tỉnh lại, sắc mặt trực tiếp mộng. Kết quả là, kết quả cùng thiết tưởng không sai biệt lắm. Nàng thuận lợi để Lý Thiên Mệnh có thể đi vào Thái Nhất Tháp. Nhưng mấu chốt là, nàng chiến bại quá thảm, còn bị chém đứt đầu ngón tay. Nàng nhìn lại, trong đám người, cái kia khôi ngô cao lớn thiếu niên, đã hai mắt nhiệt hỏa, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh rời đi. Chấn Tinh ca ca, ngươi nhất định muốn vì ta, đem hắn ngược đãi đến chết. Cùng ngày văn kết giới mở ra, Tô Chấn Tông lão tuyên bố chiến đấu lúc kết thúc, Vũ Văn Chấn Tinh đã đi tới bên cạnh nàng. Mà Lý Thiên Mệnh đã sớm bước lên Thanh Long Kiếm Phong đại điện, lại không quay đầu. Ngươi yên tâm. Vũ Văn Chấn Tinh trong hai mắt, sát khí đã nhanh muốn nổ tung. Y Nguyên, ta nhất định đưa ngươi hôm nay thừa nhận, gấp một vạn lần ban cho Lý Thiên Mệnh. Không có người có thể như thế khi dễ ngươi, hôm nay là lỗi của ta, nếu là làm không được, ta để mạng lại gặp ngươi. Vũ Văn Chấn Tinh giết qua rất nhiều người. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có như thế khát vọng. Có thể giết chết Lý Thiên Mệnh ngày nào đó đến. Nếu không phải thiên văn kết giới, hắn đã sớm giết tiến đến.
Đông Hoàng Tông tạm thời vẫn là cái có quy củ địa phương, cho nên hắn tạm thời nhịn xuống. Nhưng, hắn vẫn là tròn mắt tận nứt. Các ngươi ra ngoài đi, Tô Chấn Tông lão nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện, y nguyên ngón tay, ngươi đều bảo hộ không được. Vũ Văn Chấn Tinh chừng mắt liếc hắn một cái. Cái này gọi Tô Chấn có chút xấu hổ. Bất quá, hôm nay đúng là hắn sơ sót. Hắn xác thực không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh lớn mật như thế, bằng không khẳng định ngăn trở. May mắn, không có quá nhiều người nghe được hắn bị tiểu bối quát lớn. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều đắm chìm trong Lý Thiên Mệnh vừa mới siêu tuyệt biểu hiện cùng siêu cường khí phách bên trong. Rõ ràng nhất một chút, hắn liền cộng sinh thú đều không ra, liền trực tiếp đánh tan quy nhất cảnh đệ thất trọng Tô Y Nhiên. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chí ít lúc này thời điểm, 10 trong vạn người, chí ít có 80.000 người, có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Có lẽ một tháng sau Thái Nhất Tháp, sẽ có đáp án. Khỏi cần phải nói, Thanh Long Kiếm Phong các đệ tử đã hoan hô. Lý Thiên Mệnh lấy được 17 cái tiến Thái Nhất Tháp danh ngạch một trong, cái này đã để Thanh Long Kiếm Phong nắm giữ nhiều năm đều chưa từng có vinh dự. Nhưng nhiều người hơn, sẽ chỉ càng khát vọng, một tháng sau Thái Nhất Tháp tranh phong đến. Đây tuyệt đối là chân chính sinh tử chém giết. Tựa hồ đám người bọn họ cùng thiếu tông chủ cửu oán, đều dọn lên mặt bàn. Tại người trưởng thượng kia đều không quản được Thái Nhất Tháp tầng thứ ba, bọn họ thật sẽ quyết đấu sinh tử sao? Tuy nhiên Thái Cực Phong, Vân Chỉ Phong, Phụng Thiên Sơn, chín đạo ngọn núi cùng Thanh Long Kiếm Phong, Thanh Thần Sơn các trưởng bối đều không ra mặt. Nhưng đại đa số người, đều đã cảm nhận được mãnh liệt sóng ngầm. Nhưng là, bọn họ vẫn phải nói vài câu. Thiếu tông chủ, thật sự là thiên phú nghịch thiên, khí phách đảm lượng đều khiến người ta khâm phục. Thật hy vọng, thượng thiên có thể cho thêm hắn một chút thời gian tu luyện. Còn một tháng nữa, tu hành, không là dựa theo thời gian tính toán đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ có kẹt lại cùng khó khăn trắc trở. Hắn tiếp đó, không có khả năng như thế thuận buồm xuôi gió. Thì nhìn hắn phải chăng có thể vượt qua khó khăn, tại Thái Nhất Tháp tranh phong bên trong, giữ được tính mạng, thậm chí có thu hoạch. Muốn là hắn có thể trở thành Thái Nhất đệ tử, sợ là không có người, có thể tại ngăn lại hắn quật khởi bước chân. Biết rõ Vũ Văn Chấn Tinh bọn họ, sẽ ở Thái Nhất Tháp đối phó hắn, còn dám đi vào, thật sự là huyết tính nam nhi. Ta nói một câu đi, ta ở trên người hắn, thấy được tổ tông miêu tả, Lý Thị Thánh tộc hậu nhân tinh thần ý chí. Cũng không biết, tông lão hội bên trong, những cái kia, trung lập, tông lão, có thể hay không chống đỡ hắn. Cái gọi là trung lập tông lão, kỳ thật cũng là trừ ra Vũ Văn Thái Cực trận doanh cùng Thanh Long Kiếm Phong, Thanh Thần Sơn bên ngoài tông lão. Số lượng cũng không ít, dù sao đại đa số người, đều không có rõ ràng chỗ đứng. Trong đó, lấy đệ nhất tông lão Hoàng Phủ Phong Vân cùng thứ tư tông lão Thượng Quan Tĩnh Thủ hai vị trăm tuổi trở lên trưởng bối làm chủ. Thời khắc này Phong Vân Thần Sơn Đại Điện bên trong, Hoàng Phủ Phong Vân hòa Thượng Quan Viên Tĩnh Thủ, đã mắt thấy vừa rồi một trận chiến đấu. Ta nghe nói qua một việc, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Hoàng Phủ Lão Ca mời nói. Trước đó vài ngày, Diệp Thiếu Khanh cùng Vũ Văn Thái Cực nhất chiến, Vũ Văn Thái Cực thắng được, chém dụng Diệp Thiếu Khanh một ngón tay, làm cảnh cáo. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Thiếu Tông Chủ hôm nay chặt đứt Tô Y Nhiên đầu ngón tay, đây là đáp lại. Thượng Quan Tĩnh Thù mỉm cười hỏi. Nghĩ không ra, cái này mười mấy tuổi tiểu hài tử, như thế có khí phách, liền Vũ Văn Thái Cực cũng không sợ. Hoàng Phủ Phong Vân có chút kinh ngạc nói. Là thẳng có khí phách, Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Không biết Vũ Văn Thái Cực nghĩ như thế nào, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Còn có thể như thế nào, hắn đều bực này nhân vật, muốn là thân thủ chu sát thiếu tông chủ, quả thực muốn làm cho cả Đông Hoàng cảnh cười đến rụng răng, hắn tương lai muốn làm tông chủ, sợ là cũng sẽ cho người dùng cái này sự tình nói giỡn. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Cũng thế, Lý Thiên Mệnh dù sao cũng là Diệp Thiếu Khanh đệ tử thân truyền, Diệp Thiếu Khanh tuy nhiên chiến bại, nhưng cũng không yếu, thật đều muốn vạch mặt. Cũng có thể để Vũ Văn ra đau đầu. Nhất là tại cảnh vực chi chiến trước, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nhưng nếu Vũ Văn Thái Cực thật muốn giết, chúng ta cũng không có cách, dù sao Lý Thiên Mệnh không phải Thái Nhất đệ tử. Nếu như là Thái Nhất đệ tử, Vũ Văn Thái Cực thì khó rồi. Chí ít không có Đông Hoàng kiếm trước, rất khó làm. Muốn hắn là Thái Nhất đệ tử, chúng ta cũng có thể phát động không ít người, che chở hắn a, đáng tiếc, hắn thời gian tu luyện quá ngắn. Lần này muốn trở thành Thái Nhất đệ tử, không có khả năng. Cho nên, người nói Diệp Thiếu Khanh đến cùng vì cái gì,
vì đứa bé này, đắc tội Vũ Văn Thái Cực. Chuyện này, bọn họ không có khả năng nghĩ đến thông. Kỳ thật Vũ Văn Thái Cực thân phận khác biệt, hắn rất không có khả năng cùng năm đó đối phó Lý Vô Địch như thế, tiểu bối sự tình, hắn đoán chừng sẽ giao cho tiểu bối xử lý. Đúng, hắn hiện tại toàn thân tâm đều tại cảnh vực chi chiến phía trên. Nói đến, Thái Nhất Tháp tầng thứ 3 là cái đặc thù chi địa, chỉ cần tiến đi, ai cũng nhìn không thấy. Đến lúc đó, như là sinh tử chém giết, ai giết chết người nào cũng không biết. Bọn họ một nhóm người này, có mấy cái nhân vật thiên tài, Vũ Văn Chấn Tinh, Trần Kiêu Ký, Công Tôn Xí Chờ. Thiếu tông chủ xác thực thực tương đối nguy hiểm, rất không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Hoàng Phủ Phong Vân giận dữ nói. Cái kia đến xem bản thân hắn tạo hóa, hắn hôm nay biểu hiện quả thật không tệ, cái kia Tô Y Nhiên còn muốn cố ý nhường, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thượng quan Tĩnh Thù cười nói. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt. Dù sao, Thái Nhất Tháp tranh phong không phải quan trọng vẫn là cảnh vực chi chiến. Đó mới là quyết định Đông Hoàng Tông tương lai vận mệnh nhất chiến. Ngươi thấy được sao, nghịch thần kiếm ý. Thấy được. Thiên phú phương diện, hoàn toàn không cách nào hoài nghi. Đứa nhỏ này cũng là trở về quá muộn. Đúng vậy a, bằng không, có thể trợ giúp Đông Hoàng Tông, đoạt lại Đông Hoàng kiếm người, cũng không phải là Vũ Văn Thần Đô, mà chính là hắn Lý Thiên Mệnh. Bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, tại phía sau của bọn hắn, còn đứng lấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam xinh đẹp văn nhã, nữ thanh lệ thoát tục, xinh xắn đáng yêu, chính là một đôi bích nhân. Phỉ phỉ, ra ý. Hoàng Phủ Phong Vân hướng lấy bọn hắn vẫy tay. Thái gia gia. Hoàng Phủ Thái gia gia. Hai cái tiểu bối cung kính đi tới. Hai người bọn họ, tên là Hoàng Phủ Phỉ Phỉ cùng Thượng quan gia ý, chính là hai vị tông lão dòng chính tầng tôn. Các ngươi hai cái, thực lực cũng không kém, nắm giữ cạnh tranh tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bảo vật cơ hội, đến lúc đó, muốn tề tâm hiệp lực. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Hoàng Phủ Thái gia gia yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Phỉ Phỉ. Thượng quan gia ý rất có lễ phép nói. Nữ hài giống như cười một tiếng, vô cùng ngọt ngào. Xem ra không dùng ta lão gia hỏa nhiều lời a. Hoàng Phủ Phong Vân cười nói. Đúng thế, người ta tiểu tình lữ, khẳng định sẽ kề vai chiến đấu. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Nhưng có một chuyện, ta phải cùng các ngươi nói rõ ràng. Hoàng Phủ Phong Vân bỗng nhiên nghiêm túc nói. Mời nói, hai người bọn họ chân thành nói. Tiến vào Thái Nhất Tháp, trừ phi cạnh tranh bảo vật, không nên cùng Lý Thiên Mệnh thù địch, nhưng càng không muốn trợ giúp hắn, hết thảy chờ cảnh vực chi chiến sau khi kết thúc lại nói, có thể minh bạch. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Người trẻ tuổi liếc nhau một cái. Minh bạch. Chúng ta, ai cũng không giúp. Thái Cực Phong. Vũ Văn Thánh Thành sau khi gõ cửa, Lý Huyễn Thần vội vàng đi ra mở cửa. Tiến đến, Lý Huyễn Thần đem hắn kéo vào. Người nghe nói không? Lý Thiên Mệnh đánh tan Tô Y Nhiên, Vũ Văn Thánh Thành sắc mặt khó coi nói. Cái này không bình thường sao? Vũ Văn Chấn Tinh khẳng định muốn cho Lý Thiên Mệnh tiến Thái Nhất Tháp A. Lý Huyễn Thần nói. Không phải như ngươi nghĩ, là chân chính đánh tan, cộng sinh thú đều không ra. Vũ Văn Thánh Thành khó chịu nói. Hắn trưởng thành tốc độ cũng thật là đáng sợ đi, năm kiếp luân hồi chi thể, như thế nghịch thiên. Lý Huyễn Thần tâm lý sinh ra cảm giác bất lực. Xác thực rất kinh người, bất quá, cũng bởi vì như thế, kiên định hơn chúng ta muốn trừ hết quyết tâm của hắn. Bởi vì Tô Y Nhiên bị chém dụng nhất chỉ, hôm nay Vô Ưu tỷ cực kỳ phẫn nộ, ta thừa cơ cùng nàng giảng một chút ngươi đề nghị sự tình, nàng đã đáp ứng, cho chúng ta giải quyết Quách Tiểu Phù. Vũ Văn Thánh Thành hưng phấn nói. Thật, vậy ta không lo quả liền có thể phát huy được tác dụng. Lý Huyễn Thần ánh mắt sáng lên. Vô Ưu tỷ cùng Y Nhiên tỷ, uy bức lợi dụ. Một cái không quyền không thế Quách Tiểu Phù, tùy tiện liền có thể giải quyết. Đến đón lấy một tháng này, thì nhìn Quách Tiểu Phù, có thể hay không đem Lý Khinh Ngữ lôi ra Đông Hoàng Tông. Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt âm trầm nói. Nghĩ biện pháp liền thành, huynh đệ, trước chúc mừng ngươi, Lý Huyễn Thần giơ ngón tay cái lên. Vũ Văn Thánh Thành nở nụ cười. Ta chỉ muốn nói, cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là không biết, thê thảm, cùng, tuyệt vọng, hai cái từ, làm như thế nào viết. Có câu nói, Lý Huyễn Thần không dám nói. Cái kia chính là, kỳ thật từ đầu tới đuôi, Lý Thiên Mệnh cũng không tính là cùng bọn hắn đối nghịch. Lý Thiên Mệnh chưa từng chủ động khi nhục bọn họ. Mà chính là bọn họ, từng bước một, khinh người quá đáng.
nhưng thì tính sao? Nắm đấm lớn, bối cảnh hùng hậu, giao thiệp rộng rãi, cái kia chính là đạo lý quyết định. Phụng Thiên Sơn, sườn đồi phía trên, đứng đấy hai nam tử. Một người trong đó, hai con mắt đen trắng, chính là Vũ Văn Thái Cực. Mà một người khác, thân mặc áo bào trắng, vóc người gầy cao, hai tóc mai lên đều có một luồng tóc trắng. Người này mũi ưng, hai mắt hẹp dài, như một đầu hùng ưng, ánh mắt sắc bén, hắn hai tay chắp sau lưng, tuyệt đối đa mưu túc trí. Hắn chính là thứ ba tông lão, Vũ Văn Phụng Thiên. Cha con bọn họ, như là hai khỏa thương tùng, đứng tại sườn đồi phía trên, mắt sáng như đuốc, nhìn lấy cái kia tràn ngập vân vụ thâm uyên. Trong vực sâu có một cái thiếu niên mặc áo đen, ngồi xếp bằng, bên cạnh hắn có đại lượng đơn giản nhất màu đỏ thiên văn bảo ngọc. Chỉ thấy tay của hắn, không những ở không trung cầm nắm, dường như muốn bắt đến trong không khí thần diệu. Xa xa trong huyệt động, tựa hồ có một đầu khủng bố cự thú, phục phục ở trong đó, nó cúi đầu, hai mắt như là hắc ám thâm uyên, thoạt nhìn như là hai cái vòng xoáy màu đen. Ông! Không biết khi nào, thiếu niên mặc áo đen không khí bên người, bắt đầu chấn động hắn từng đợt gợn sóng. Cái kia cự thú thấy thế, bò ra ngoài động huyệt, trong lúc hành tẩu, thanh thế to lớn. Vân vụ quá nặng, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hắn trên thân rậm rạp bẫy dập chông gai, như con nhím một dạng, tràn đầy lít nha lít nhít gai nhọn. Con nhím gai nhọn là bảo vệ mình, nhưng là cái này cự thú phía trên sắc bén gai nhọn, là chí mạng giết hại vũ khí. Nó đem hắc y thiếu niên kia bao vây lại, lúc tu luyện, vô số thiên địa linh khí, hướng lấy thân thể của bọn hắn hội tụ. Xong rồi. Sườn đồi phía trên, Vũ Văn Phụng Thiên hốc mắt đỏ bừng. Hắn sợ quấy rầy thiếu niên, liền thấp giọng, nhưng theo sắc mặt phía trên nhìn, hắn đã kích động vạn phần. Cuối cùng thông ngộ thiên ý, thần đô rốt cục tại cảnh vực chi chiến trước, thuận lợi bước ra một bước cuối cùng. Thật sự là trời trợ giúp ta Vũ Văn thế gia. Thần đô thật không có khiến ta thất vọng, đứa nhỏ này từ nhỏ cứng cỏi, ý chí cường hãn, thật không hổ là ta Vũ Văn Phụng Thiên cháu. Thiên ý cảnh giới, tăng thêm chúng ta chuẩn bị thần vật, cảnh vực chi chiến, người nào có thể cản. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, đối với tương lai, hắn đã có vô hạn tiến về. Nhìn lại, chỉ thấy hắn nhi tử Vũ Văn Thái Cực, vẫn ánh mắt nghiêm túc, dường như không có cảm tình. Thái Cực, người không hưng phấn, Vũ Văn Phụng Thiên hỏi. Đông Hoàng kiếm tới tay trước đó, không cần cao hứng quá sớm. Vũ Văn quá cực kỳ nhạt nhạt nói. Nói thật, người cũng đừng ép tới quá độc ác, thần đô những năm này, chưa từng khiến ta thất vọng qua. Vũ Văn Phụng Thiên nói. Hung ác, lời nói cũng không phải nói như vậy. Đây là một cái cấp bậc xâm nghiêm thế giới, hắn muốn trèo lên trên, liền muốn làm ra 200% nỗ lực, cống hiến toàn bộ tinh lực. Cha, đừng trách ta đối với hắn khắc nghiệt. Các loại thần đô về sau xưng bá Đông Hoàng cảnh ngày nào đó, hắn sẽ cảm tạ ta. Thánh thành cũng là như thế. Những năm này, lực chú ý của ta đều tại thần đô trên thân, không để ý đến hắn, để hắn trưởng thành như vậy đức hạnh, là lỗi của ta. Các loại thần đô thu hồi Đông Hoàng kiếm, thánh thành cũng phải kinh lịch hắn huynh trưởng kinh lịch hết thảy. Chúng ta Vũ Văn gia, chỉ kinh thiên hơn chi tài, không cần hỗn chướng. Nghe xong những thứ này, Vũ Văn Phụng Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn không thể không thừa nhận, Vũ Văn Thái Cực có thể đi cho tới hôm nay, siêu việt chính mình, nhất định tồn tại lý do. Hắn khắc nghiệt cùng nhãn giới, chính là lý do này. Cha, cảnh vực chi chiến chỉ còn lại không đến 2 tháng. Đây là thần đô sau cùng xông vào một đoạn thời gian. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ Thái Nhất Tháp tranh phong ngày ấy, người ta liền ở chỗ này, toàn lực chỉ dẫn hắn tu luyện thiên ý chiến quyết. Thẳng đến, xuất chinh cảnh vực chi chiến ngày nào đó. Vũ Văn Thái Cực nhìn hướng phương Bắc, ánh mắt như lửa. Vũ Văn Phụng Thiên gật đầu. Thái Cực Phong. Thái Cực Phong ngay tại Phụng Thiên Sơn sát phách. Lúc này ở Thái Cực Phong một tòa trong đình viện, Vũ Văn Thánh Thành uể oải nằm tại trên ghế dài. Ta ca đột phá thiên ý cảnh giới về sau, cùng phụ thân, ra ra cùng một chỗ bế quan, ta đoán chừng Thái Nhất Tháp mở ra trước đó, bọn họ cũng sẽ không đi ra. Hắn hôm qua đi Phụng Thiên Sơn một chuyến, trực tiếp bị chạy ra. Đừng nói là hắn, liền Vũ Văn Khai Thái cũng không thể ảnh hưởng. Ca ngươi thật sự là quá lợi hại, chính thức đạt tới thiên ý cảnh giới Thái Nhất đệ tử A. Ta nhìn, hắn nhất định phải tại cảnh vực chi chiến, đại sát tứ phương. Lý Huyễn Thần nói. Vũ Văn Thánh Thành cười cười, từ chối cho ý kiến. Cái này đình viện bên trong,
ngoại trừ Vũ Văn Chấn Tinh bên ngoài, Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên, Công Tôn Xí, Trần Kiêu Ký đều ở nơi này. Bọn họ làm thành một đoàn, chính đang thảo luận Thái Nhất Tháp tranh phong sự tình. Tô Vô Ưu đứng tại thượng thủ, nàng xem thấy Phụng Thiên Sơn phương hướng, tâm lý còn đang vì Vũ Văn Thần Đô cao hứng. Nhưng nhìn đến muội muội Tô Y Nhiên vẫn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt của nàng âm trầm xuống. Thánh Thành, Quách Tiểu Phù đã làm xong, cam đoan nàng ngoan ngoãn. Tiếp đó, các ngươi chỉ cần nghĩ ra một cái, có thể làm cho nàng mang ra Lý Khinh Ngữ lý do là được. Tô Vô Ưu quay đầu nói, ngoái nhìn ở giữa, mỹ nhân chi tư, diễm tuyệt thiên hạ. Nàng từ trước đến nay phong khinh vân đạm, rất có thần nữ danh tiếng, nhưng lúc này khuôn mặt một chút vặn vẹo một số, rơi một chút cấp bậc. Cảm tạ Vô Ưu tỷ, Vũ Văn Thánh Thành kinh hỉ nói. Hắn chờ chính là cái này tin tức. Không cần cảm ơn, hai cái này con ruồi, là chúng ta cùng chung địch nhân, sớm một chút đập chết, mọi người tâm lý đều dễ chịu. Tô Y Nhiên cho đến nay, gãy mất đầu ngón tay, vẫn đau thấu tim gan. Y Nhiên tỷ yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi ra cái này một ngụm ác khí. Về sau, Lý Khinh Ngữ cũng là người ngu ngốc, ta được thật tốt tra tấn nàng, xả cơn giận này. Vũ Văn Thánh Thành trong ánh mắt, dữ tợn chi ý, không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Đúng, Thánh Thành, phải xem ngươi rồi, ngươi có thể có hứng thú biết, ta làm sao hàng phục cái kia Quách Tiểu Phù. Tô Y Nhiên nói, mời Y Nhiên tỷ để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Người này không quyền không thế, phụ mẫu tu vi cảnh giới thấp, ta trực tiếp bắt cha mẹ của nàng, nàng nếu là không nghe lời, tại chỗ làm thịt cho nàng nhìn. Tô Y Nhiên cười lạnh nói, lợi hại, xem ra Quách Tiểu Phù bên này nhất định thỏa đáng. Vũ Văn Thánh Thành nói, tất cả mọi người cười, đối Vũ Văn Thánh Thành đến đón lấy việc cần phải làm, đều biểu thị chờ mong. Nghe bọn hắn vui cười, thượng thủ Tô Vô Ưu xoay người lại, nàng trầm ngâm trong chốc lát, hỏi. Lý Khinh Ngữ quy nhất cảnh tầng thứ 5, người tuy nhiên cao một trọng cảnh giới, nhưng muốn bắt lại hàng phục, cũng không dễ dàng a. Vô Ưu tỷ yên tâm, Lý Huyễn Thần đến lúc đó bồi ta cùng một chỗ, chúng ta hai cái quy nhất cảnh tầng thứ 6. Huống hồ ta còn có cấp 2 thánh thú. Vũ Văn Thánh Thành tự tin nói. Vậy liền không sai biệt lắm. Tô Vô Ưu gật gật đầu. Bên cạnh Tô Y Nhiên cắn răng, nàng đã có chút đã đợi không kịp. Không chỉ là Lý Khinh Ngữ, còn có Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của nàng, chuyển hướng ngồi ở trong góc cái kia khôi ngô cao lớn nam tử. Nam tử cúi đầu, không biết đang suy tư điều gì. Ở bên cạnh hắn, còn có hai người thiếu niên. Một cái áo lam. Một cái áo bào đỏ, theo thứ tự là Trần Kiêu Ký cùng Công Tôn Xí. Chấn Tinh ca ca, ta đoạn chỉ mối thù, thì giao cho ngươi. Tô Y Nhiên đi lên phía trước, sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu. Nói lên chuyện này, Tô Y Nhiên nước mắt đều muốn rơi xuống. Y Nhiên, ngươi thì yên tâm đi, ba người chúng ta cùng một chỗ, chỉ cần hắn dám vào Thái Nhất Tháp, có hắn, hưởng phúc. Công Tôn Xí đầu tiên nói. Làm sao hưởng phúc? Tô Y Nhiên chu mỏ nói. Nói thí dụ như, để cho ta phần thiên châu chấu, đem hắn thịt trên người, một chút xíu gặm xuống đến ăn hết. Công Tôn Xí cười nói. Cái này rượu, đáng tiếc ta nhìn không thấy. Tô Y Nhiên ôm hận nói. Cái này không có cách nào, bất quá, ta sẽ tại ngươi lúc ăn cơm, cho ngươi thật tốt miêu tả một chút quá trình. Công Tôn Xí nói. Mau mau cút, buồn nôn. Tô Y Nhiên rốt cục nín khóc mỉm cười. Trần Kiêu Ký cùng Công Tôn Xí cũng đối xem nở nụ cười. Chấn Tinh, người tại sao không nói chuyện? Trần Kiêu Ký hỏi. Vũ Văn Chấn Tinh ngẩng đầu, đồng tử của hắn có chút huyết hồng. Hắn hé mắt, nói. Ta tính toán một cái, tiến bộ của hắn có chút quá nhanh, một tháng này, ta sợ hắn còn có đột phá. Đột phá, không thể nào, quy nhất cảnh đến thượng tầng, ngay cả chúng ta nhanh nhất, đều phải một cảnh giới một năm. Đúng. Hắn chút thời gian trước xác thực đột phá so sánh nhanh, giống như nửa tháng xung đột một tầng cảnh giới, nhưng, tu hành không là dựa theo thời gian tính toán. Mà lại, năm kiếp luân hồi chi thể mang cho hắn vượt cấp khiêu chiến, cuối cùng có hạn độ, loại ưu thế này, chỉ sẽ từ từ biến mất. Một tháng này, nhiều lắm là lại cho hắn đột phá nhất trọng, để hắn miễn cưỡng có cùng chúng ta giao thủ cơ hội. Nhưng là, Chấn Tinh người đừng quên, Thái Nhất Tháp quy tắc là chúng ta trưởng bối thiết kế, chúng ta hết thảy ba người. Coi như hắn lại đột phá nhất trọng, đều phải chết. Lấy Chấn Tinh thực lực của ngươi, hắn đột phá hai trọng đều phải chết, nhưng hai trọng căn bản không có khả năng. Cảnh giới càng cao, đột phá càng khó,
nếu như hắn thật có thể duy trì nửa tháng nhất trọng cảnh giới, vậy thì không phải là 5 kiếp luân hồi chi thể, là 100 kiếp luân hồi chi thể. Đúng, đây cũng không phải là thiên tài, đây là thần. Dù sao, chỉ cần hắn không phải thần, chỉ cần hắn bước vào thái nhất tháp, nhất định phải chết. 5 kiếp luân hồi chi thể nghịch thiên yêu nghiệt, chỉ phải chết, chẳng có tác dụng gì có. Nửa tháng một trọng cảnh giới, mệnh cũng bị mất, người nào nhìn hắn đột phá đi. Mọi người còn nhớ rõ sao? Lý Vô Địch, cũng là một cái sinh động rõ ràng ví dụ a. Ha ha, bọn họ liền sợ, Lý Thiên Mệnh nhát như chuột giấu đi. Thần, Vũ Văn Chấn Tinh cầm song quyền, nhìn Tô Y Nhiên liếc một chút. Liền xem như thần, dám vào thái nhất tháp, ta đều phải, vặn rơi đầu của hắn. Thanh Long Kiếm Phong, tối nay không có trăng sắc, nhưng là vì sao trên trời một chút, đầy sao hội tụ, tinh hà rực rỡ. Những cái kia ánh sáng tinh thần, xem ra đủ mọi màu sắc, lấy tử sắc, màu xanh lam chiếm đa số. Tuyệt vời như vậy tinh không, là thiên địa lộng lẫy nhất tạo hóa. Nhưng Diệp Thiếu Khanh nói, nghịch thần kiếm ý chiêu thứ hai, chảm lạc tinh thần, ý chí, chính là muốn đem sao trời chém xuống đến. Cái này so với kiếm nghịch Sơn Hà, còn muốn nghịch thiên rất nhiều. Một ngày này khoảng cách thái nhất tháp tranh phong còn có 14 ngày. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh tu luyện cái này chảm lạc tinh thần, đã có 16 ngày. Nghịch thần kiếm ý tu luyện, nhất định phải có ý giống như, Sơn Hà là một loại áp bách, ngôi sao đầy trời, đồng dạng là một loại áp bách. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đổi vị ban ngày đi Lý Thị Tổ Địa, buổi tối thì tại Thanh Long Kiếm Phong luyện kiếm. Diệp Thiếu Khanh phần lớn thời gian đều ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên chỉ điểm sai lầm. Lý Thiên Mệnh nắm giữ tổ tiên côn bằng thánh ấn, cho nên lĩnh hội kiếm ý không khó. Nhưng muốn ma luyện thuần thục, tránh thức đem kiếm ý đại thành, phát huy ra uy lực chân chính đến, thì còn cần hơn vạn lần xuất kiếm. Trảm lạc tinh thần. Tinh không chi hạ, hắn tay cầm Hắc Minh Long kiếm, trên trường kiếm, máu tươi lưu chuyển, long huyết sôi trào. Đinh. Mỗi một lần xuất kiếm, đều là một đạo thô bạo kiếm khí, phóng lên tận trời, thẳng hướng tinh không. Vô tận ngôi sao, đại biểu chân trời xa, đại biểu thế giới to lớn, người đại biểu chi nhỏ bé, hèn mọn. Cho nên, lấy hèn mọn người, lòng mang trảm lạc tinh thần, để tinh hà vẫn lạc chi tâm, chính là một loại nghịch thiên kiếm ý. Tinh hà khổng lồ biết bao, cái này nghịch thiên kiếm ý, liền đến cỡ nào to lớn. Theo Sơn Hà đến tinh thần, là cảnh giới bay qua, cho nên theo chiêu thứ nhất đến chiêu thứ hai, đồng dạng là uy lực bay qua. Nói ngắn gọn, đây là lòng cao hơn trời. Nói dễ, chính thức muốn nắm giữ loại này như lửa thiêu giống như nổ tung ý chí, cũng rất khó. Phàm nhân chi khu, làm sao có thể có trảm lạc tinh thần ý chí? Chỉ có không ngừng xuất kiếm, chỉ có đem cái này thiên địa tinh hà, xem như không có tận cùng áp bách, đi phá vỡ bình thường người trong lòng tích tụ. Thẳng đến chân đạp khắp nơi, nhìn lên thương thiên, trảm lạc tinh thần. Tinh thần chỉ là một cái ý tưởng, là vận mệnh diễn hóa, là một loại vô cùng lớn, vô hạn xa ký hiệu. Tinh thần to lớn cùng xa xôi, đại biểu cho nghịch thần kiếm ý bạo phát cùng trưởng thành. Lý Thiên Mệnh đứng tại tinh không chi hạ, hắn có một loại đặc thù cảm giác. Kỳ thật hắn không giận. Nhưng là, hắn hồi tưởng lại hai cái hình ảnh. Một cái trong tấm hình, cái kia vĩnh hằng phi điểu, nuốt nguyên một đám mặt trời, những cái kia mặt trời, không phải liền là thiêu đốt tinh thần. Một cái trong tấm hình, cái kia lôi đình cự thú, du tẩu hỗn độn lôi trì, lôi đình sở hướng, vạn giới luyện hóa. Đây mới thực sự là to lớn thế giới. Cùng này so sánh. Nho nhỏ ngự thú sư, sao mà nhỏ bé. Cho nên, hắn không giận, là bởi vì tinh thần xa xôi, thế giới to lớn, đưa tới hắn chinh phục đấu trí. Hắn cảm tạ cái này ngôi sao đầy trời, để hắn nhìn đến chánh thức bát ngát thế giới. Trảm lạc tinh thần, nghịch thiên cải mệnh, làm được bản thân cuối cùng có một ngày, có thể cùng tinh thần cùng múa, đồng thọ cùng trời đất. Làm hắn nội tâm ý chí, đi tại lớn nhất phương hướng chính xác thời điểm. Hết thảy biến đến thuận lợi như vậy. Đêm này, hết thảy có hơn ngàn đạo kiếm quang, phóng lên tận trời. Ong ong ong. Những cái kia kiếm khí, dường như vô hạn tiếp cận bầu trời đầy sao, trảm lạc tinh thần. Thẳng đến sau cùng một kiếm, nghịch hướng thần tiêu. Không tệ, trảm lạc tinh thần, đã đại thành. Hết thảy bốn kiếm, đã luyện thành lưỡng kiếm. Thì một tháng thời gian. Diệp Thiếu Khanh mặt ngoài đang vỗ tay, nhưng kỳ thật ra mặt tại run rẩy. Tâm lý mắng phía trên một câu.
Quá mẹ nó yêu nghiệt. Hắn muốn nói một câu. Đã từng hắn coi là, lúc trước bốn kiếp luân hồi chi thể Lý Vô Địch, là nghịch thiên kỳ tài. Bây giờ thấy Lý Thiên Mệnh hung mãnh tiến bộ, hắn mới biết được. Đánh vỡ hết thảy, thế như trẻ tre, phá vỡ hết thảy thế giới quan Lý Thiên Mệnh, mới có thể xứng với nghịch thiên, tuyệt thế, yêu nghiệt những chữ này. Còn lại, đều là hư. Hắn nghĩ tới để Lý Thiên Mệnh không đi Thái Nhất Tháp mạo hiểm, nhưng bây giờ, hắn càng muốn nhìn hơn nhìn, Lý Thiên Mệnh tại Thái Nhất Tháp tranh phong trước đó, đến cùng có thể phá vỡ bao nhiêu người thế giới quan. Rất nhiều người đều cho rằng, người coi như có thể bảo trì lại trước đây tốc độ đột phá, sau 14 ngày, người đều phải chết tại Thái Nhất Tháp bên trong. Diệp Thiếu Khanh nói, chiêu tiếp theo là toái diệt càn khôn. Người không quan tâm sinh tử của mình sao? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Toái diệt càn khôn cũng là thiên địa vũ trụ, so với tinh thần càng cao một cái cấp độ, vậy cần càng nghịch thiên ý chí lực đi chèo chống. Đúng hay không? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không quan tâm Thái Nhất Tháp tranh phong cùng cái gọi là sinh tử. Làm hắn đắm chìm trong nghịch thần kiếm ý huyền ảo bên trong thời điểm, hắn giờ phút này, chỉ muốn đi xuống dưới. Diệp Thiếu Khanh bó tay rồi. Quái vật, biến thái. Chỉ có dạng này mắng vài tiếng, trong lòng của hắn mới có thể thăng bằng một số. Hắn lại làm sao biết, Lý Thiên Mệnh không vì siêu việt người khác, chỉ vì đối kháng vận mệnh, đối kháng chính mình. Tất cả mọi người biết, hắn chỉ phải sống sót thì tiền đồ vô lượng. Nhưng kỳ thật, hắn chỉ cần 3 năm không thành thánh cảnh giới, liền sẽ chết tại tiểu mệnh kiếp tra tấn phía dưới. Đây mới thực sự là sinh tử. Thái Nhất Tháp, tính là gì? Lý Thiên Mệnh chú định muốn đạp vào một đầu nghịch thiên cải mệnh con đường. Cho nên, hắn căn bản không e ngại chiến đấu sinh tử. Hắn chỉ e ngại, hôm nay chính mình, không có vượt qua ngày hôm qua chính mình. Dạng này thiên tài, mới là đáng sợ nhất. Diệp Thiếu Khanh trong mắt thiếu niên tóc trắng, siêu việt ngôi sao đầy trời, bắt đầu đem Hắc Minh Long Kiếm, chỉ hướng thiên địa càn khôn. Tu luyện, giống như điên cuồng. Diệp Thiếu Khanh chỉ có thể dùng lý khinh ngữ tới dỗ dành một chút chính mình. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện, lý khinh ngữ rõ ràng chỉ có 3 kiếp luân hồi, nhưng cũng vượt qua trí tưởng tượng của hắn. Sư tôn, Ngân Hà Lạc Nguyệt Đao Pháp, ta đã toàn bộ tu luyện đại thành, vẫn còn có sao? Sư tôn, ta đã đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, người muốn trắc nghiệm một chút sao? Sư tôn, người cho ta, thập tam lộ đoạt mệnh phi đao, ta đã luyện thành. Nhìn trước mắt cái này chăm chỉ thiếu nữ, Diệp Thiếu Khanh có chút đau đầu. Được, cả nhà các ngươi đều là quái vật. Bất quá nghĩ lại, dạng này hai cái quái vật, đều là đệ tử của mình. Há không mỹ quá thay. Càng làm cho Diệp Thiếu Khanh một mặt mộng chính là. Một con kia tiểu hoàng gà, đem hắn nghịch thần kiếm ý, dùng cánh cho phát huy ra. Một khắc này, Diệp Thiếu Khanh cuồng dao động quạt giấy, hắn cảm giác mình cần hướng trên đầu tưới một chậu nước đá lãnh tĩnh một chút. Nhìn cái gì, chưa thấy qua như vậy xuất khí gà sao? Hắn nhìn nhiều vài lần, cái kia tiểu hoàng gà quay đầu vừa trừng mắt, gọi một chút Lưu Hải, Mùi Khai mà nói. Còn nhìn, tin hay không kê ra ta một chiêu nghịch thiên cải mệnh đâm mù ngươi. Kể từ đó, chỉ có một con kia nằm sấp tại trên cây, vẫn huệ oải ngủ ngon tiểu mèo đen, ngược lại lộ ra bình thường một chút. Kỳ thật Diệp Thiếu Khanh vì bọn họ cao hứng. Hắn muốn nói, dạng này một đám trẻ con. Coi như vì bọn họ tử chiến đến cùng, cái kia cũng đáng được a. Dù sao, thật rất muốn nhìn một chút, bọn họ tiền đồ, đến cùng sẽ nhiệt huyết dâng trào tới trình độ nào a. Thánh Sơn. Diệp Phú Hề chính trở về Thanh Thần Sơn đâu, không nghĩ tới lại đụng phải hắn. Phú Văn Khai thái cái kia thân thể khôi ngô, theo trong góc lách mình đi ra, ngăn cản tại trước mắt nàng. Nàng may mắn dừng bước, không phải vậy thì đụng vào trong ngực hắn. Phú Hề. Vội vàng, nói rõ người nội tâm hỗn loạn, tâm thần bất an, lòng có e ngại. Phú Văn Khai thái nhẹ giọng cười nói. Hắn vết đao trên mặt, khiến người ta không dám nhìn thẳng mặt của hắn. Chó ngoan không cản đường, Diệp Phú Hề lười nhác nói chuyện cùng hắn, vượt qua hắn. Người thế nhưng là nghe nói, thần đô lĩnh ngộ thiên ý, tránh thức đột phá thiên ý cảnh giới, tại cảnh vực chi chiến đoạt được Đông Hoàng kiếm khả năng càng cao, các ngươi Diệp gia muốn phiền toái. Phú Văn Khai thái cười nói. Diệp Phú Hề quay đầu, sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Phú Hề, ta cảm thấy, xem ở chúng ta coi như có duyên phận phân thượng, ta cần phải cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phú Văn Khai thái lại nói. Cơ hội gì đâu,
Diệp Vũ Hề hỏi. Người nhị ca Diệp Thiếu Khanh, thu một con ruồi làm đồ đệ, con ruồi không đủ khó khăn, nhưng hành động này, lại để cho chúng ta Vũ Văn gia khó chịu. Cho nên, một khi chúng ta cầm tới Đông Hoàng Kiếm, về đến về sau, cái thứ nhất chạm cũng là Diệp gia, chính là cha của ngươi cùng ngươi nhị ca. Như thế, tương đương với thanh trừ chướng ngại, giết gà dọa khỉ. Hoàng Phủ Phong Vân Hòa Thượng quan viên tính thủ những cái kia lão cẩu, sẽ chỉ gió chiều nào theo chiều nấy, đầu nhập vào ta ca. Đến lúc đó, Đông Hoàng Tông nhất thống. Vũ Văn Khai Thái tràn ngập mơ màng mà nói. Sau đó thì sao? Diệp Vũ Hề lạnh lùng nói. Sau đó, tạm thời không nói đến sau đó. Ta chỉ nói cho ngươi, ngươi nếu là hiện tại cùng ta, ta còn có thể vì ngươi nói vài lời. Đến lúc đó, ngươi làm cái Vũ Văn gia nàng dâu, tội không đáng chết. Thuận tiện nói một câu, người đại ca Diệp Thiên Long, đã để ta thuyết phục. Hắn làm Diệp gia con trai trưởng, tu vi so ngươi đều thấp, có thể biệt khuất. Nhưng là, người ta thông minh, muốn tiếp tục sống. Ngươi có thể tham khảo. Vũ Văn Khai Thái ánh mắt, rơi trên thân nàng. Diệp Vũ Hề cười. Nàng chuyện của đại ca, nàng như thế nào lại không biết đây. Nhưng không quan hệ, Diệp Thiên Long vốn chính là kém cỏi, cho nên quan trọng sự tình, hắn cũng không biết. Vũ Văn Khai Thái, nàng mở miệng. Ngươi làm sao quyết định? Ta chỉ muốn nói, các ngươi đối Vũ Văn Thần Đô, không khỏi quá tự tin rồi. Đó là ngươi không hiểu chúng ta Vũ Văn thế gia quyết tâm, không hiểu Thần Đô khát vọng. Vũ Văn Khai Thái ánh mắt nóng rực nói. Khát vọng có thể làm thực lực sử dụng đây. Vô cùng lớn trò đùa, chúng ta Đông Hoàng Tông, đã rơi xuống Đông Hoàng cảnh thứ 5. Không nói điên cuồng lớn mạnh Thánh Thiên Phủ, hết thảy có 7 cái Thánh Thiên Tử. Bốn cái đều là thiên ý cảnh giới. Cũng là xếp hạng thứ hai, thứ ba cùng thứ tư ba cái thế lực, đối Đông Hoàng Kiếm đều nhìn chằm chằm. Trong bọn họ, cũng ra đời thiên ý cảnh giới đệ tử. Chỉ bằng Vũ Văn Thần Đô một cái, coi như có chút thủ đoạn, hắn làm sao có thể tại thiên tài xuất hiện lớp lớp cảnh vực chi chiến, cầm tới Đông Hoàng Kiếm. Cho nên, người muốn hàng phục ta, chờ các người cầm tới Đông Hoàng Kiếm rồi nói sau. Nàng nhún nhún vai, một mặt không quan trọng. Đó là ngươi không biết Thần Đô bản sự. Còn nữa, coi như không có Đông Hoàng Kiếm, huynh trưởng ta chỉ muốn trưởng thành tiếp, luôn có một ngày, cũng có thể triệt để đánh vỡ tông lão hội thăng bằng. Thật sao? Diệp Vũ Hề nở nụ cười. Vậy ta, rửa mắt mà đợi. Sau khi nói xong, nàng quả quyết quay người, nhanh chóng đi. Lưu lại Vũ Văn Khai Thái, ánh mắt u ám. Không đi sinh lộ đi tử lộ. Lại hồng nhan, đều là bạch cốt. Vũ Văn Khai Thái nhất quyền đánh ở bên cạnh trên vách tường. Ầm ầm, một bức tường sụp đổ. Lý Thiên Mệnh đột phá tới quy nhất cảnh tầng thứ tư thời gian, quả nhiên so với hắn tưởng tượng, muốn chậm chừng 5 ngày. Một ngày này, khoảng cách Thái Nhất Tháp tranh phong, đã chỉ có 10 ngày. Nửa tháng một trọng cảnh giới, xác thực không có khả năng, dù sao, càng là tăng lên, thì càng khó khăn. Nhưng là đối Đông Hoàng cảnh bất kỳ một cái nào thiên tài tới nói, 20 ngày một cảnh giới, đồng dạng khoáng cổ thước kim. Nhưng, kỳ thật ta bỏ ra 200 ngày. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy chính mình trên tay phải cái kia giữ tợn 5 cái màu đen văn tự. Cái kia là thân thể của mình, đã già đi 200 ngày chứng minh. Mỗi đi một bước, đều là đang cùng thời gian thi chạy. Chỉ là, hắn tinh thần ý chí cường đại, chẳng sợ hãi. Loại này chẳng sợ hãi cũng không phải là trời sinh, mà chính là hắn ma luyện mà đến. Trải qua sinh tử, mới có thể coi nhẹ sinh tử, dũng cảm tiến tới. Hắn vẫn là như thế, không chịu thua, không nhận thua, không buông bỏ, không cam tâm. Còn lại 10 ngày, rõ ràng không đủ đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 5. Mà Vũ Văn Chấn Tinh bọn người, lấy ta thực lực bây giờ, không biết là có hay không có thể đối phó. Như có thể đột phá, khẳng định bảo hiểm. Nhưng nếu không thể, bất quá là tử chiến. Thái Nhất Tháp tranh phong tuyệt đối rất hung hiểm. So cùng Lý Huyễn Thần chi chiến, tuyệt đối phải hung hiểm. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lười nhắc cân nhắc những thứ này. Bởi vì không có ý nghĩa. Sinh tử lộ phía trên, ta chỉ cần cam đoan, ngày mai chính mình, so hôm nay chính mình càng mạnh là có thể. Hắn đáp lên tiểu mệnh kiếp kiếp vòng, tiếp tục khổ tu, một khắc đều không gián đoạn. Còn lại 10 ngày. Hắn đồng dạng có thể tiến bộ to lớn. Hắn hiện tại, có hai người tu luyện mục tiêu. Cái thứ nhất là nghịch thần kiếm ý toái diệt càn khôn, cái này có thể so sánh trảm lạc tinh thần muốn khó nhiều lắm. Nhưng là,
hắn lần lượt, lấy kiếm chém giết, từng bước một tiến lên, hắn so với ai khác đều là thiên tài, nhưng cũng so với ai khác đều khắc khổ. Cái thứ hai mục tiêu, thì là sinh tử tiên pháp tác mệnh. Hắn tu luyện tác mệnh thời gian đã tương đối dài, chỉ là không có xem như chủ yếu tu luyện mục tiêu. Cho nên ở phương diện này, tiểu hoàng gà trước đem tác mệnh chi chảo cho tu luyện thành công. Có trợ giúp của nó, Lý Thiên Mệnh tốc độ rất nhanh, rốt cục đuổi tại ngày thứ 22 thời điểm, đem tác mệnh tu luyện thành công. Lý Vu Thần tổ tiên sinh tử tiên pháp, cùng nghịch thần kiếm ý không phải một cái đường đi. Sinh tử tiên pháp, ngược lại là cùng tà ma vô cùng phù hợp. Câu hồn, tác mệnh, liên hợp sử dụng, tuyệt đối càng mạnh. Câu hồn, lấy xuất kỳ bất ý làm chủ, mà tác mệnh, thì là chân chính sát chiêu. Một roi phía dưới, thần quỷ đều diệt. Tiểu hoàng gà câu hồn chi chảo cùng tác mệnh chi chảo, phối hợp nghịch thần kiếm ý sử dụng, lại phối hợp nó ba loại thần thông. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, coi như Miêu Miêu nắm giữ hai loại thánh thú chiến hồn, đều chưa hẳn là nó đối thủ. Tác mệnh, xem ra rất đơn giản. Nhưng là, một chiêu tác mệnh, gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chỉ có cái này sinh tử tiên pháp một chiêu cuối cùng siêu độ chúng sinh, mới có thể siêu việt. Lý Thiên Mệnh thông hiểu tác mệnh về sau, thì có mới tu luyện nhiệm vụ. Cái kia chính là cảnh giới, toái diệt càn khôn, siêu độ chúng sinh, ba cái kể vai sát cánh. Ba cái này, trưởng khống bất luận một loại nào, ta tại Thái Nhất Tháp đều có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng cũng tiếc, thời gian không đủ. Nếu như còn có nửa tháng, vậy liền mỹ diệu. Lý Thiên Mệnh đứng tại Thanh Long kiếm cửa cung, nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng, ánh mắt híp lại. Có điều, so với nghiền ép, ta càng ưa thích huynh đệ chúng ta ba người, sóng vai tử chiến phóng khoáng. Tiểu hoàng gà đứng tại trên đỉnh đầu của hắn, hai cánh chống nạnh, hăng hái. Gà đại ca, đó là ngươi ưa thích, bản mèo chỉ muốn một ngụm cắn chết bọn họ, sau đó tiết kiệm thời gian đến hưởng thụ ngủ mèo. Miêu miêu mặt ủ mày trao, rất rõ ràng, nó gần nhất giấc ngủ thiếu nghiêm trọng a. Thái kê, tiểu hoàng gà khinh bỉ nói. Gà đại ca, ngươi mới là gà. Miêu miêu ngây thơ nói. Cát, tiểu hoàng gà mơ hồ. Sau cùng, nó cả giận nói. Quản nó cái quái gì, tiếp đó, ai chống đối lão tử đường, toàn bộ một kiếm đâm chết. Hai cái tiểu đệ, đến lúc đó, gà đại ca cho các ngươi triển lãm, cái gì mới gọi phong hoa tuyệt đại. Nó đứng tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, nghiêm chỉnh một bộ đại lão khí phái. Dùng lại nói của nó, lão tử chiến quyết thần thông song tu, có phục hay không? Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh mở ra hắc ám cánh tay hai đầu cơ bắp, nó lập tức phục. Lão đại, ta sai rồi, người chỗ nào không thoải mái, ta cho ngươi xoa bóp. Tiểu hoàng gà ngã lăn xuống đất phía trên, hai mắt rưng rưng, khuất phục tại hắc ám cánh tay uy nghiêm phía dưới, run lẩy bẩy. Gà đại ca, bản mèo eo có chút chua, người đến xoa xoa. Miêu miêu ngạo kiều nói. Vò ngươi trái trứng, lão tử đâm bạo cúc hoa của ngươi. Tiểu hoàng gà giận dữ, cái này một đám tiểu đệ tất cả phản rồi a. Nó không dám khi dễ Lý Thiên Mệnh, kết quả là, một gà một mèo, tại Thanh Long kiếm phong phía trên, gà bay mèo nhảy. Lý Thiên Mệnh ba giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn nhìn thoáng qua cộng sinh không gian, cặp kia sắc trứng đã có hai cái hình rồng vết nứt. Hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú, đã náo nhiệt như vậy, thật không biết cái này cái thứ ba đồ chơi nhỏ đi ra, được nhiều đau đầu a. Khương Phi Linh đứng tại bên cạnh, dựa vào bờ vai của hắn, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh đưa cánh tay khoác lên trên vai của nàng, tính toán kể vai sát cánh. Thái Nhất Tháp rất nguy hiểm, ta có một chút lo lắng. Lý Thiên Mệnh nói, lo lắng sinh tử của ta. Khương Phi Linh hỏi. Lý Thiên Mệnh gật gật đầu. Ca ca, ta không muốn lại một lần nữa nói vấn đề này nha. Nàng vươn tay, nắm một chút Lý Thiên Mệnh cái mũi, sau đó nói. Ngươi coi như ta là ngươi cộng sinh thú tốt, bọn họ có thể cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu, đồng sinh cộng tử, ta cũng có thể. Không giống nhau à, Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Có gì không giống nhau? Khương Phi Linh nói. Cộng sinh thú không thể ngủ, ngươi có thể ngủ. Nhìn lấy nàng luyện đầy đỏ bừng thẹn thùng bộ dáng, Lý Thiên Mệnh nhìn không được cảm khái. Thật mê người a. Gần nhất nghe nói Tô Vô Ưu là Đông Hoàng Tông đệ nhất mỹ nhân đây. Hắn nói. Sau đó thì sao? Lần trước cùng Tô Y Nhiên đối chiến, ta nhìn thoáng qua. Xem được không? Cùng ngươi so ra,
cũng là một đám cứt chó. Ca ca, người tốt thô lỗ à? Nàng cắn môi nói. Thích ta thô lỗ sao? Khương Phi Linh phát hiện, hắn càng ngày càng cái kia. Có phải hay không cảm giác mình mặt mũi tại run lẩy bẩy? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. À, không để ý tới ngươi, Thái Nhất Tháp chính ngươi đi, chúc ngươi bị đánh. Nàng chu mỏ nói. Khác à. Lý Thiên Mệnh kéo một phát, nàng trốn không thoát bàn tay của mình tâm. Ôm nàng vào lòng, Lý Thiên Mệnh thấy được nàng mang theo thiên linh chi luyến. Đá quý màu tím, dưới ánh mặt trời rạng rỡ thiểm quang. Ngẩng đầu thời điểm, hai mắt đụng phải nàng cái kia run nhẹ nhẹ ánh mắt. Thật xem được không, nàng cúi đầu hỏi. Thật đẹp mắt. Thì bốn chữ này, khái quát Lý Thiên Mệnh muốn nói hết thảy. Theo bề ngoài đến tâm linh. Theo lạ lẫm đến tâm linh va chạm. Theo dắt tay đến đồng sinh cộng tử. Đây cũng là duyên phận. Đây cũng là, cả đời thủ hộ. Linh Nhi muốn biết cha mẹ ruột là ai chăng? Nghĩ. Vậy ta một ngày nào đó, sẽ vì ngươi tìm tới bọn họ. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ toái diệt càn khôn thời điểm, Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên tới. Ca, ta đi ra ngoài chơi hai ngày. Qua mấy ngày cũng là Thái Nhất Tháp tranh phong, ngươi không chuẩn bị nhìn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên muốn nhìn a, ta rất mau trở lại tới. Tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ ngươi đại sát tứ phương. Lý Khinh Ngữ mỉm cười nói. Nàng gần nhất tiến bộ thực sự quá nhiều, tháng năm giữa trời mệnh kiếp thiên phú triệt để bày ra, cơ hồ bắt kịp Lý Thiên Mệnh. Đến hôm nay, đều nhanh đột phá quy nhất cảnh đệ thất trọng. Chú ý an toàn a, Lý Thiên Mệnh dặn dò. Lý Khinh Ngữ không có hướng người ngoài triển lộ qua tháng năm giữa trời mệnh kiếp, bây giờ ánh mắt mọi người đều tại Lý Thiên Mệnh trên thân, cơ bản không có người chú ý hắn. Nhất là Lý Thiên Mệnh quật khởi trong khoảng thời gian này, nàng như cái tiểu người trong suốt. Liền nàng chính mình cũng không biết, chỗ tối tăm, đã sớm có người, đối nàng nhìn chằm chằm. Yên tâm, ta cũng không phải ngươi người rất tâm phúc này, ở đâu đều gây người chú ý. Chỉ là một cái vô ưu minh bằng hữu, để cho ta giúp chút ít bận bịu mà thôi. Đi địa phương rất gần, một hồi trở về, thật tốt chuẩn bị chiến đấu, ca. Lý Khinh Ngữ nói xong, trên mặt mang nụ cười, rất nhanh liền chạy. Nhà đầu này chạy thật nhanh, giống như gần nhất vui vẻ rất nhiều a. Nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai xuất mã. Khương Phi Linh tự hào nói. Trong khoảng thời gian này, nàng có một nửa thời gian đều cùng Lý Khinh Ngữ cùng một chỗ, vật họp theo loài, Khương Phi Linh là cái đơn giản mà người vui sướng, nàng có thể cảm nhiễm Lý Khinh Ngữ. Lợi hại, Lý Thiên Mệnh cho nàng giơ ngón tay cái lên. Khinh Ngữ còn có vô ưu minh bằng hữu. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, nàng một mực lẻ loi hiu quạnh đây. Người trước khi đến, Khinh Ngữ tu hành cũng phá lệ khắc khổ, nàng thường xuyên tiến Trầm Uyên chiến trường cùng chấp hành tông môn nhiệm vụ, thu hoạch tài nguyên tu luyện. Bằng không, nàng liền sẽ không thêm vào vô ưu minh. Nàng người bạn kia, giống như gọi là Quách Tiểu Phù, là một cái theo ngoại môn thăng đi lên nội tông đệ tử, các nàng quan hệ còn có thể, thường xuyên cùng một chỗ lịch luyện. Khương Phi Linh nói, là người quen liền tốt, nàng là cần phải nhiều giao điểm bằng hữu. Đem nội tâm triệt để buông ra, về sau, tiền đồ vô lượng. Lý Thiên Mệnh nói, Lý Thị Thánh tộc phục hưng trách nhiệm, hắn nguyện ý gánh vác lên đến, đi hấp thu tất cả hỏa lực, nghênh chiến thiên hạ. Nếu có một ngày, hắn có thể trở thành gia tộc đại thụ, liền để Lý Khinh Ngữ dưới tảng cây hóng mát, an tâm trưởng thành liền tốt. Chỉ là Lý Thiên Mệnh quên đi một việc. Dưới đại thụ cây non, khuyết thiếu ánh sáng mặt trời, rất khó trưởng thành. Ngược lại là ở trong mưa gió ma luyện cây nhỏ, mới có thể trưởng thành chân chính đại thụ che trời. Tiểu Phù, quê hương của ngươi, Phù Lăng Trấn, nhanh tới rồi sao? Tối nay trăng tròn, Thái Bạch Côn Bằng dưới ánh trăng chạy như bay, hai cánh triển khai, từ dưới đất đi lên nhìn, trên trời cái kia Côn Bằng, phảng phất là vòng thứ hai trăng tròn. Lý Khinh Ngữ cái kia cạn mái tóc dài màu xám ở dưới ánh trăng bay múa, theo thời gian trôi qua, tóc của nàng sắc đã dần dần cải biến vì màu xanh nhạt. Nhưng, có lẽ là Lý Thiên Mệnh quá chướng mắt, vẫn không người chú ý nàng. Nhanh, lật qua phía trước ngọn núi kia đã đến. Nói chuyện chính là một người mặc màu xám trắng quần áo thiếu nữ. Nàng tướng mạo bình thường, màu da không tính trắng, bên mặt phía dưới còn có mấy đạo vết sẹo, hiển nhiên trải qua rất nhiều tranh đấu. Nàng và Đông Hoàng Tông Tông Lão con nối dõi nhóm có rõ ràng khác nhau, có thể nhìn ra được, dạng này nữ hài,
thuần túy là dựa vào nỗ lực cùng cứng cỏi, mới có thể trở thành nội tông đệ tử. Tiểu phù, ngươi làm sao luôn cúi đầu, có phải là không thoải mái hay không? Lý Khinh Ngữ quan tâm hỏi. Không có, Quách Tiểu Phù liền vội vàng lắc đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Không có chuyện gì, bọn họ tuy nhiên ép buộc cha mẹ của ngươi, nhưng ngươi không phải nói, chỉ cần để bọn hắn nhìn đến ngươi Đông Hoàng Tông đệ tử thân phận, lập tức liền sẽ thả người sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng vậy, ta phụ mẫu đắc tội đám sơn tặc này, nhưng sơn tặc nghe nói ta là Đông Hoàng Tông đệ tử, không dám động thủ. Quách Tiểu Phù lặp lại. Cái kia không liền không sao, ngươi yên tâm, ta gần nhất có chỗ tiến bộ, quy nhất cảnh tầng thứ tư sơn tặc, ta có thể giúp ngươi đối phó. Lý Khinh Ngữ ôn nhu nói. Cảm tạ ngươi, Khinh Ngữ. Nàng quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt có chút hoảng hốt. Lý Khinh Ngữ chỉ là một chút cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nói thật, Quách Tiểu Phù vẫn luôn là cái đa sầu đa cảm người. Nàng rất cứng cỏi, nhưng có lúc cũng rất bất lực. Chính vì vậy, các nàng mới có thể tại Vô Ưu Minh tiến tới cùng nhau. Còn lại rất nhiều người, đều chướng mắt Lý Khinh Ngữ thân phận, chế giễu nàng chí tôn huyết mạch mức độ, duy chỉ có Quách Tiểu Phù, đối Lý Thị Thánh tộc chỉ có sùng bái. Đối đại đa số nội tông đệ tử tới nói, Quách Tiểu Phù xác thực thân phận hèn mọn. Thế nhưng là, trừ ra nàng, liền không có sẽ cùng Lý Khinh Ngữ cùng một chỗ lịch luyện người. Lý Khinh Ngữ bằng hữu không nhiều, cho nên đều phá lệ chân quý. Đúng vào lúc này, Thái Bạch Côn Bằng vượt qua một ngọn núi, Quách Tiểu Phù liền vội vàng nói. Đến, chúng ta đi xuống. Được. Lý Khinh Ngữ cùng Thái Bạch Côn Bằng tâm linh tương thông, Sóc Nguyệt chấn động hai cánh, đáp xuống, lấy thời gian rất ngắn từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Hô! Sóc Nguyệt thu hồi vũ dực thời điểm, mặt đất nhấc lên rất nhiều bụi đất. Dưới ánh trăng, không ít cây cối đều tại lay động, phát ra ào ào thanh âm, dường như giấu có không ít quỷ ảnh. Nơi này không ai à? Tiểu Phù, ngươi không phải nói sơn tặc chiếm đoạt nhà ngươi thành trấn sao? Nơi này cái nào là thành trấn? Lý Khinh Ngữ sau khi xuống tới, nhìn lấy chung quanh rừng núi hoang vắng, vô cùng nghi ngờ hỏi. Quách Tiểu Phù đứng tại trước người nàng, không biết vì sao, nàng gầy yếu bả vai, vậy mà tại run rẩy. Khinh Ngữ, ta có lỗi với ngươi, thiếu nợ ngươi, ta đời sau trả lại ngươi. Nàng bỗng nhiên mang theo tiếng khóc nức nở nói chuyện, đó là vô cùng tan nát cõi lòng thanh âm. Nàng một bên nói, một bên chạy về phía trước, rời đi Lý Khinh Ngữ bên này. Đúng vào lúc này, phía trước trong núi rừng, bỗng nhiên lóe ra một cái màu vàng nhạt trường bào thiếu niên. Hắn tay cầm một thanh song nhọn thương, ánh mắt âm sâm, khóe môi nhếch lên mưu kế được như ý nụ cười đắc ý, ngăn cản tại Quách Tiểu Phù trước mắt. Lý Huyễn Thần. Lý Khinh Ngữ tâm lý mát lạnh. Như thế một cái nháy mắt, nàng có chút hoảng hốt, tâm lý hoàn toàn không nghĩ ra, Lý Huyễn Thần tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mà lại, nét mặt của hắn còn như thế dữ tợn, dường như tiếp đó, hắn muốn bắt rùa trong hũ. Lớn nhất khó có thể tin chính là, Quách Tiểu Phù chạy tới, vậy mà quỳ gối Lý Huyễn Thần trước mặt, nước mắt nước mũi chảy ngang. Lý Huyễn Thần, người giúp ta cùng Tô Vô Ưu bọn họ nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, van cầu các nàng thả ta phụ mẫu. Van cầu ngươi. Câu này mang theo tiếng khóc nức nở trong lời nói, tràn đầy tuyệt vọng. Tăng thêm nàng đã quỳ, liền bả vai đều đang run rẩy, liền đã nói rõ hết thảy. Nàng không dám quay đầu nhìn Lý Khinh Ngữ, bởi vì nàng biết, Lý Khinh Ngữ khẳng định đã hiểu. Van cầu các ngươi, ta sợ. Quách Tiểu Phù quỳ trên mặt đất, đem ngạch đầu lần lượt nện ở dưới chân đá vụn phía trên. Phanh phanh phanh. Cái kia dập đầu thanh âm, đối Lý Khinh Ngữ tới nói, rất khó khăn tiếp nhận. Lấy Tiểu Phù phụ mẫu uy hiếp nàng, dẫn dụ ta đi ra, Lý Huyễn Thần, người hèn hạ như vậy, muốn làm cái gì? Nàng lúc nói chuyện, đã theo tu di giới chỉ bên trong, rút ra cấp 7 thú binh, Nguyệt Ma Trảm Đao. Có Lý Thiên Mệnh vị huynh trưởng này, giác tỉnh thiên phú nghịch thiên về sau, tâm cảnh của nàng triệt để thay đổi. Đối mặt dạng này âm mưu, nàng ý nghĩ đầu tiên không phải chạy trốn, càng không phải là hoảng sợ, mà chính là chiến đấu. Nàng lúc nói chuyện, nhìn Quách Tiểu Phù liếc một chút. Nói thật, nàng rất đau lòng, màn này để cho nàng nhớ tới Lý Vô Địch. Đồng dạng là bị người thân cận nhất bán, để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Coi như cha mẹ của nàng bị uy hiếp, nhưng Lý Khinh Ngữ vẫn cảm thấy, Quách Tiểu Phù cần phải tín nhiệm chính mình, nàng nguyện ý cộng đồng đến giải quyết chuyện này. Bị bằng hữu bán, mặc kệ lý do gì, tâm lý khẳng định khó chịu.
Nhất là liên tưởng phụ thân sự tình, tâm lý càng là lửa giận mãnh liệt. Ánh trăng bao phủ tại trên người của nàng, đồng tử của nàng nhan sắc, giống như đang thay đổi nhạt. Lý Khinh Ngữ, vấn đề này, người cần phải hỏi ta. Đúng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một non nớt lại ra vẻ thâm trầm thanh âm. Lý Khinh Ngữ nhìn lại, sau lưng trong núi rừng, đi ra một cái non nớt thiếu niên, hắn tuy nhiên dài đến cao lớn, nhưng đó có thể thấy được tuổi không lớn lắm. Hắn một thân bạch bào, xem ra phong độ nhẹ nhàng, nhưng là lúc này lại lấy đắc ý nhất, lớn nhất ánh mắt dữ tợn, không chút kiêng kỵ đánh giá Lý Khinh Ngữ. Vũ Văn Thánh Thành. Nàng hơi hơi khiên động khóe miệng, nắm chặt nguyệt ma chảm đao tay càng thêm dùng lực, trong tay trái, ba cái loan nguyệt toàn đao đã lấy ra. Đúng, là ta. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Khinh Ngữ biểu hiện ra lãnh đạm, không có chút nào hoảng sợ. Cái này khiến Vũ Văn Thánh Thành có chút khó chịu, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến nàng ở trước mặt mình, quỳ xuống đất run rẩy bộ dáng. Thì cùng Quách Tiểu Phù một dạng. Ta muốn báo thù ngươi, để ngươi cùng Lý Thiên Mệnh, đều vì đã từng khi nhục ta, nỗ lực gấp một vạn lần giá cao thảm trọng. Ta muốn ngươi đời này, đều sinh hoạt tại ta bóng mở phía dưới. Ta muốn ngươi biến thành ngu ngốc, trở thành ta độc chiếm, sau đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ta muốn để ngươi, muốn chết cũng khó khăn. Tiếp đó, thẳng đến ngươi lão chết, ngươi đều phải sinh hoạt tại trong cơn ác mộng, trừ phi ngươi đem ta hầu hạ tốt, để cho ta hài lòng, ta có thể sẽ khai ân, để ngươi thở một ngụm. Vũ Văn Thánh Thành từng bước một đi tới, hắn càng nói càng kích động. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh giao phong bên trong, chiến bại từng màn, tăng thêm phụ thân thất vọng ánh mắt, toàn bộ chồng chất cùng một chỗ. Lại thêm Lý Khinh Ngữ thời khắc này lạnh lùng, đủ để trong lòng hắn lửa giận lăn lộn. Ngươi nói sai đi, chỉ có ngươi khi nhục người khác, nơi nào có người có thể khi nhục ngươi, muốn trách thì trách ngươi chính mình thực lực không tốt, cả gan làm loạn, tự rước lấy nhục. Lý Khinh Ngữ nói, theo Lý Kim Sán hôn lễ, đến Thái Hoàng cửu trọng môn hắn chủ động xuất thủ, lại đến Trầm Uyên chiến trường hắn trắng trợn cướp đoạt thần nguyên. Cái nào một lần, không phải hắn tự đại kiêu căng, tự rước lấy nhục. Chỉ tiếc, Vũ Văn Thánh Thành sẽ không nhận có thể loại sự thật này. Hắn muốn làm một kiện tang tuyệt nhân luân sự tình, tự nhiên muốn vì chính mình tìm được cớ. Ngươi im miệng, thì ngươi cái này không sai biệt lắm chết hết Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch, ngươi có tư cách gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Lý Khinh Ngữ, ta rất muốn biết, coi ta đem ngươi lột sạch thời điểm, ngươi có hay không còn có thể ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy? Hắn càng ngày càng nóng nảy. Những ngày này, đối tự cao tự đại hắn tới nói, tôn nghiêm lần lượt bị dẫm đạp. Quá oan uổng. Hắn cần hung hăng phóng thích. Đối mặt cái này Vũ Văn Thánh Thành cái này ánh mắt, Lý Khinh Ngữ vẫn là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Ngươi như vậy bộ dáng, liền Vũ Văn gia tộc đều không xứng với, tựa như là ven đường một đầu bị chọc giận chó hoang, vô năng sủa inh ỏi. Nàng câu nói này, để Vũ Văn Thánh Thành cơ hồ muốn thổ huyết. Vì cái gì? Bởi vì bị nói chúng, hình dung đến khéo như thế diệu. Lý Khinh Ngữ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dậm chân tiến lên đây. Ngươi không dùng đe dọa ta, ta không e ngại các ngươi, Vũ Văn Thánh Thành, ta đã đi tới nơi này, các ngươi không nên làm khó Tiểu Phù, trước truyền lệnh đem cha mẹ của nàng thả, ta đi với các ngươi. Lý Khinh Ngữ nắm chặt nguyệt ma chảm đao, nhìn nữ hải kia liếc một chút. Nhân sinh rất khó khăn. Không quyền không thế, cố gắng nữa, thì có ích lợi gì đây? Không phải ai đều may mắn như vậy, tránh thức có thể nghịch thiên cải mệnh. Đại đa số người đều biến thành con em quyền quý đùa bỡn con kiến hôi. Có thể a, Quách Tiểu Phù, người đi trước. Một bên khác, Lý Huyễn Thần cười nói. Nói thật, Quách Tiểu Phù cơ hồ cho là mình nghe lầm. Nàng coi là Lý Khinh Ngữ sẽ oán hận chính mình. Thế nhưng là, nàng lại một thân một mình chống đỡ xuống tới, để cho mình rời đi trước, còn để bọn hắn trước thả cha mẹ mình. Khinh Ngữ. Nàng đứng dậy, ánh mắt ào 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 chảy xuống. Tiểu Phù, không có chuyện gì, người đi trước. Phốc phốc, thì ở cái này nháy mắt, làm Quách Tiểu Phù ngậm lấy nhiệt lệ nhìn lấy nàng thời điểm, một cây trường thương màu vàng óng, cái kia dính đầy máu tươi mũi thương, theo thân thể của nàng trước mặc đi ra. Nhất kích mất mạng, Quách Tiểu Phù cúi đầu xem xét, thế giới bắt đầu ảm đạm. Nàng sắc mặt trắng bệch, thân thủ chụp vào Lý Khinh Ngữ. Khinh Ngữ, cứu ta sợ. Phốc phốc. Lại là một tiếng, mũi thương rút ra ngoài. Quách Tiểu Phù trừng to mắt,
hoảng sợ nhìn lấy Lý Khinh Ngữ phương hướng, sau đó, mềm ngã trên mặt đất. Thân thể gầy yếu kia, trực tiếp co ro. Tựa như là góc đường chết thảm mèo hoang. Nó cộng sinh thú vọt ra, lo sợ không yên chạy trốn, nhưng là, một đầu thập lục dực kim xí côn bằng cùng một đầu bát tí thao thiết, đã sớm vọt ra. Hai đầu cự thú, trực tiếp đem xé rách hai nửa. Trong một chớp mắt, máu chảy thành sông. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Lý Huyễn Thần cùng Vũ Văn Thánh thành cái kia thống khoái, nụ cười dữ tợn, còn có Quách Tiểu Phù sau cùng một câu kia, ta sợ, tựa như là 10.000 thanh kiếm, bỗng nhiên đâm vào trên thân. Một khắc này, Lý Khinh Ngữ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nàng dùng hết toàn lực đi thở dốc, thế nhưng là màn này, hai chữ kia, để cho nàng toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu. Nàng che ngực. Không biết từ lúc nào, con mắt của nàng đã triệt để biến thành hai vầng trăng. Không có cảm tình, không có thống khổ. Chỉ có lạnh lùng, chỉ có giết hại. Có thể lúc này thời điểm, Lý Huyễn Thần cùng Vũ Văn Thánh Thành, còn trên mặt ngoạn vị nụ cười, lẫn nhau đàm tiếu tới gần nàng. Lý Khinh Ngữ, tiếp đó, đến phiên ngươi. Hô! Nàng nhẹ nhàng buông ra kéo căng tay cầm. Sau đó nhắm mắt lại. Không ai trông thấy, trong tay nàng Nguyệt Ma Chảm Đao, tại trong thời gian rất ngắn, chấn động 1.000 lần. Tiểu Phù! Thật xin lỗi! Sẽ để cho ngươi yên nghỉ. Dưới ánh trăng, nàng Nguyệt Ma Chảm Đao, quang ảnh lóe lên, cùng trên trời trăng sáng tranh nhau chiếu rọi. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Hôm nay, là Thái Nhất Tháp mở ra thời gian. Đông Hoàng Tông, đã đợi chừng một tháng. Lần này Thái Nhất Tháp tranh phong, có quá nhiều lo lắng, đã định trước đặc sắc xuất hiện. Cái này mỗi một ngày còn không có sáng, vượt qua 100.000 người liền đã tụ tập tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Hôm nay quyết đấu chi địa mặc dù là Thái Nhất Tháp, nhưng, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, chính là tốt nhất quan chiến chi địa. Một tháng này quá dày vò, đến mức hôm nay vừa đến, Thái Nhất Tháp còn không có mở ra, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường liền đã tiếng người huyên náo, người đông tấp nập. Tựa như là một chậu canh nóng, đã sôi trào, mà lại phía dưới liệt hỏa còn tại đốt cháy. Đông Hoàng Tông chỉ là nội tông thì có vượt qua 100.000 người, cho nên muốn tìm tới một cái khoảng cách gần quan chiến vị trí còn không dễ dàng. Như Thanh Long Kiếm Phong Điện Khanh Viên Hồn Thiên, đều phải dựa vào thân phận, mới có thể tìm được tương đối tốt chỗ ngồi. Lại càng không cần phải nói đệ tử khác. Bây giờ Đông Hoàng đệ nhất chiến trường vô cùng khô nóng, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là đầu người. Mọi người tại bàn tán sôi nổi hôm nay kết cục. Lại nói thiếu tông chủ đến cùng tiến bộ tới trình độ nào rồi. Không biết, không có tin tức gì, đoán chừng sẽ không quá lớn. Dù sao, vạn sự vạn vật, đều có quy tắc tồn tại. Hắn tu luyện trưởng thành, sao có thể cùng ăn cơm một dạng dễ dàng. Ta có thể nghe nói, Vũ Văn Chấn Tinh bọn họ một đám người, làm xong bố trí. Bọn họ khẳng định là muốn vì Vũ Văn Thánh Thành cùng Tô Y Nhiên ra tức giận. Cũng không biết, thiếu tông chủ có thể hay không đến tầng thứ ba, chúng ta hoàn toàn nhìn không thấy, hắn thì nguy hiểm. Kỳ thật không chỉ là xuất khí, ta cảm thấy thiên phú của hắn độ cao, đã để rất nhiều người đều kiêng kỵ. Tựa như là tông chủ. Các huynh đệ, chuyện này có thể không nên nói lung tung a. Đông Hoàng Tông, không phải cái gì đều có thể nói địa phương. Ngay tại mọi người bàn tán sôi nổi thời điểm, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường phía trên, đột nhiên có ánh sáng ảnh thiểm nhấp nháy, gây nên 100.000 người một trận ồn ào. Tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy chiến trường vị trí giữa, xuất hiện một tòa từ quang ảnh dựng mà thành bảo tháp. Cái này bảo tháp toàn thân trong suốt, hết thảy có hai tầng, ở bên ngoài liền có thể nhìn đến bên trong bố trí. Nhưng những bố trí kia, trên đại thể đều là hơi mở trạng thái. Nói cách khác, trên chiến trường 100.000 người, đều có thể nhìn đến cái này hai tầng quang ảnh bảo bối trong tháp hết thảy bố trí. Càng có thể thấy rõ ràng bên trong phát sinh hết thảy. Đây là Tô Chấn Tông lão làm, thiên văn hình chiếu, đi. Đúng, là thiên ý cảnh giới, nhìn trời văn kết giới một loại linh hoạt phương pháp sử dụng. Thật giống như là muốn đem một số đặc thù linh quặng tài liệu, khảm nạm tại Thái Nhất Tháp nội bộ, sau đó lấy thiên văn kết giới ảo diệu, đem những thứ này linh quặng tài liệu bắt quang ảnh, tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường ném bắn ra. Cái này thiên văn hình chiếu, có thể làm cho chúng ta thấy rõ, Thái Nhất Tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai phát sinh tất cả mọi chuyện. Hiện tại thiên văn hình chiếu bên trong không có một ai, nhưng là đã có thể đại thể nhìn đến Thái Nhất Tháp trước hai tầng bố trí. Đến mức Thái Nhất Tháp tầng thứ ba,
nhưng làm không được thiên văn hình chiếu. Cho nên, đệ tử như thế nào đi nghênh đón Thái Nhất Tháp tầng thứ 3 khảo nghiệm, đến cùng là thất bại hay là thành công, đều không nhìn thấy quá trình. Nếu có người thông quan tầng thứ 3, theo đỉnh tháp vị trí đi ra, cái kia chính là Thái Nhất đệ tử. Nếu như tiếp tục 3 canh giờ không ra, liền sẽ rơi xuống tầng thứ 2, bị Thái Nhất Tháp đào thải. Tầng thứ 3 tràn ngập thần bí cùng ảo diệu, nhưng nói thật, lấy mọi người đối còn lại 17 vị tông lão đệ tử thân truyền hiểu rõ, bọn họ khoảng cách 4 vị Thái Nhất đệ tử, cầm giữ có nhất định chênh lệch. Cho nên, hôm nay lo lắng, ở chỗ tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 chí bảo tranh đoạt. Còn có, chính là thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh sinh tử. Thiên văn hình chiếu xuất hiện, nói rõ Thái Nhất Tháp, tức sắp mở ra. Đến lúc đó, 100.000 người chú ý cái này 17 người, tại Thái Nhất Tháp tranh phong. Coi như không thể trở thành Thái Nhất đệ tử, nói thật, đây cũng là chí cao vinh dự. Chí ít ngoại môn đệ tử cùng nội tông đệ tử, nằm mộng cũng nhớ muốn loại này phong cảnh cơ hội. Cuối cùng quyết ra 17 người, từng cái đều là tông lão con nối dõi cùng đệ tử thân truyền, bọn họ là cái này đệ nhất người bên trong, ngoại trừ 4 vị Thái Nhất đệ tử, tối đỉnh cấp thiên tài. Làm Tô Chấn Tông lão theo, Phụng Thiên Sơn, đại điện đi lúc đi ra, Lý Thiên Mệnh tự nhiên biết, hắn muốn xuất chiến. Khinh Ngữ làm sao còn chưa có trở lại? Diệp Thiếu Khanh nhíu mày hỏi. Nãi nãi đã ra đi tìm, nàng nói Khinh Ngữ đi một cái phủ lăng trấn địa phương, dựa theo Thái Bạch Côn bằng tốc độ, nàng một ngày trước nên trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Lấy Khinh Ngữ tính cách, trường hợp này nàng khẳng định sẽ đến, khả năng là chuyện gì làm trễ nải. Diệp Thiếu Khanh nói. Lý Thiên Mệnh kỳ thật cũng thẳng lo lắng. Lý Khinh Ngữ lúc ấy chạy nhanh chóng, Lý Thiên Mệnh không có nghĩ quá nhiều. Càng là tới gần Thái Nhất Tháp tranh phong, hắn càng đi không thoát. May mắn Lý Cảnh Du thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều, nàng ra ngoài tiếp, vấn đề cũng không lớn. Lấy nàng đối Lý Khinh Ngữ quen thuộc, chỉ ít so Lý Thiên Mệnh có tác dụng. Khinh Ngữ làm việc rất có chừng mực, không dùng khiến người ta quan tâm, cần phải không có chuyện gì, đoán chừng nhanh chạy về. Ngươi thì đem ý nghĩ thả trên chiến đấu, đừng đem tiểu mạng mất. Diệp Thiếu Khanh dặn dò. Hắn ngày bình thường không thế nào nghiêm túc, nhưng là hôm nay cực kỳ nghiêm túc. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Lại nói, người đối với mình thực lực trước mắt, có bao nhiêu lòng tin. Diệp Thiếu Khanh đại khái hiểu rõ hắn một tháng này tiến bộ. Một tháng trước, hắn cảm giác Lý Thiên Mệnh có thể muốn chịu chết. Hiện ở đây, hắn đều rất muốn nhìn một chút. Lý Thiên Mệnh có thể phát huy tới trình độ nào? Ngươi yên tâm, chí ít không có khả năng chết ở bên trong. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Thiếu Khanh cái này an tâm. Bởi vì Lý Thiên Mệnh chỉ cần bất tử, về sau máy lại vô cùng vô tận. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chí bảo đâu? Hết sức tranh thủ. Chỉ riêng là tầng thứ nhất, cũng là thượng phẩm địa cấp thần nguyên, làm cho cộng sinh thú tiến hóa đến tam giai thánh thú, người nào chịu nổi? Chớ nói chi là tầng thứ hai. Thái Nhất đệ tử đâu? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Cái này ta không có nắm chắc, dù sao ta đối tầng thứ ba hoàn toàn không hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi lần trước hỏi ta, nếu như tầng thứ ba thông quan, có thể hay không thì lập tức trở thành Thái Nhất đệ tử. Ta lúc đó không có nghĩ quá nhiều, lưu lại cái lo lắng, hôm nay nói cho ngươi. Diệp Thiếu Khanh nói. Sư Tôn mời nói, Lý Thiên Mệnh nói. Tông môn tổ quy quy định. Một đời Thái Nhất đệ tử, không được vượt qua 4 người. Nếu như trước mắt có 3 vị Thái Nhất đệ tử trở xuống, như vậy chỉ cần ngươi Thái Nhất Tháp tầng 3 thông quan, liền sẽ bị Tông Lão Hội, trực tiếp phong làm Thái Nhất đệ tử. Nhưng bây giờ có 4 vị, đã đủ số. Như vậy, nếu như tầng 3 thông quan, vậy ngươi còn cần lại tiến hành một trận chiến đấu, đánh tan một vị Thái Nhất đệ tử, mới có thể thay vào đó. Trận chiến đấu này, hai người ở giữa. Chỉ có người thắng mới có thể làm Thái Nhất đệ tử. Diệp Thiếu Khanh giải thích nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Nói cách khác, lấy tình huống trước mắt, coi như thông quan tầng 3 Thái Nhất Tháp, còn phải đem một cái Thái Nhất đệ tử kéo xuống ngựa, mới có thể trở thành Thái Nhất đệ tử. 4 cái Thái Nhất đệ tử, người nào sẽ trở thành người khiêu chiến đối thủ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này rất quan trọng. Dù sao, Vũ Văn Thần Đô cùng Tô Vô Ưu không phải một cái cấp bậc. Cái này từ người khiêu chiến chọn lựa, chọn đến ai, ai thì xuất chiến. Cơ bản tới nói, bị chọn lựa ra, hoặc là bị khắc chế, hoặc là cũng là 4 người yếu nhất, cho nên nói, quy tắc rất công bình. Diệp Thiếu Khanh nói, làm cuộc chiến đấu,
Cái này cũng từ người khiêu chiến quyết định, làm cuộc chiến đấu hoặc là lựa chọn trong một tháng bất luận cái gì một ngày đều có thể. Bình thường tới nói, bình thường người đều chọn một tháng tái chiến, bởi vì người khiêu chiến vừa kinh lịch tầng 3 thông quan, cần nghỉ ngơi điều dưỡng. Một tháng, làm cho Lý Thiên Mệnh cường đại không ít. Quy tắc này không tệ, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, người yếu đào thải. Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Con đường tu hành, đã là như thế. Đây là nói sau, tạm thời không cần cân nhắc, hắn chuyên chú điểm khẳng định tại Thái Nhất Tháp phía trên. Thiên Mệnh, nếu như ngươi may mắn, thật có hy vọng thông quan tầng 3, 4 vị Thái Nhất đệ tử, ta đề nghị ngươi lựa chọn Tô Vô Ưu. Diệp Thiếu Khanh nói. Vì sao? Bởi vì bốn cái bên trong nàng yếu nhất a. Mà lại, ngươi lựa chọn đối thủ về sau, còn một tháng nữa thời gian nghỉ ngơi, đủ để càng tiến một bước. Ngươi cái này phát rồ quái vật. Cũng liền Diệp Thiếu Khanh đánh giá như thế hắn. Những người khác, căn bản không biết Lý Thiên Mệnh trưởng thành quỹ tích. Muốn ta lựa chọn Vũ Văn Thần Đô đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái kia là thì là ngu ngốc. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Diệp Thiếu Khanh nói không sai. Gần nhất nghe đồn, Vũ Văn Thần Đô đã chính thức đột phá đến thiên ý cảnh giới, tính toán cảnh giới, cao Lý Thiên Mệnh 6 tầng. Hắn muốn trở thành Thái Nhất đệ tử, lại đi khiêu chiến Vũ Văn Thần Đô, tương đương với từ bỏ cơ hội. Có quả hồng mềm, làm gì đi gặp trở ngại. Hiện tại, cũng không phải đâm đến bể đầu chảy máu thời điểm. Đúng vào lúc này, Tô Chấn Tông lão thanh âm, truyền khắp Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Thái Nhất Tháp lập tức mở ra. 17 cái đệ tử thân truyền, toàn bộ đến trước mắt ta. Thái Cực Phong, Vũ Văn Chấn Tinh. Phong Vân Thần Sơn, Hoàng Phủ Phỉ Phỉ. Nam Thiên Phong, Trần Kiêu Ký. Hỏa Xí Hoàng Phong, Công Tôn Xí. Vân Tiêu Sơn, Thượng Quan Dạ Ý. Ba Lâm Tuyết Phong, Trương Hoành Lăng. Thanh Long Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh. Hết thảy 17 cái tên, từng cái đều bị nội tông đệ tử nhóm tán thưởng, cực kỳ hâm mộ. Cái này 17 người, có thể đi đến một bước này, cơ hồ đều là nội tông đệ tử nhóm tu luyện mục tiêu. Đương nhiên, thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh, là bên trong một cái khác loại. Đúng vào lúc này, nguyên một đám tuổi trẻ bóng người, theo mỗi người trưởng bối bên người bước ra, đi tới Tô Chấn Tông lão trước mặt. Cái này mười mấy người trẻ tuổi, xem xét liền biết, đều là rồng phượng trong loài người. Không nói bề ngoài cơ bản đều anh tuấn, xinh đẹp, khí chất của bọn hắn khí độ, trong lúc phất tay phong phạm, ung dung ánh mắt cùng tràn đầy đấu trí chờ một chút, đều vượt qua phổ thông nội tông đệ tử một mảng lớn. Bọn họ xác thực đều là rất có hy vọng, trở thành mới Thái Nhất đệ tử tinh anh. Nói thật, thân hình cao lớn khôi ngô, không có tóc Vũ Văn Chấn Tinh, chính là trong đám người chói mắt nhất một cái. Hắn tuy nhiên đầu chọc, nhưng là không có chút nào xấu xí, thậm chí hắn nhan chỉ chịu đựng đầu chọc khảo nghiệm, khuôn mặt xem ra vô cùng dễ chịu. Bên cạnh hắn còn có Trần Kiêu Ký, Công Tôn Xí bực này thiên tài đệ tử nương theo, lấy cầm đầu, đương nhiên càng có uy thế. Liền lên quan viên gia ý bực này hào hoa phong nhã đệ tử thân truyền, cũng không bằng hắn lóa mắt. Chỉ có một người có thể phân tán đại lượng hội tụ tại Vũ Văn Chấn Tinh trên người ánh mắt. Thiếu niên kia một đầu trói lọi tóc trắng, cánh tay trái lại đen như mực. Hắn xem ra yêu dị lại ấm áp, hắn ánh mắt cổ kim không dao động, tựa hồ hoàn toàn không để ý, hắn sau đó phải đi là một đầu sinh tử lộ. Đến mức còn lại 16 người, không ai dám đứng tại bên cạnh hắn. Ta nói thật, thiếu tông chủ rất có bá lực. Nhưng, nguy cơ trùng trùng, chúc hắn may mắn đi. Không có người lại bởi vì sự chấn định của hắn, thì xem nhẹ Vũ Văn Chấn Tinh bọn người đối hắn uy hiếp. Nhất là, hắn tựa hồ còn nói qua, muốn chém đứt Vũ Văn Chấn Tinh một cánh tay loại lời này. Đây là Vũ Văn Chấn Tinh lần thứ nhất như thế tới gần hắn. Hắn híp mắt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Lý Thiên Mệnh mắt nhìn phía trước, bỗng nhiên gặp phải ánh mắt. Hắn nghiêng đầu tới. Làm ánh mắt thời điểm đụng chạm, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Nụ cười này không khinh thường, nhưng cũng không hề hữu hảo, tóm lại để Vũ Văn Chấn Tinh tâm lý sát cơ, một chút xíu đi lên lan tràn, sắp bò ra ngoài cổ họng. Thiếu tông chủ, thêm chút sức, tranh thủ xông lên tầng thứ ba. Vũ Văn Chấn Tinh nói. Không có vấn đề, Lý Thiên Mệnh nói. Rất đơn giản đối thoại, lại liệt hỏa thiêu đốt. Chấn Tinh. Người phía trước hai trọng thì chuyên tâm lấy trước chí bảo, mặc kệ người nào cạnh tranh, ta cùng Công Tôn Xí, trước cho ngươi cản người. Trần Kiêu Ký tự mình nói. Đúng,
chờ ngươi đem hai cái chí bảo trước nắm bắt tới tay về sau, lại thu thập cái này không biết sống chết con ruồi cũng không muộn. Công Tôn Xí nói, bắt đầu trước cho hắn một chút lòng tin đi, để hắn não tử nóng lên, chỉ cần nó tiến tầng thứ ba, thu thập thì thuận tiện. Trần Kiêu Ký nói, có thể, Vũ Văn Chấn Tinh gật gật đầu. Hắn đối cái kia khác biệt chí bảo tình thế bắt buộc. Không chỉ là bởi vì chính mình ký áp quần hùng, càng bởi vì Trần Kiêu Ký cùng Công Tôn Xí, đều là cái này 10 trong 7 người, bài danh trước 5 thiên tài. Mà hắn biết, Thái Nhất Tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, đồng đội càng nhiều, thực lực thì càng mạnh. Đây chính là bọn họ trưởng bối thiết kế Thái Nhất Tháp tranh phong. Cũng là chiếm tiện nghi. Nhưng, ai có thể đưa ra ý kiến phản đối đâu? Hôm nay tụ tập tại Phụng Thiên Sơn, Đại Điện Tông Lão rất nhiều. Vũ Văn Thế Gia phương diện, có Vũ Văn Phụng Thiên, Vũ Văn Thái Cực. Tô gia bên này, có thứ hai Tông Lão Tô Vân Chỉ, thứ 10 Tông Lão, Tô Cửu Đạo, Tô gia còn có một vị Tô Trấn, chính ở bên ngoài chủ trì đại cục. Mặt khác, còn có Trần Nam Thiên, Tần Vu Liệt, Công Tôn Thắng Kỷ bọn người. Ngoại trừ Tông Lão, còn có Vũ Văn Thế Gia mấy vị nhân vật mấu chốt, nói thí dụ như Vũ Văn Chấn Tinh cha Vũ Văn Khai Thái. Lại tỷ như, Vũ Văn Thế Gia trước mắt trọng yếu nhất người trẻ tuổi Vũ Văn Thần Đô. Vũ Văn Thần Đô ngồi tại đầu dưới nơi hẻo lánh vị trí, liền xem như hôm nay, hắn vẫn nắm bắt trên tay một cái màu đỏ thiên văn bảo ngọc, ngay tại cảm ngộ thiên văn ảo diệu. Ở tại bên người, điềm đạm rung động lòng người khuynh thành mỹ nhân Tô Vô Ưu, nhẹ khẽ tựa vào ghế ngồi của hắn phía trên. Nàng ánh mắt nhu tình nhìn lấy Vũ Văn Thần Đô bên mặt, nhưng là Vũ Văn Thần Đô nhắm mắt lại, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều không có dừng lại. Nàng có chút u oán. Hiện tại, nàng chỉ muốn cái này Thái Nhất Tháp tranh phong, cảnh vực chi chiến, đều sớm một chút kết thúc. Không chỉ là nàng, tại chỗ tất cả mọi người, đều tại khát vọng ngày nào đó. Hai cái bảo vật, đều cho Trấn Ngôi Sao chuẩn bị xong. Có Ta Nhi cùng Công Tôn Xí, Trấn Tinh muốn bắt lại hai cái này chí bảo, dễ như trở bàn tay. Trần Nam Thiên Tông Lão thoải mái cười nói. Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, quan hệ quả thật không tệ. Trấn Tinh có hai cái này chí bảo, đến đón lấy Nhất Phi Trùng Thiên. Công Tôn Thắng Kỷ nói. Mấu chốt là, chúng ta quả thực một chút tiền không hoa, cầm là tông môn thần nguyên, ha ha. Tần Vu Liệt Tông Lão tay vuốt hàm râu, thoải mái cười một tiếng. Thái Nhất Tháp 1, tầng 2 cũng là bọn họ thiết kế. Vì cái gì, cũng là để Vũ Văn Trấn Tinh, nắm giữ nghiền ép ưu thế. Đến mức cái kia đã thương tôn nữ của ta y nhiên con ruồi, sắp xếp xong xuôi sao. Thứ hai Tông Lão, Tô Vân Chỉ, cùng Vũ Văn Phụng Thiên cùng tuổi, hắn lúc nói chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn Khai Thái. Mọi người đều biết, hắn nói là Lý Thiên Mệnh. Tô Thúc, ta cùng Trấn Tinh nói, hắn nói, chỉ cần cái kia con ruồi dám vào tầng thứ ba, ba người bọn hắn có thể đem hắn, chơi ra rất dùng nhiều dạng tới. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Nhiều kiểu, một đám tiểu hài tử, cái nào có chúng ta khi đó chơi đến mở. Tô Vân Chỉ chi tử, Tô Cửu Đạo, cười nói, hắn là Tô Vô Ưu cùng Tô Y Nhiên phụ thân, cùng Vũ Văn Thái Cực cùng thế hệ. Nhớ tới năm đó những sự tình kia, bọn họ đều cười, bầu không khí vô cùng nhẹ nhõm. Hôm nay, bọn họ chính là đến xem một trận thiết kế tốt phần diễn. Cái này cảnh phim, đem tông môn chí bảo, thiết kế một chút ban cho chính mình đệ tử, loại chuyện này, bọn họ lại không phải lần đầu tiên làm. Bỗng nhiên, ở giữa trầm mặc Vũ Văn Thái Cực nhìn một tuần, hỏi. Thánh Thành đâu? Nơi này người trẻ tuổi không nhiều, chỉ có Vũ Văn Thần Đô, Tô Vô Ưu cùng Tô Y Nhiên. Các ngươi gặp qua hắn không có? Vũ Văn Thái Cực hỏi Tô Vô Ưu cùng Tô Y Nhiên. Các nàng tỉ muội liếc nhau một cái, lộ ra có chút khẩn trương. Đang muốn biên soạn hoang ngôn tới, kết quả Vũ Văn quá dõi mắt chỉ riêng lạnh lẽo, nói. Khác muốn nói láo, nói thẳng. Mau nói, khác đi lêu lỏng. Tô Cửu Đạo vội vàng nói. Bọn họ một đám hồ ly, liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này hai tiểu cô nương khẩn trương. Sau đó, Tô Y Nhiên liền đem Quách Tiểu Phù, Lý Huyễn Thần, Lý Khinh Ngữ sự tình nói một lần. Hai người các ngươi thật sự là hồ nháo, vạn nhất Thánh Thành gặp nạn làm sao bây giờ? Tô Cửu Đạo quát lớn một tiếng. Cửu Đạo trước đừng tức giận, cũng không phải cái đại sự gì, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, chịu không nổi khi nhục, phát tiết một chút rất tốt. Vũ Văn Phụng Thiên vội vàng giảng hòa nói. Nói thật, hắn mới là sủng ái nhất Vũ Văn Thánh Thành người. Đúng đúng, hai người bọn họ đối phó một cái Lý Khinh Ngữ,
không có vấn đề gì, chơi chán đoán chừng liền trở lại. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Nói thật, bọn họ ngược lại không phải là lo lắng Vũ Văn Thánh Thành an nguy. Mà chính là loại chuyện này, nói thế nào đều có chút quá dữ tợn, không thích hợp số tuổi này Vũ Văn Thánh Thành. Nhưng là không nghĩ tới, Vũ Văn Thái Cực trực tiếp bóp nát ghế dựa tay vịn. Khai Thái, sắp xếp người ra ngoài, bắt hắn cho ta bắt trở về, giam lại 3 năm không cho phép ra khỏi cửa một bước. Vũ Văn Khai Thái nụ cười im bặt mà dừng. Đại ca, Thánh Thành thì chơi một chút, không cần đến. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền để Vũ Văn Thái Cực đen trắng đôi mắt nhìn lướt qua. Tốt, ta phái người đi tìm hắn. Vũ Văn Khai Thái trực tiếp đứng dậy, rời đi nơi này. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Kỳ thật ta có thể hiểu được Thái Cực, hắn đối Thánh Thành hy vọng rất cao, càng hy vọng hắn đem chú ý lực thả về việc tu hành, lấy thực lực đánh bại đối thủ, mà không phải dùng loại phương thức này đi trả thù. Thứ hai tông lão Tô Vân chỉ nói. Mọi người không có nhiều lời. Chuyện này không đáng thảo luận. Dù sao, Vũ Văn Thánh Thành tiếp đó, muốn làm 3 năm tù phạm. Trong góc, Vũ Văn Thần Đô ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Tô Vô Ưu nhìn. Thần Đô, người chớ nhìn ta như vậy, Thánh Thành những ngày qua quá oan uổng, ta chính là muốn vì hắn nhẹ nhõm. Tô Vô Ưu cúi đầu nói. Thì dùng cái này gieo xuống làm thủ đoạn, Vũ Văn Thần Đô thanh âm lạnh lẽo. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho hắn ra cơn giận này, về sau an tâm tu luyện sao? Tô Vô Ưu nói. Không lo, về sau đừng có lại ra vẻ thông minh, phỏng đoán tâm tư của ta, nếu không, chúng ta sẽ chỉ càng chạy càng xa. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục nhìn nàng. Đúng, ta đã biết. Tô Vô Ưu cắn cắn môi đỏ, nước mắt nhịn không được trượt xuống. Sự hận thù, tùy tâm sinh sôi. Xem hết một trận chiến này. Ta liền muốn đạp vào cảnh vực chi chiến chiến trường. Đến lúc đó, sinh tử khó liệu. Chết, thì tan thành mây khói. Sinh, thì một bước đạp thiên. Nếu ta có thể một bước đạp thiên, ngươi còn muốn đuổi theo ta, cũng đừng làm bực này chuyện xấu xa, để cho ta xem nhẹ ngươi. Vũ Văn Thần Đô nhắm mắt lại nói. Vâng, đầu nàng thấp hơn. Rất nhanh, mặt trời mới lên ở hướng đông. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường phía bắc. Truyền đến thanh âm ca ca. Nghe thanh âm này, hẳn là Thái Nhất Tháp đại môn mở ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người duỗi cổ, hướng về cái hướng kia nhìn qua. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường bên trong, chỉ là 2 tầng Thái Nhất Tháp hình chiếu, chân chính Thái Nhất Tháp, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến. Cái kia màu trắng tháp cao, tràn đầy 5 tháng tang thương dấu vết, khí thức cổ xưa từ đó truyền ra ngoài. Đại môn mở ra thời điểm, Lý Thiên Mệnh có loại ảo giác, giống như một cái hồng hoang thế giới, ngay tại mở ra cửa lớn. Nghe đồn, Thái Nhất Tháp chính là thượng thần sáng tạo, không phải một tòa tháp, mà chính là một kiện thần vật. Chỉ có đệ nhất tổ tiên, mới trưởng khống qua dạng này thần vật. Đây là Đông Hoàng Tông bảo tàng lớn nhất, Đông Hoàng Tông đệ tử, thể sống chết thủ vệ. Ca ca sẽ có cái gì đặc thù cảm giác sao? Khương Phi Linh hỏi. Lý Thiên Mệnh híp mắt, cảm thụ được vậy đến tự Thái Nhất Tháp khí tức. Quá yếu ớt, có thể muốn đến tầng thứ 3 mới biết được. Không chỉ là hắn thực ở đây 17 vị, đều là lần đầu tiên khiêu chiến Thái Nhất Tháp, cơ hồ đều tràn ngập chờ mong. Ca ca, có nắm chắc trở thành Thái Nhất đệ tử sao? Khương Phi Linh hỏi. Vậy phải xem Linh Nhi phát huy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói thật, tóc của nàng vung rất trọng yếu. Ta còn có một cái năng lực không có giải phong đâu, nhưng gần nhất có buông lỏng dấu vết. Khương Phi Linh nói. Thật sao? Lý Thiên Mệnh biểu thị, rửa mắt mà đợi. Đúng vào lúc này, Tô Chấn Tông lão quay người nói. Thái Nhất Tháp đã mở ra, các ngươi 17 người, theo ta tiến về Thái Nhất Tháp. Cái này mang ý nghĩa, Thái Nhất Tháp tranh phong, chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, vạn chúng cuồng nhiệt gieo hò, đinh tai nhức óc. Đây là một cái tôn trọng thực lực cùng thiên tài thế giới, tại võ đạo tranh phong bên trong, dẫm lên địch nhân trổ hết tài năng. Lấy vô địch tư thái trở thành Thái Nhất đệ tử, thì có thể có được trèo chống cùng kính nể. Tô Chấn Tông lão ra lệnh một tiếng, 17 vị tông lão đệ tử thân truyền tranh nhau chen lấn đuổi theo. Chú ý, vừa vào Thái Nhất Tháp, liền có thể thả ra cộng sinh thú. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thì đã đạt tới cái kia Thái Nhất Tháp trước mắt. Cái này Thái Nhất Tháp dưới, lại có một loạt 17 cái cửa lớn màu trắng, trách không được quyết ra 17 vị người tham chiến. Ngẩng đầu nhìn lên,
Thái Nhất Tháp nguy nga cao ngất, như cùng một cái cự nhân, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy tham chiến đệ tử. Làm Lý Thiên Mệnh bọn họ biến mất tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường thời điểm, 100.000 khán giả ánh mắt không có đuổi theo ra tới. Bọn họ ngược lại nhìn về phía chiến trường bên trong, cái kia hai tầng trời văn hình chiếu hiện tại không có một ai. Nhưng là bọn họ biết, kịch liệt nhất Thái Nhất Tháp tranh phong, lập tức liền sẽ tiến hành. 17 cái người tham chiến cùng bọn hắn cộng sinh thú, lập tức liền sẽ xông vào Thái Nhất Tháp, hiện ra tại thiên văn hình chiếu bên trong. Thời gian dường như đứng im, các đệ tử trừng to mắt, chờ lấy Tô Chấn tuyên cáo. Lý Thiên Mệnh, Vũ Văn Chấn Tinh tại phía trước quay đầu lại, ánh mắt của hắn huyết hồng, làm một cái cắt cổ động tác. Đúng vào lúc này, Tô Chấn Tông lão tuyên bố tranh phong bắt đầu. Ông, Vũ Văn Chấn Tinh đột nhiên ra tốc, lần thứ nhất xông vào Thái Nhất Tháp. Làm hắn sau khi đi vào, cánh cửa kia trực tiếp đóng lại. 17 tòa môn, 17 cái đệ tử. Siêu siêu siêu. Các đệ tử tranh nhau chen lấn, tuyển định một cánh cửa xông đi vào. Cái này cần nhanh chuẩn hung ác, bởi vì một khi hai người lựa chọn một cánh cửa, rất có thể sẽ có xung đột. Thái Nhất Tháp nội bộ bài trí, là bọn họ trưởng bối thiết kế, Vũ Văn Chấn Tinh tuyển định cánh cửa kia, khẳng định có đường tắt. Đáng tiếc, Vũ Văn Chấn Tinh một chút thì khóa chặt. Lý Thiên Mệnh đuổi không kịp hắn, nhưng là hắn để mắt tới khoảng cách gần hắn nhất Công Tôn Xí. Trực giác nói cho hắn biết, tuyển định cái nào tòa môn phi thường trọng yếu. Vũ Văn Chấn Tinh, Công Tôn Xí cùng Trần Kiêu Ký, bọn họ có trưởng bối nhắc nhở, khẳng định tuyển định lớn nhất chiếm tiện nghi. Linh Nhi, cạnh tranh tại vào cửa trước đó lại bắt đầu. Lý Thiên Mệnh không chút do dự, trực tiếp thi triển thiên chi dực cùng thời gian tràng, tăng tốc độ, một cái giảm tốc. Gia tốc chính mình, giảm tốc địch nhân. Ông, hắn ở cái này nháy mắt, bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Cái kia Công Tôn Xí, hóa thành một đạo hỏa quang phóng tới bên trái đếm thứ 8 tòa cửa lớn màu trắng. Ngay tại hắn sắp xông đi vào thời điểm, Lý Thiên Mệnh đột nhiên theo mặt bên đụng tới. Hắn căn bản không cùng Công Tôn Xí đụng nhau, mà chính là vượt qua hắn, vọt thẳng tiến thứ 8 tòa cửa lớn màu trắng. Công Tôn Xí chậm một bước. Trực tiếp đụng trong nháy mắt đóng lại trên cửa chính, kém chút đâm đến đầu rơi máu chảy. Lý Thiên Mệnh. Hắn gào thét một tiếng, vội vàng chuyển tới sát phách cửa lớn, lúc này mới có thể vào tràng. Nhưng là, ánh mắt của hắn hỏa hồng, đã lửa giận ngút trời. Hắn không nghĩ tới, bọn họ còn chưa bắt đầu đùa bỡn Lý Thiên Mệnh đâu, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp đoạt hắn đường tắt. Gan chó rất lớn, tiếp đó, để ngươi đem cuống họng khóc câm. Ba người bọn họ đều đã tại Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên trước mặt đánh cam đoan. Chỉ cần hai kiện chí bảo tới trước tay, tiếp đó, theo ngươi chậm rãi chơi. Hắn lại làm sao biết, đây bất quá là hôm nay, Lý Thiên Mệnh làm ra hết thảy bắt đầu. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường bên này. Mọi người đã thấy, người đầu tiên xông vào Thái Nhất Tháp bóng người, là Vũ Văn Chấn Tinh. Cái này mang ý nghĩa Thái Nhất tranh phong, chính thức bắt đầu. Vào Thái Nhất Tháp. Liền có thể thả ra cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh đoán chừng cái này Thái Nhất Tháp tầng thứ nhất, cùng tốc độ rất có quan hệ. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu xuất hiện, không chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn. Lý Thiên Mệnh xông vào Thái Nhất Tháp về sau, mãnh liệt ra tốc, hai con động vật nhỏ nắm chặt hắn quần áo, mặc cho cuồng phong theo trước mắt gào thét mà qua. Bọn họ non mịn lông tơ, nghênh phong bay múa. Huỳnh Hỏa có nhan trị gánh vác, nó dùng móng vuốt bắt lấy cấp thấp tọa kỵ Lý Thiên Mệnh. Trong gió sáng rõ ngã trái ngã phải, còn không quên dùng hai cánh bảo vệ chính mình kiểu tóc. Ong ong ong. Lúc này thời điểm, còn lại 16 người cơ bản đều tiến đến, cơ hồ tại đất đèn hỏa quang ở giữa, bọn họ cộng sinh thú, trên cơ bản đều theo cộng sinh không gian bên trong đi ra. Nhưng là Vũ Văn Chấn Tinh không có. Hắn xông tới về sau, không nói hai lời, thi triển tốc độ cao nhất xông về phía trước đi. Bất quá, theo sát tại Lý Thiên Mệnh sau lưng Trần Kiêu Ký. Lại ngồi ở cộng sinh thú, Lam Lân độc giác thú, trên lưng ngựa, hắn như cùng một cái tinh thần kỵ binh, khống chế chiến mã, trực tiếp chạy bốc lên. Lam Lân độc giác thú trùng phong lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Nói như vậy, Vũ Văn Chấn Tinh rất có thể là bởi vì, hắn cộng sinh thú thân thể to lớn, tốc độ lại chậm, mới không có phóng xuất ảnh hưởng tốc độ. Bọn họ rõ ràng đối cái này nội bộ bố trí hiểu rất rõ, mới có thể vừa mới tiến đến, liền biết muốn làm thế nào. Lý Thiên Mệnh quan sát bọn họ làm cái gì, chính mình thì làm cái đó, tuyệt đối sẽ không sai.
trước cạnh tranh cái kia hai cái chí bảo. Tầng thứ nhất này, thì có thượng phẩm địa cấp thần nguyên. Chớ nói thượng phẩm, Lý Thiên Mệnh liền địa cấp thần nguyên đều chưa thấy qua. Thiên chi rực chấn động, hắn giống như là một cái linh hoạt phi điểu, mượn nhờ thời gian chàng hướng về phía trước xông vào. Hắn phát hiện, toàn bộ thái nhất tháp tầng thứ nhất, có điểm giống là một cái tổ kiến. Tổ kiến bên trong, có bốn phương thông suốt thông đạo rất lớn, cơ bản thỏa mãn cộng sinh thú có thể ở bên trong chiến đấu. 17 tòa cửa lớn tiến đến, trước mắt phân biệt xuất hiện 17 cái lối đi, thông đạo hoàn toàn hay thay đổi, giao thoa ngang dọc, một mảnh hỗn loạn. Người bình thường vừa mới tiến đến hướng bên trong nhìn, căn bản không biết phía trước xuất khẩu, hoặc là mục đích ở nơi nào. Bổ sung lấy tầng này thái nhất tháp bức tường, có điểm giống là Khương Phi Linh không gian tường. Thông qua tường này thể, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn đến hắn khác thông đạo bên trong tất cả mọi người. Cái này gọi, vô hình khoáng, là một loại nắm giữ màu đen thiên văn kỳ quái khoáng thạch, hơi mờ, nhưng là cực kỳ cứng rắn, rất khó đánh vỡ. Khương Phi Linh nói, minh bạch. Nói cách khác, chỉ cần tuyển định một tòa cửa lớn, cũng chỉ có thể tại cửa ra vào thông đạo sông về phía trước đâm, phía trước có thể sẽ có rất nhiều chỗ ngã ba, nhưng nhất định có một cái mục đích cuối cùng. Cái kia mục đích cuối cùng, thì là tầng thứ nhất chí bảo chỗ. Đây là một tòa hơi mờ mê cung. Tại rất nhiều đệ tử vừa mới tiến đến, còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thiên Mệnh ánh mắt xuyên thấu vô hình khoáng bức tường, liền thấy Vũ Văn Chấn Tinh bọn họ đã một ngựa đi đầu. Vô hình khoáng là hơi mờ, không phải toàn trong suốt, quá xa phạm vi thì nhìn không thấy. Cho nên, bọn họ tạm thời không nhìn thấy mục đích. Nhưng là Lý Thiên Mệnh trong tay trái có con mắt thứ ba. Hắn lặng lẽ mở ra cái này cái thứ ba hai mắt màu đỏ ngòm, lấy con mắt này mở đường. Thấy được, thái nhất tháp tầng thứ nhất rất lớn, nội bộ vô hình khoáng hình thành thông đạo hết sức phức tạp, hình dáng như tổ kiến. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh con mắt thứ ba. Hắn ánh mắt xuyên thấu đại lượng vô hình khoáng, thấy được thái nhất tháp nơi hẻo lánh chỗ có một cái màu đen hình cầu. Cái kia hẳn là trang lấy thần nguyên vật chứa. Kỳ danh là, thần nguyên cầu. Thần nguyên cầu cũng là linh quảng chế tạo, cùng loại thú binh, bảo vệ được thần nguyên hiển nhiên không có vấn đề. Cướp đoạt đến thần nguyên cầu, chẳng khác nào đạt được chí bảo, đoạt đến thần nguyên. Chỉ có một con đường, có thể thông hướng thần nguyên cầu. Vũ Văn Chấn Tinh bọn họ. Rõ ràng biết thông đạo. Chí ít Lý Thiên Mệnh nhìn đến, Vũ Văn Chấn Tinh cùng Trần Kiêu Ký tiến lên phương hướng, trực tiếp chỉ hướng thần nguyên cầu, mà những người khác tựa hồ còn đang nghi ngờ tiến lên giai đoạn. Nếu không phải mình chiếm trước Công Tôn Xí thông đạo, đoán chừng Công Tôn Xí cũng đuổi kịp bọn họ. Quá không công bằng, cái này không phải liền là chí bảo dự định sao? Khương Phi Linh tức giận nói. Tại Trầm Uyên đấu thú, thì từng chịu đựng một lần chuyện như vậy, bọn họ đương nhiên khó chịu. Chờ xem. Lý Thiên Mệnh xem thường loại thủ đoạn này, bọn họ vốn là thực lực cường đại, còn không đường đường chính chính, xác thực gọi người xem thường. Hắn khó chịu, cho nên tốc độ càng nhanh. Siêu siêu siêu. Hắn có con mắt thứ ba mở đường, coi như trước đó không biết đường tuyến, nhưng là chính hắn lại có thể tại trong thời gian rất ngắn, tại cái này bốn phương thông suốt tổ kiến trong thông đạo, tìm tới một đầu gần nhất đường. Ban đầu vốn thuộc về Công Tôn Xí thông đạo, có con mắt thứ ba. Phải biết cái thông đạo này không khó. Lý Thiên Mệnh tốc độ nhanh đến kinh người, tin tưởng Đông Hoàng đệ nhất chiến trường phía trên, rất nhiều người đều có thể nhìn đến, hắn cơ hồ cùng Vũ Văn Chấn Tinh, Trần Kiêu Ký kề vai sát cánh. 17 người bên trong, Trần Kiêu Ký khống chế Lam Lân độc giác thú, giống như một đạo chói mắt tinh quang, hướng về thần nguyên cầu phóng đi. Hắn cộng sinh thú có đất dụng võ, thậm chí so Vũ Văn Chấn Tinh đều nhanh hơn một chút. Đạp đạp, tuấn mã lao vụt. Gào thét mà qua. Đệ tử khác tuy nhiên đều tại hướng phía trước, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ đi nhầm đường, như là bước vào mê cung bên trong. Vô hình khoáng tuy nhiên hơi mờ, nhưng ít ra muốn một chút dựa vào gần một chút, mới có thể nhìn đến thần nguyên cầu tồn tại, đại đa số người bị nhốt ở bên trong, quả thực như con ruồi không đầu. Nhanh! Huỳnh Hỏa lại vào chơi, nó dường như cũng khống chế lấy tuấn mã, đi tới trên đại thảo nguyên, nghênh phong phấp phới. Ông! Có Khương Phi Linh cùng một chỗ phối hợp, thiên chi rực chấn động càng lúc càng nhanh. Vù vù, Lý Thiên Mệnh rất nhiều một ngựa đi đầu chi thế. Khả năng Vũ Văn Chấn Tinh trường bối của bọn hắn, hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao Lý Thiên Mệnh cũng cùng sự tình biết trước đường đi giống như, từ đầu tới đuôi, một lần đều không có đi nhầm. Ngược lại là Công Tôn Xí bị cướp thông đạo,
sau khi đi vào một mặt mơ hồ, bỏ ra tốt đại công phu mới tìm được đường đi, đã mất đi tiên cơ. Khi bọn hắn từ khác nhau thông đạo, dần dần hội tụ vào một chỗ, hướng về cái kia thần nguyên cầu phát động xông vào thời điểm, bên ngoài 100.000 người xem, tâm đều đã nâng lên cổ họng. Đến cùng ai có thể đạt được cái thứ nhất chí bảo? Lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ công bố. Lý Thiên Mệnh lộ trình vẫn là muốn lâu một chút. Bọn họ lập tức muốn đụng vào nhau. Nhanh nhất là Lý Thiên Mệnh cùng Trần Kiêu Ký, liền Vũ Văn Chấn Tinh đều ở phía sau một chút. Hắn khổ người quá lớn, tốc độ xác thực không phải hắn cường hạng. Trần Kiêu Ký cùng Thiếu Tông chủ cạnh tranh cái thứ nhất chí bảo. Khẳng định có biến hóa khác. Ngay tại ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi ngày hôm đó văn hình chiếu chí bảo phụ cận thời khắc, Lý Thiên Mệnh sớm liền thấy, Trần Kiêu Ký khống chế Lam Lân độc giác thú, ngay tại theo mặt bên thông đạo đánh tới. Oanh! Hai người thông đạo, trực tiếp hội tụ vào một chỗ. Cút! Đúng vào lúc này, Trần Kiêu Ký tay cầm tinh thần trường thương, nhắm ngay Lý Thiên Mệnh, theo mặt bên lao nhanh va chạm mà đến. Một đạo chướng mắt tinh quang, hoa phá thiên địa. Một cái mũi thương, trong nháy mắt diễn hóa vì ngôi sao đầy trời. Ngôi sao đầy trời hóa thành vô số điểm sao, mỗi một cái điểm sao, đều là đòn công kích chí mạng. Cùng lúc đó, hắn cộng sinh thú Lam Lân độc giác thú, trên thân bộc phát ra sáng chói lam sắc quang mang, hóa thành một khỏa to lớn ngôi sao, trên đầu độc giác giống như ngự thú sư trong tay tinh thần trường thương một dạng bén nhọn sắc bén. Linh nguyên thần thông, tụ tinh thần quang, mà tinh vẫn lạc. Hai loại khác biệt linh nguyên thần thông, tiếp liền thi triển. Phối hợp Trần Kiêu Ký, tinh thần vẫn lạc trùng phong quyết, một người một ngựa, gào thét mà đến. Hắn hoàn toàn không có chạy thần nguyên cầu đi, hắn tất cả công kích, đều là hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà đến. Rất hiển nhiên, hắn không muốn cùng Lý Thiên Mệnh cạnh tranh tốc độ, hắn càng không sợ bởi vì chiến đấu, ngao cỏ đánh nhau, để ngư ông đắc lợi. Bởi vì, nhiệm vụ của hắn, vốn chính là vì Vũ Văn Chấn Tinh, dọn sạch chướng ngại. Trong lúc nhất thời, thần thông thú pháp chiến quyết thi triển, đến từ quy nhất cảnh tầng thứ 8 uy hiếp, mang tới chính là nguy cơ sinh tử. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, Vũ Văn Chấn Tinh cũng đi tới cái thông đạo này phía trên. Nhưng, hắn chỉ là cười lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Tại Trần Kiêu Ký trùng sát Lý Thiên Mệnh thời điểm, hắn vượt qua chiến trường, vọt thẳng hướng thần nguyên cầu. Bị ổi! Lý Thiên Mệnh đã không có thời gian. Mấu chốt là, Trần Kiêu Ký căn bản sẽ không cho hắn tiếp tục đuổi phía trên cơ hội. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mãnh liệt giải quyết hết cái phiền toái này. Lý Thiên Mệnh, thì ngươi cũng muốn đoạt Chấn Tinh đồ vật, ngươi là đến khôi hài a. Trần Kiêu Ký quy nhất cảnh tầng thứ 8 quy nhất khí chàng triệt để bạo phát, như cùng một vùng ngân hà, cái kia Lam Lân độc giác thú tốc độ càng thêm hung mãnh, đã đụng vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Giống, miêu miêu ngay đầu tiên, hóa thành đế ma hỗn độn. Ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hỗn độn điện cầu. Cái kia cuồng bạo to lớn tia chớp màu đen bóng, dán vào thông đạo dẫn bạo. Ầm. Điện xà lăn lộn thời khắc, một đạo tinh quang xuyên ra. Chết. Trần Kiêu Ký trường thương đâm về Miêu Miêu ánh mắt. Hắn dưới hông Lam Lân độc giác thú lân giáp phía trên tinh thần quang mang, cơ hồ che đậy rất nhiều người ánh mắt. Một khi nó độc giác đâm tới, đủ để đem Miêu Miêu đâm xuyên. Chỉ là bọn họ muốn công kích Miêu Miêu, còn phải hỏi một chút Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa có đáp ứng hay không. Càng muốn hỏi một chút, Miêu Miêu chính mình có thể đáp ứng hay không. Nó ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, vô số tia chớp lôi đình ở tại bên người hội tụ thành vì chín đầu lôi đình cự xà, cái kia màu đen lôi đình cự xà quấn quýt lấy nhau, trực tiếp trùng kích ra ngoài. Lối đi này cũng không tính cực sự rộng rãi, mà cái này thần thông hỗn độn thiên kiếp, cũng đã đem hơn phân nửa thông đạo phong bế. Đùng đùng, sao không dứt? Mấy triệu màu đen lôi đình bao phủ mà qua, trực tiếp cắt đứt Lam Lân độc giác thú trùng phong. Nhìn bên này, Huỳnh Hỏa xuất quỷ nhập thần xuất hiện, phần thiên vũ linh vừa ra, làm cho cái kia Trần Kiêu Ký chỉ có thể hướng một bên khác né tránh. Không biết sống chết. Trần Kiêu Ký tự nhận là thực lực rất mạnh, hắn là rất số ít quy nhất cảnh tầng thứ 8, ngoại trừ 4 vị thái nhất đệ tử, hắn thực lực bài danh chỉ ít trước 5. Cái này 17 vị đối thủ. Hắn cũng chỉ thần phục Vũ Văn Chấn Tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn qua hắn tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường biểu hiện, xác thực một người một ngựa, trùng phong chi sát, đại sát tứ phương. Nhưng là, hiện tại có thể không nhất định. Người nói, người nào không biết sống chết. Thiên chi dực chấn động phía dưới, Lý Thiên Mệnh tay cầm Hắc Minh Long Kiếm, hóa thành màu đen huyễn ảnh,
trực tiếp thẳng hướng Trần Kiêu Ký. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu từ hai bên trái phải hai phe thẳng hướng đối thủ. 3-2. Có lúc, cũng là dễ chịu. Huỳnh Hỏa thủ đoạn nhiều nhất, thần thông cùng chiến quyết liên tiếp sử dụng, nhìn như lớn nhất nhỏ bé, nhưng là nó tựa như là sát thủ, để Trần Kiêu Ký cùng Lam Lân độc giác thú vô cùng đau đầu. Câu hồn nhất trảo coi như xong, còn có nghịch thần kiếm ý. Phốc phốc. Dù là Trần Kiêu Ký có tinh quang áo giáp, trên bờ vai vẫn chịu Huỳnh Hỏa, một kiếm. Một kiếm kia, máu thịt be bét. Chờ hắn nổi giận về truy, Huỳnh Hỏa đã bỏ trốn mất dạng, trốn đến Miêu Miêu sau lưng đi. Trần Kiêu Ký, bên này. Ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Ánh mắt của hắn bên trong ý chí, cường hãn mà nổ tung, chỉ nhìn một chút, liền có kinh tâm động phách cảm giác. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. 10.000 kiếm tu luyện, chống đỡ lấy Lý Thiên Mệnh đem một chiêu này, thi triển đến đăng phong tạo cực trình độ. Một kiếm kia phủ đầu chém xuống. Trần Kiêu Ký hét lớn một tiếng, theo Lam Lân độc giác thú phía trên nhảy dựng lên, nhất thương ngút trời. Chỉ là con ruồi, cũng dám mất mặt xấu hổ. Tại hắn kêu gào thời điểm, đáp lại hắn, là Lý Thiên Mệnh một kiếm này bạo phát. Phá! Một kiếm, sơn hà phá. Cái kia Hắc Minh Ma Long kiếm khí, mang theo nghịch thần kiếm ý, còn có Lý Thiên Mệnh lôi đình hỏa diễm song trọng lực lượng, tăng thêm phụ linh bạo phát, chém xuống một kiếm. Ầm! Một kiếm này khủng bố, để Trần Kiêu Ký trường thương trực tiếp chịu không được, đập vào ót của hắn phía trên, loảng xoảng một tiếng, nện đến hắn đầu váng mắt hoa. 3. Hắn mới từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, cả người lập tức nện trở về, đâm vào Lam Lân độc giác thú trên thân. Mà lúc này, cái kia Lam Lân độc giác thú bị Miêu Miêu phốc trên mặt đất, cái kia điện kiếm chi nha trực tiếp cắn lấy trên cổ. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe. Ngươi ăn cỏ, còn dám cùng chúng ta những thứ này ăn thịt rỗi, Miêu Miêu, cắn chết nó. Huỳnh Hỏa thừa dịp Miêu Miêu đè lại đối thủ, trong tay cánh, lấy thiên địa nhân tam sát kiếm, tại cái kia Lam Lân độc giác thú trên thân đâm ra 10 cái lỗ máu. Mẹ nó, da thật dày. Một trận này đâm, để Huỳnh Hỏa hai cánh đều run run, còn tốt tiến hóa huyền hoàng dực. Đây chính là 24 tinh điểm cấp 2 thánh thú, quá củi bắp. Bọn họ một trận trà đạp, cái kia Lam Lân độc giác thú giận tím mặt, còn muốn giãy giụa phản kháng, kết quả để tiểu hoàng gà câu hồn nhất trảo, giết tại dưới hông, nhất thời ngao ô một tiếng, đàng hoàng. Còn ngang sao? Tiểu hoàng gà cười hắc hắc, trở thành Lam Lân độc giác thú ác mộng. Một trảo này, xác thực câu hồn. Nói thật, Trần Kiêu Ký đứng lên, vừa thấy cảnh này, đã tròn mắt tận nứt. Tinh hán. Đây là hắn cộng sinh thú tên. Vừa mới hô xong, uy hiếp từ trên trời hạ xuống rơi. Trần Kiêu Ký sắc mặt đại biến, không có binh khí về sau, vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể thi triển, sao băng trưởng. Phốc phốc. Một thanh hắc kiếm, theo bàn tay của hắn xuyên qua. A. À, Trần Kiêu Ký phát ra kinh thiên kêu thảm, thống khổ, phẫn nộ. Lửa giận ngút trời nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi chết chắc. Lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh vào mặt của hắn phía trên, trực tiếp nện đến hắn khuôn mặt đều cơ hồ lõm vào. Ngậm miệng lại. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó chấn động thiên chi dực, trực tiếp lao ra chiến trường. Đi. Đi ngang qua thời điểm, mang đi Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Tiếp đó, hướng về Vũ Văn Chấn Tinh phương hướng điên cuồng đuổi theo. Tuy nhiên nghiền ép đánh tan Trần Kiêu Ký, nhưng cũng làm trễ nải thời gian, Vũ Văn Chấn Tinh thừa dịp này thời gian, cũng sớm đã đến gần vô hạn thần nguyên cầu. Cuộc chiến đấu này, phát sinh ở đất đèn hỏa quang ở giữa. Làm Trần Kiêu Ký thê thảm đứng lên, đau đến động kinh, nước mắt chảy ngang, làm hắn cộng sinh thú, còn tại trên mặt đất lăn lộn thét dài thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã biến mất tại trước mắt hắn. Trần Kiêu Ký thở hổn hển. Lý Thiên Mệnh. Người nhất định phải chết, người nhất định phải chết. Hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này vô năng phẫn nộ. Thanh âm một chút hô lớn một chút, lôi kéo đầu lưỡi, lại đau đến phải hắn nhe răng trợn mắt. Người thế nào? Cho đến lúc này, Công Tôn Xí mới đuổi theo, thấy được hắn thảm trạng. Quả thực, vô cùng thê thảm. Bị Lý Thiên Mệnh, đánh lén, Trần Kiêu Ký cứng ngắc lấy ra đầu nói. Người cũng quá phế đi đi. Công Tôn Xí im lặng nói, đây cũng quá mất mặt. Bị đánh thành dạng này. Ngươi tốt ý tứ nói, ngươi ngay cả mình thông đạo đều không giữ vững, bằng không, ta không cần ngăn cản hắn. Trần Kiêu Ký phẫn nộ nói. Được rồi,
chớ tổn thương huynh đệ chúng ta hòa khí, chính sự trọng yếu, mau đuổi theo đi. Công Tôn Xí nói xong, tăng nhanh tốc độ. Ngươi đừng xem thường Lý Thiên Mệnh, chờ ngươi gặp phải hắn ngươi sẽ biết, Trần Kiêu Ký cắn răng nói. Công Tôn Xí đã đi xa, nhưng hắn vẫn là nở nụ cười. Cái gì đó, coi như Lý Thiên Mệnh rất có bản lĩnh, ta cũng sẽ không bị đánh đến chật vật như vậy. Mà lại, sinh tử giao phong, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Tại phía sau hắn, Trần Kiêu Ký đứng lên, để Lam Lân độc giác thú trước quay về cộng sinh không gian bên trong nghỉ ngơi, hắn thì cắn răng đuổi theo. Đến mức trên tay cùng trên mặt thương thế, tạm thời chỉ có thể sử dụng linh túy trước thoa ngoài ra uống thuốc một chút, tạm thời khẳng định đối với chiến đấu lực sinh ra ảnh hưởng to lớn. Thậm chí, ảnh hưởng tới tốc độ, liền Hoàng Phủ Phỉ Phỉ, thượng quan Gia Ý bọn người, đều vượt qua hắn. Trần Kiêu Ký hận a. Hắn biết, người bên ngoài khẳng định đều nhìn trận chiến đấu này. Sẽ có nhiều mất mặt, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chỉ sợ một thời gian thật dài, hắn đều không cách nào ở bên ngoài ngẩng đầu lên. Ngươi nhất định muốn kiên trì đến tầng thứ ba, Lý Thiên Mệnh. Duy chỉ có giết hại, mới có thể để cho hắn chút xuống cái này một thân tức giận. Lý Thiên Mệnh hung mãnh đánh tan Trần Kiêu Ký, cơ hồ tương đương tại dẫm lên Trần Kiêu Ký, truy hướng Vũ Văn Chấn Tinh tình cảnh này, chính hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đã tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều tâm tình người ta khẩn trương kích động, ào ào đứng lên, cản trở đằng sau tầm mắt của người, không khỏi gây nên từng đợt rối loạn. Võ đạo thế giới, dùng võ đấu vi tôn, loại tầng thứ này thiên tài tranh phong, đủ để tạo thành rất nhiều trong hàng đệ tử tâm cuồng nhiệt. Bọn họ trừng to mắt, nhìn lấy cái kia Trần Kiêu Ký bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép đánh tan. Quy nhất cảnh tầng thứ 8, cứ như vậy ngã trên mặt đất nôn ra máu, liền hắn cộng sinh thú, đều thê thảm rên rỉ. Cái này có thể cùng dự đoán của tất cả mọi người cũng khác nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường khán giả, đa số đều hít một hơi lãnh khí, sắc mặt ngốc trệ, hai mặt nhìn nhau. Ta tính ra thiếu tông chủ sẽ có tiến bộ, có thể cùng Trần Kiêu Ký thế lực ngang nhau, không nghĩ tới, còn là xem thường hắn. Thanh Long kiếm phong bên này, Viên Hồn Thiên lắc đầu cười khổ một cái. Thật là đáng sợ, mọi người đều biết hắn rất nghịch thiên, đều làm tốt hắn có thể ngạnh kháng Trần Kiêu Ký chuẩn bị. Kết quả, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng càng nghịch thiên. Cốc Phú trong hai mắt, đã tràn đầy ý sùng bái. Một trận chiến này, để Thanh Long kiếm phong các đệ tử reo hò lên, thậm chí bắt đầu hô hoán Lý Thiên Mệnh tên. Chiến đấu nhiệt huyết, chính là như vậy khiến người ta cuồng nhiệt. Như Viên Hồn Thiên cùng Cốc Phú một dạng ý nghĩ người, kỳ thật nhiều vô số kể. Bọn họ không có khả năng làm Lý Thiên Mệnh là tầm thường, khai chiến trước đó, đều biết hắn nhất định có đột phá mới, chỉ là không nghĩ tới, hắn so trái tim tất cả mọi người bên trong dự tính, vẫn muốn phía trên một cái cấp độ. Nói ngắn gọn, tâm lý không muốn rung động, cái kia đều không có cách nào. Hôm nay còn có rất nhiều Lý Thị Thánh tộc người quan chiến, từ Lý Huyền Nhất, Lý Diễm Sinh, Lý Uẩn Đình, Lý Huyền Hà bọn người dẫn đội, bọn họ co đầu rút cổ tại chiến trường trong góc, trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này. Hắn trước đó không lâu, mới liều chết đánh bại Huyễn Thần, hiện tại nghiền ép đánh tan Trần Kiêu Ký, cái này tiến bộ. Lý Huyền Nhất quả thực hít một hơi lãnh khí. Nhìn lại, Lý Thị Thánh tộc đa số người sắc mặt đều tương đối khó nhìn. Dù sao, bọn họ đã sớm không phục tùng chí tôn huyết mạch. Năm kiếp luân hồi chi thể, thật sự là nghịch thiên, chúng ta có phải làm sai hay không? Lý Huyền Hà sắc mặt trắng bệch nói. Hắn là sớm nhất nhận biết Lý Thiên Mệnh, hắn càng rõ ràng. Lý Thiên Mệnh đánh bại hắn nhi tử Lý Lăng Hà thời điểm, thực lực đại khái tại cái gì tầng thứ? Đây không phải thiên tài tiến bộ, đây là thần bay qua. Chờ hắn có thể còn sống rời đi Thái Nhất Tháp rồi nói sau. Lý Huyền Nhất cắn răng nói, hắn biết có một chuyện khẳng định sắp xảy ra, nhưng là hắn cô dám nói. Có thể, nếu là hắn có thể thành Thái Nhất đệ tử, chúng ta nói thế nào, đều phải ủng hộ hắn. Lý Uẩn Đình giận dữ nói. Hắn đã, tâm phục khẩu phục. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng, Vũ Văn Thế Gia sẽ bỏ mặc hắn trưởng thành? Lý Huyền Nhất âm dương quái khí mà nói. Nói như thế, nhưng dù sao có Thanh Long Diệp Gia che chở hắn, một khi hắn trở thành Thái Nhất đệ tử, thân phận địa vị cao, vậy thì không phải là Vũ Văn Thế Gia tùy tiện có thể giết. Thái Nhất đệ tử, đó cũng không phải là đùa giỡn. Giết chết Thái Nhất đệ tử, có thể giết một cái tông lão còn nghiêm trọng. Lý Diễm Sinh nói. Ta cảm thấy... Nhìn ra được hắn tiến bộ rất lớn,
nhưng là có hay không có thể tại Vũ Văn Chấn Tinh trong tay sống sót, đều có lo lắng. Chớ nói chi là muốn khiêu chiến bốn cái thái nhất đệ tử. Hắn muốn trở thành thái nhất đệ tử, đơn thuần nằm mơ đi. Lý Huyền Nhất sắc mặt khó coi nói. Chỉ có nói như vậy, trong lòng của hắn mới dễ chịu một chút. Nội tâm của hắn mới sẽ không nói cho chính mình, Lý Thiên Mệnh thiên tài quật khởi, để hắn cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng. Cũng thế, hãy chờ xem, Lý Diễm Sinh nói. Lúng túng là, bên cạnh còn có không ít người trước tới chúc mừng bọn họ Lý Thị Thánh Tộc, Lý Huyền Nhất còn phải từng cái ứng đối, thật là cảm thấy khó chịu. Phóng tầm mắt nhìn tới, 10 trong vạn người, chỉ ít có 7 vạn người tại tán thưởng Lý Thiên Mệnh hoành không xuất thế. Loại thiên tài này, không tại khiêu chiến đối thủ, mà ở chỗ không ngừng đột phá sự tưởng tượng của mọi người lực cực hạn. Ngoại trừ nhìn mà than thở, ta không biết nói cái gì. Thanh Thần Sơn đại điện bên trong, Diệp Thanh Tông lão cười khổ. Kế tiếp còn có trò vui, từ từ xem đi. Diệp Thiếu Khanh đã chuyển rời đến bên này, làm vì sư tôn, hắn đương nhiên tự hào. Lần này sau khi kết thúc, làm sao đều phải bảo vệ hắn. Diệp Thanh nói. Không có vấn đề. Cha, chuyện của đại ca. Diệp Vũ Hề đứng ở phía sau, có chút đau đầu hỏi. Hắn làm ra lựa chọn, tùy hắn đi đi. Diệp Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thiên Long đầu phục Vũ Văn Thái Cực, những ngày này còn không ngừng muốn thuyết phục bọn họ, lọt vào cự tuyệt về sau, cái kia một bộ đau lòng bóp cổ tay, đem người nhà làm ngu ngốc ánh mắt, xác thực làm lòng người rét lạnh. Sau cùng Diệp Thanh đem hắn đuổi ra khỏi Thanh Thần Sơn. Vũ Hề, chúng ta làm ra lựa chọn, nên chẳng sợ hãi, kiên trì tới cùng. Diệp Thiếu Khanh nói, cần ngươi nói, ta mới không muốn làm chó săn. Diệp Vũ Hề trợn mắt một cái. Bọn họ không biết, Lý Thiên Mệnh biểu hiện như vậy, sẽ khiến Phụng Thiên Sơn, đại điện bên kia như thế nào chấn động. Nhưng lường trước, chỉ ít Trần Kiêu Ký cha Trần Nam Thiên sắc mặt sẽ không dễ nhìn. Kế tiếp, sắc mặt nhìn không tốt người, hiển nhiên sẽ càng nhiều. Vạn chúng reo hò, tiếng người huyên náo bên trong, thái nhất tháp tranh phong đến khẩn trương nhất thời khắc. Mọi người đều trừng to mắt, nhìn lấy Vũ Văn Chấn Tinh đến gần vô hạn thần nguyên cầu. Mà cái kia Lý Thiên Mệnh, tuy nhiên bị Trần Kiêu Ký ngăn cản, nhưng là hung mãnh đuổi theo, hắn là không có thể đuổi kịp Vũ Văn Chấn Tinh, hiển nhiên rất có lo lắng. Đằng sau còn có mấy cái kẻ rượt đuổi. Tại Thiên Chi Dực phi nhanh bên trong, Lý Thiên Mệnh đã thấy cái kia Vũ Văn Chấn Tinh bóng lưng. Hắn càng nhìn đến, thần nguyên cầu thì tại phía trước một cây trụ phía trên. Ông! Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, xuyên thẳng qua thông đạo, lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh! Trong tay tà ma liền xông ra ngoài, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, chỉ cần tại tà ma có thể đến tới phạm vi, nó liền có thể trong nháy mắt biểu bắn đi ra. Cút đi! Vũ Văn Chấn Tinh không quay đầu lại, nhưng lại cười lạnh một tiếng. Ngay tại cái này đột nhiên ở giữa, một đầu huyết sắc cự thú, theo hắn trên thân vọt ra, trực tiếp nắm giữ thông đạo, ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Cái kia đồng dạng là một đầu thao thiết cự thú. Cái này cự thú, so với bát tí thao thiết còn lớn hơn 1/3, toàn thân đều là lớp vảy màu đỏ ngòm, một trương huyết bồn đại khẩu càng thêm to lớn. Cái kia đại trong miệng, hết thảy có 5 hàng hàm răng, như là cá mập, một vòng tiếp lấy một vòng, tùy thời đều có thể xé rách đối thủ. Cái này lớp vảy màu đỏ ngòm vừa thô lại dày, xem ra hoàn toàn là cái máy móc chiến đấu, nhất là một đôi hai mắt đỏ bừng, còn có cái kia thon dài, mang theo gai nhọn cái đuôi, như cùng một cái trường thương, hiển nhiên càng thêm dữ tợn. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, trong ánh mắt của nó, hết thảy có 33 cái điểm sao. Đây là tam giai thánh thú. Tam giai thánh thú, tuyệt đối là toàn bộ thái nhất tháp phạm vi bên trong, cấp bậc cao nhất thánh thú cộng sinh thú. Cái này một đầu cự thú, tên là Huyết Ma Thao Thiết. Huyết Ma Thao Thiết chính là bộ tộc này tuyệt đối sát thủ, hung tàn mà dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, xem ra cùng hung thú hoàn toàn tương tự. Thậm chí, so hung thú cũng còn muốn hung tàn, khát máu. Cái kia Huyết Ma Thao Thiết vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, há miệng phun một cái, ngọn lửa màu đỏ ngòm cuốn tới, quả thực ùn ùn kéo đến. Ngọn lửa màu đỏ ngòm kia không nóng rực, mà là phi thường âm lãnh, thiêu ở trên người, quả thực cùng hồn linh đều muốn bị thiêu hủy giống như, cực kỳ đáng sợ. Có cái này tam giai thánh thú ngăn cản, Lý Thiên Mệnh triệt để đã mất đi cơ hội. Làm đối phương thi triển linh nguyên thần thông trong nháy mắt, Vũ Văn Chấn Tinh liền đã xuất hiện tại thần nguyên cầu trước mắt, một tay nắm lấy thần nguyên cầu,
sau đó bỏ vào chính mình tu di giới chỉ bên trong. Tầng thứ nhất chí bảo, tới tay. Vũ Văn Chấn Tinh vô cùng hưng phấn. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh đánh bại Trần Kiêu Ký bên ngoài, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Tầng thứ nhất chí bảo tới tay, với hắn mà nói rất quan trọng, nói thật, Trần Kiêu Ký tuy nhiên rất nhanh bị đánh tan, nhưng là hắn tuyệt đối lập công lớn. Không phải vậy lấy cái này Lý Thiên Mệnh biến thái tốc độ, còn thật có khả năng để hắn nhặt được đại tiện nghi. Hiện tại chí bảo tới tay, rõ ràng thoải mái hơn. Tất cả mọi người nhìn đến, hắn Vũ Văn Chấn Tinh nhẹ nhõm cầm tới chí bảo. Vũ Văn Chấn Tinh còn đang suy nghĩ, muốn hay không tại chỗ ngược Lý Thiên Mệnh một trận, đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một đạo đại môn mở ra, vừa rồi để đó thần nguyên cầu cây cột đột nhiên lên cao, trực tiếp cắm lên đỉnh đầu cửa lớn. Huyết U, trở về. Tại Vũ Văn Chấn Tinh kêu gọi phía dưới, huyết ma thao thiết vừa mới ép ra Lý Thiên Mệnh, liền xoay người lấy như núi cao thân thể khổng lồ, phóng tới Vũ Văn Chấn Tinh. Sau đó, phút chốc trở lại Vũ Văn Chấn Tinh cộng sinh không gian bên trong. Tầng thứ nhất chí bảo đã tới tay, đối Vũ Văn Chấn Tinh tới nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là tầng thứ hai. Triệu hồi huyết ma thao thiết về sau, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn thoáng qua đuổi theo tới Lý Thiên Mệnh, ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Sau đó dựa vào cái kia cây cột xông tới, trực tiếp đạp vào thái nhất tháp tầng thứ hai. Làm thân ảnh của hắn vừa biến mất thời điểm, Lý Thiên Mệnh mới truy đến phía dưới. Tức giận a, bảo bối của lão tử để cái này con lừa chọc cướp đi. Huỳnh Hỏa táo bạo nói ra, đã lửa giận ngút trời. Lần sau đuổi kịp hắn, đoạt tới chính là. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, trực tiếp đuổi theo, bước vào thái nhất tháp tầng thứ hai. Lý Thiên Mệnh biết. Cũng không có quy tắc nói rõ, nếu có người đạt được thông quan khen thưởng, những người khác không thể tranh đoạt. Trên thực tế thái nhất tháp tranh phong trong lịch sử, rất nhiều người trước lấy được chí bảo, về sau bị cướp đi, chỉ cần tại thái nhất tháp bên trong, đều chắc chắn. Cho nên nói, thái nhất tháp tranh phong không có đơn giản như vậy, đoạt đến bảo vật là một chuyện, có thể hay không giữ vững là một chuyện khác. Có thể giữ vững, có lúc mới tính tránh thức cường đại. Mặc dù nói đệ nhất dạng chí bảo bị Vũ Văn Chấn Tinh tiên cơ lấy được, nhưng Lý Thiên Mệnh tâm cảnh cũng không nhận được ảnh hưởng. Thái nhất tháp tranh đấu, cũng liền đi qua 1/3. Công Tôn Xí cái thứ ba đến, hắn trực tiếp lên tầng thứ hai, sau đó còn có Hoàng Phủ Phỉ Phỉ, Thượng Quan Gia Ý, còn có Kiên Trì xông tới Trần Kiêu Ký. Sau đó còn có hai người, theo thứ tự là Triệu Tinh Dịch cùng Giang Huyền Không, bọn họ lục lọi nửa ngày, rốt cuộc tìm được bên này. Những người khác còn vây ở thái nhất tháp tầng thứ nhất. Chỉ bất quá, hai người này đều là quy nhất cảnh đệ thất trọng, so trước đây đi lên còn lại mấy cái muốn yếu một ít. Còn có bốn cái quy nhất cảnh tầng thứ tám, còn vây ở thái nhất tháp vô hình khoáng bên trong, hoàn toàn không biết nên đi hướng nào. Thần nguyên cầu đã bị đoạt đi, bọn họ càng không mục tiêu. Nói thật, rất nhiều người cũng đã nhìn ra cái này thái nhất tháp tranh phong vô sỉ chỗ. Ngay từ đầu liền biết lộ tuyến người. Chẳng những có thể dễ dàng đến tầng thứ nhất chí bảo, còn có thể càng nhanh hơn tầng thứ hai. Mà những người khác, mới vừa mới bắt đầu tại trong mê cung tìm tòi đâu, chí bảo liền không có. Chỉ có một thân thực lực, có làm được cái gì? Lý Thiên Mệnh vừa xông lên tầng thứ hai thời điểm, bất ngờ phát hiện trước mắt đều là nồng đậm xương trắng, cái gì cũng không thấy. Chỉ có Vũ Văn Chấn Tinh ở trước mặt hắn. Hắn sử dụng con mắt thứ ba. Ngược lại là có thể thấy rõ ràng khu vực phụ cận, nhưng Vũ Văn Chấn Tinh đã không ở phụ cận đây. Bất quá may mắn, đến đón lấy sương mù dày đặc dần dần tiêu tán. Sương mù dày đặc còn không có tan hết thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền nhìn đến Công Tôn Xí cũng đã vào tới tầng thứ hai. Trừ hắn ra, còn có một đôi tình lữ, thoạt nhìn là một đôi bích nhân, trai tài gái sắc, khí chất cao nhã, cùng Vũ Văn Chấn Tinh, Công Tôn Xí bọn người có chút không đáp điều. Luận phong cách. Khẳng định là tình này lữ cao một chút, luận hung hãn cùng đấu trí, khẳng định là Vũ Văn Chấn Tinh bọn họ càng mạnh. Lý Thiên Mệnh biết bọn hắn, phân biệt gọi Hoàng Phủ Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Gia Ý, là đệ nhất tông lão cùng thứ tư tông lão dòng chính tầng tôn, cùng Vũ Văn Chấn Tinh bọn họ không phải người một đường. Đương nhiên, cùng mình cũng không phải người một đường. Đều là đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra còn có hai cái quy nhất cảnh đệ thất trọng người tiến đến, Lý Thiên Mệnh không biết, nhưng bọn hắn không ảnh hưởng được đại cục. Bị đánh tan Trần Kiêu Ký cũng bỏ lên, cũng là xem ra có chút thảm. Đúng vào lúc này, sương mù dày đặc đã tan hết, Lý Thiên Mệnh bọn họ những người này đem chọn cái thái nhất tháp tầng thứ hai đều nhìn thấy rõ ràng.
khiến người ta kinh ngạc chính là, Thái Nhất Tháp tầng thứ hai, vậy mà trống trải một mảnh. Nói cách khác, cái gì bài trí đều không có. Liền vô hình khoáng đều không có. Trong tầm mắt, chỉ có tầng thứ hai này chính giữa, mới có một tòa cổ xưa chuông đồng. Cái kia chuông đồng đắp tại trên mặt đất, xem ra vô cùng cẩn trọng. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn Vũ Văn Chấn Tinh bọn họ hướng bên nào chạy, tầng thứ hai chí bảo liền sẽ ở nơi nào. Bọn họ quả nhiên phóng tới cái kia chuông đồng. Coi như muốn mặt, cho điểm sương mù dày đặc ngăn trở hơi ngăn lại Vũ Văn Chấn Tinh, nếu là không có cái kia sương mù dày đặc, Vũ Văn Chấn Tinh xông lên, hiện tại liền thứ hai chí bảo đều cầm. Lý Thiên Mệnh tâm lý khinh bỉ một câu. Nhưng nói thật, tầng thứ hai này rõ ràng cũng là nhìn hỗn chiến, một chút quy tắc đều không có. Vũ Văn Chấn Tinh có Công Tôn Xí cùng Trần Kiêu Ký, đều là bài danh trước năm thiên tài, ba người tổ một, còn sợ hỗn chiến. Bọn họ duy nhất không nghĩ tới, chỉ sợ sẽ là Trần Kiêu Ký trước bị đánh tan, tạm thời giúp không được gì. Lên! Lý Thiên Mệnh bất chấp tất cả, lấy thiên chi rực ra tốc, phóng tới cái kia chuông đồng. Hắn nhìn đến một bên khác. Hoàng Phủ Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Gia Ý hai người, đồng dạng kết bạn xông vào. Đến mức còn lại hai cái quy nhất cảnh đệ thất trọng, bọn họ tạm thời không dám loạn động, nếu không khẳng định sẽ bị Vũ Văn Chấn Tinh hung ác chân áp. Cản bọn họ lại, ta lấy trước chí bảo, Vũ Văn Chấn Tinh nói. Ta chỉ sợ không được a, Trần Kiêu Ký khó chịu nói. Vũ Văn Chấn Tinh chừng mắt liếc hắn một cái, hắn tại phương diện tốc độ ưu thế kém một chút. Nguyên bản kế hoạch là để Trần Kiêu Ký cùng Công Tôn Xí ngăn lại Hoàng Phủ Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Gia Ý là có thể, hiện tại còn muốn chặn lại Lý Thiên Mệnh, lại thêm Trần Kiêu Ký mất đi một nửa chiến đấu lực, ưu thế của bọn hắn trực tiếp không có. Nhưng, Vũ Văn Chấn Tinh cũng là Vũ Văn Chấn Tinh. Hắn là tại trận giết chóc trưởng thành người, chiến đấu thời điểm, có thể trực tiếp hiện ra cùng đệ tử khác khác biệt phong cách tới. Ầm ầm, hắn cùng huyết ma thao thiết, trực tiếp ngăn cản tại Hoàng Phủ Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Gia Ý trước mặt.